chương 356, không giúp anh. Đường khả hình vẫn nhào vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, khóc bù lu bù loa, nước mắt càng ảo ảo chảy xuống. Trang Hạo Nhiên ôm nhẹ cô, cúi xuống nhìn vẻ mặt cô khích động, lộ ra một chút uất ức và ẩn nhẫn, liền vỗ nhẹ đầu của cô, mỉm cười nói, tôi nói. Cô nhìn thấy tôi tới, vui vẻ, hay cảm thấy tôi tới đây cô lại đau lòng. Đường khả hình không nói, ngẩng đầu lên, nhìn anh, nước mắt giống như giọt sương, nhỏ xuống. Trời ạ, à, Trang Hạo Nhiên không nhịn được bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thật sự không chịu nổi nói, "Đừng khóc, thân ái, tôi không chịu nổi." Sắp lụt tai rồi. Đường Khả Hinh lại tựa vào trong ngực của anh, ngẩng đầu lên nhìn anh, như làm nũng nghẹn ngào nói anh, "Anh, làm sao tới đây?" Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, bật cười nói, "Có người ở trong điện thoại nói chuyện ủy khuất như vậy. Tôi làm sao có thể yên tâm?" Đường Khả Hinh thấy Trang Hạo Nhiên đứng ở trước mặt của mình, như vậy nỉ non nói với mình rất dịu dàng rất quan tâm tất cả khổ sở và bi thương lúc này đột nhiên đều trở thành hư không toàn bộ thế giới đều đầy đủ cô chợt mỉm cười nước mắt lại lăn xuống được rồi lại khóc nữa trang hạo nhiên im lặng nhìn cô nhưng không có nói gì hai tay nắm bả vai của cô lui về phía sau một bước nhìn cô vẫn mặc quần áo hôm nay lúc đi khỏi tóc hơi ẩm ướt trên mặt đều là nước mắt trong lòng hiểu rõ chuyện gì nhưng không có nhắc lại chỉ mỉm cười vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói, nghe tôi, đi tắm trước, tôi lấy thuốc cho cô. Hả? Đường khả hình ngẩng đầu lên, im lặng nhìn Trang Hạo Nhiên nhìn thật lâu, trong lòng vang lên một câu, có chút không thể tin nói nhỏ tôi. Tôi, tôi không phải đang nằm mơ chứ. Ngoài cửa sổ bão táp điên cuồng rơi vãi, truyền đến ảo ạt, gió lạnh từ ban công lùa vào, đập vào mặt của hai người. Audio điện tử võ tấn bền Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn đường khả hình trong chốc lát, mới khẽ mỉm cười nói, có một số người, đặc biệt là người mới vừa yêu, đem một ngày khổ sở, làm như mỗi ngày sau này đều sẽ phát sinh chuyện. Thật ra cũng không có khổ sở như vậy, nếu như thật sự không chịu nổi thì giao cho thời gian, giao cho tôi đi. Nhưng anh không chịu hứa hẹn với tôi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình thầm thì nói. Cái con bé này trước kia nhất định rất biết gây gỗ. Trang hạo nhiên không nhịn được nở nụ cười, đôi tay nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cúi xuống, cũng nhẹ chán cô, tức giận, lại ngọt ngào cương chiều nói, nhóc nhỏ, bây giờ lời hứa hẹn có quá quan trọng không? Đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt nóng bỏng của Trang Hạo Nhiên, đột nhiên hơi hiểu lời của anh, lại tràn nước mắt. Được rồi, đừng khóc, nghe lời, đi tắm, nghỉ ngơi sớm một chút. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại nhẹ nhàng vuốt tóc ngắn đường khả hình, dịu dàng nói. Đường Khả Hinh nghe lời nói êm ái giống như toàn bộ thế giới đều sống lại, cô lập tức gật đầu một cái, lại nhìn Trang Hạo Nhiên dịu dàng nói, "Vậy anh ngồi một lát, tôi đi tắm ra ngay." "Tốt." Trang Hạo Nhiên nhìn cô, khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh nhìn lại anh một cái, mới im lặng đi vào phòng, vẫn đứng ở trước bức rèm tre, giống như sợ anh sẽ biến mất, nhìn anh chầm chằm. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía ánh mắt Đường Khả Hinh có chút sợ hãi, im lặng không lên tiếng tay nhẹ buông lỏng cúc áo tây trang mình, ở trước mặt cô cởi ra. Đường khả hình lập tức vui vẻ chạy tới, đoạt lấy tây trang của anh, nói tôi treo lên cho anh. Cô cầm nó treo lên trong phòng. Trang hạo nhiên đứng ở giữa phòng khách, nhìn bóng người nhỏ bé ôm tây trang của mình chạy vào phòng, anh hai mắt xẹt qua một chút đau lòng, lúc cô đi, mới lưu ý nhìn gian phòng này tuy nhỏ nhưng lịch sự trang nhã ấm áp, ánh mắt anh chậm rãi di chuyển, nhìn vách tường màu vàng trong phòng khách, mặc dù đã cố kỹ, treo vài bức tranh màu nước, có một bức tranh thảm cỏ lavender. Ánh mắt chăm chú vào trong bức tranh kia, đưa mắt nhìn một lát, mới khẽ mỉm cười nhìn ghế salon nhỏ trong phòng, bày biện hai bộ quần áo nhỏ, sau đó ba cái gối ôm hình con sâu màu đen, vị trí đối diện là một cái tivi cũ, hai bên tivi để hai bình sứ thanh hoa, cắm hai bó hoa bách hợp, bên ngoài là ban công, ngoài cửa vẫn mưa to gió lớn, bóng cây lay động mạnh, cùng ánh đèn màu xanh dương chiếu sáng. Ánh mắt lại di chuyển, anh chậm rãi nhìn về phía cửa ban công, hơi xoay người nhìn cửa phòng khách, lại nhẹ nhàng chuyển mắt, lúc này mới nhìn đến một cái tủ rượu bằng gỗ, cửa kính màu nâu đóng chặt, bên trong tủ rượu chuyên dụng lộ ra ánh sáng tím. Anh sững sờ, nhìn về phía cái tủ rượu kia, suy nghĩ không ngờ trong nhà đường khả hình còn có tủ rượu. Lộ ra ánh sáng chai rượu đỏ đắt tiền, một người trẻ tuổi như cô, làm sao có được tủ rượu quý giá như vậy? Từ từ, anh cất bước đi tới trước tủ rượu, nhìn trong cửa kính màu nâu thật sự có đặt một chai rượu đỏ nằm nghiêng 45 độ ở trong giá rượu, nhãn hiệu rượu hơi chết, phía trên không nhìn thấy năm và nơi sản xuất, nhưng khi nhìn cái chai màu đen có lịch sử cũ kỹ. Anh hơi nhíu mày, tay không nhịn được đưa về phía trước cánh cửa thủy tinh, muốn nhẹ nhàng mở ra, lúc này, phát hiện thủy tinh đóng chặt. Anh sững sờ, nhìn thanh inox khóa tâm ở giữa hai cánh cửa kính kia, suy nghĩ đây là một chai rượu đỏ như thế nào có thể khiến đường khả hình khóa chặt cửa tủ anh suy tư một lát, lại nghiêng mặt nhìn chai rượu đỏ, nắp chai rượu vốn là màu đỏ thấm, phía dưới lại bị người xé ra, hiện lên một chút vết cắt. Hai mắt anh chợt lóe, nhìn vết cắt này, trong đầu giống như tia chớp thoáng qua một hình ảnh tối đen, một câu nói nện vào trong thân thể. Chấm than ngoặc kép, tôi nếm qua máu của cô, mạng của tôi sẽ là mạng của cô, nếu như nhà họ tưởng phản bội, tôi hóa thành quỷ hồn cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Như kim đâm vào não. Trang hạo nhiên nhíu chặt mày, bả vai đau đớn, giống như ngọn lửa cháy lên, anh cắn chặt răng, cố gắng nắm bắt ký ức mới vừa thoáng qua, lại phát hiện nó đã biến mất tâm, anh lập tức nhìn về phía chai rượu đỏ kia, cái chai màu đen đã không còn sáng bóng, giống như có thể nhìn đến lịch sử ố vàng vài chục năm bao trùm nó thật lâu, loại chai rượu này và nắp rượu, xuất xứ từ nhà máy rượu trăm năm. Anh nhìn chằm chằm chai rượu đỏ kia, giống như nó đã trải qua ngàn đời muôn kiếp bình tĩnh, nhưng lúc này, vẫn chưa đủ thời gian giống như linh hồn lắng động nằm ở bên trong làm cho người ta rất say mê và mong đợi tay nhẹ trống trên cửa kính hai mắt trang hạo nhiên nhanh chóng lóe lên trong chớp mắt suy nghĩ biện pháp mở nó ra lúc này lại phát hiện điện thoại di động vang lên anh vừa nhìn chai rượu đỏ vừa cầm điện thoại di động lên nhận máy đáp ừ đi đến nhà khả hinh tô lạc hoành hỏi trang hạo nhiên nghe tiếng của tô lạc hoành liền phục hồi lại tinh thần, đáp vào rồi suốt cuộc tô lạc hoành thở vào một hơi, khơi quay đầu đi nhìn về phía tiểu nhu ở bên cạnh mặc quần áo liên thể, khoác một cái áo khoác ngoài màu trắng thật dày chải hai bím tóc, giống như Sailor Moon ôm mấy bó hoa hồng trắng lúc nảy mình đưa cho cô, ngồi ở đình nghỉ mát phía sau vườn hoa khách sạn chân nhẹ đong đưa đang ngâm nga một bài hát anh thở dài một hơi, mới quay đầu bất đắc dĩ cầm điện thoại di động gào khóc nói, anh trai lần sau anh và tiểu đường muốn làm chuyện gì, có thể tự mình phụ trách hay không. Đêm khuya, gọi người ta từ trong chăn dậy mua hoa quyến rũ con bé này, anh muốn tôi chết sao? Trang hạo nhiên không nhịn được cười xoay người, nói, vậy không tốt à? Cậu không phải háo sắc sao? Con mẹ nó, anh mới háo sắc. Tô Lạc Hoành nhớ tới lúc này đè tiểu nhu vào cửa cầu thang, nện cho cô một bó hoa thật to, ánh mắt chảy ra thâm tình nhìn cô, cô nhanh chóng đỏ mặt, ô ô a à, a, à giống như anh nói lên yêu cầu gì, cô cũng nhất định sẽ đồng ý với anh. Anh thở dài một cái, mới gào khóc nói cô ấy vẫn còn trinh nữ. Chấm than ngoặc kép chấm. Trang hạo nhiên nghe xong lời này, lập tức nói ai bảo cậu cua cô ấy hả? Nếu không tôi dùng sức hấp dẫn trai đẹp, cô ấy sẽ nói cho tôi mật mã dưới lầu khả hình sao? Tô Lạc Hoành cúi đầu, lấy tay che điện thoại, hét. Vậy bây giờ mục tiêu đã đạt được, cậu có thể cút. Trang Hạo Nhiên sảng khoái đi ra ban công, lại phát hiện trên ban công đặt rất nhiều loại rau củ, khoai tây và một chút đất trồng đậu mầm tươi. Lúc này, chính là lúc ăn cái này, anh liền ngồi xổm trên mặt sàn, ở dưới ánh đèn đường màu xanh dương, chọn đậu mầm tương đối non, đứng lên, đi về phía phòng bếp. Tôi nói, chấm ngoặc kép, Tô Lạc Hoành thật sự tò mò hỏi, anh Đường Đường một tổng giám đốc, muốn đi nhà Khả Hinh, muốn biết mật mã dưới lầu, hỏi Lưu Nhã Tuệ không được sao? cần gì phải hành hạ như thế. trang hạo nhiên chực một tiếng mỉm cười nói tôi nói lưu nhã tuệ xem khả hình như sinh mạng đã chế thế này tôi gọi điện thoại hỏi mật mã dưới lầu nhà các cô cậu cảm thấy cô ấy sẽ cho tôi sao cô ấy sẽ tin tưởng tôi sao bản thân tôi cũng không tin tôi đàn ông không có một người nào tốt đêm trăng tròn nhất định sẽ lòi cái đuôi sói. ông trời ơi tô lạc hoành không nói nên lời gào xong nhìn về phía tiểu nhu ngồi ở một bên còn đang cầm hoa hồng cúi đầu thiếu chút nữa trôn mặt vào trong biển hoa bất đắc dĩ hỏi vậy tiểu nhu làm thế nào trang hạo nhiên đem đậu mầm bỏ vào trong chậu nước giữa sạch nói đùa cua người ta rồi bỏ rơi người ta không phải là sở trường của cậu và sở nhai sao cúp đây này 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 chấm ngoặc kép tiếng của tô lạc hoành truyền đến trang hạo nhiên cúp điện thoại sau đó nhanh chóng lấy nồi đổ nước nóng trong bình vào bật lửa lên sau đó lấy gạo ra, lọc sạch sẽ, vào bằng nước ấm, năm ngón tay lọc từng vốc gạo bỏ vào trong nồi nước đã sôi, cầm cái muỗng, khuấy đều, thấy hạt gạo nở giống như ý muốn của mình, mới cầm đậu mầm non rửa sạch, thả vào trong rổ, nhìn xung quanh không gian nho nhỏ, lại hết sức chính xác ở trong tủ lạnh, lấy ra một cái trứng muối nhỏ, anh khẽ mỉm cười, nhanh chóng bốc vỏ, cầm muỗng trẻ nó ra bỏ vào nồi cháo. Trong lúc chờ dầu nóng, cầm miếng gừng nhanh chóng thái gừng thành sợi, bỏ vào trong dầu, chờ sợi gừng sôi lên, đem trứng muối bỏ vào trong chiên sơ, sau đó bỏ rau đậu mầm non vào, vặn cao lửa xào sơ, mở tủ lạnh ra, quả nhiên nhìn thấy chân giò hun khói. Anh mỉm cười lấy chân giò hun khói ra, nhanh chóng cắt thành hạt lựu, rác ở trên đậu mầm, chậm rãi châm nước vào, múc một chén để sang một bên, quay đầu nhìn nồi cháo đun sôi, vừa chín tới theo yêu cầu của mình, liền cầm cái muỗng, múc cháo trắng, chắt nước cháo đổ vào phía trên đậu mầm, lại từ trong tủ lạnh lấy ra cả rốt ngâm chua, cắt ba lát, bỏ vào chén cháo, mới hài lòng bưng chén đi ra, vừa vặn thấy đường khả Hinh đã tắm xong, tóc hơi ẩm ướt, mặc đồ thể thao màu trắng, bay ra mùi sữa tắm thật thơm. Đứng ở bên cửa phòng tắm, nhìn mình. Nhìn anh nhìn cô, khẽ mỉm cười. Lúc này tôi, còn tưởng rằng anh đi rồi. Chấm ngoặc kép, đường khả Hinh nhìn về phía trang hạo nhiên, đôi tay vỗ nhẹ bắp đùi, mềm yếu khiến người ta đau lòng. Trang hạo nhiên chỉ cười cười, nói một câu, không có lòng tin đối với tôi như vậy sao liền đi vào phòng bếp lấy cái muỗng và đôi đúa đi ra đặt ở bên chén mới nói làm cho cô chén cháo đậu mầm mau tới đây ăn đi đường khả hinh nhìn anh một cái lặng lẽ đi vào nhìn chén cháo bốc hơi nóng và bên cạnh là đậu mầm rất đẹp cô ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn về phía trang hạo nhiên thế nhưng anh đã cầm một quyển tạp chí mở bàn ăn ra vừa mở vừa nói nhanh ngồi xuống ăn tôi xem cô ăn xong uống thuốc xong tôi sẽ đi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình không lên tiếng, tay thật dịu dàng kéo ghế ra, ngồi xuống, cầm muỗng múc một một muỗng cháo ăn, cúi đầu nhai nhẹ. Từ trong tạp chí, Trang Hạo Nhiên khẽ nâng mí mắt nhìn cô. Đường khả hình im lặng không lên tiếng, cầm đũa lên, gắp một chút đậu mầm, bỏ vào trong miệng, lại nhẹ nhàng nhai nuốt, phát hiện có trứng muối chiên, đậu mầm càng phát ra hương vị ngọt ngào, tâm trạng chợt có chút tốt lên, trên mặt không nhịn được hiện lên nụ cười hai mắt Trang Hạo Nhiên cũng lộ ra dịu dàng. Tôi, tôi, tôi không giúp anh theo đuổi tinh xuyên đâu. Chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên nói những lời này. Trang Hạo Nhiên sững sờ, nhìn cô, chương 357, buông tha nguyên tắc. Tại sao, Trang Hạo Nhiên hơi căng thẳng nhìn cô, gần đây tinh xuyên không nghe điện thoại của mình. Đường khả hình thật sự có chút mất mát, chống nhẹ cái muỗng lên chén cháo, giọng nói mềm nhũn nếu như. Anh và cô yêu nhau, có thể không để ý đến tôi hay không? Trang hạo nhiên yên lặng nhìn cô. Đường khả hình cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ chớp mắt bị thương đã qua, nỗi khiếp sợ vẫn còn, dịu dàng nhìn anh. Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng cô như vậy, liền chậm rãi buông tạp chí xuống, mới mỉm cười nói, không biết. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình có chút không tin nhìn anh. Thật không biết, Trang hạo nhiên cười nói. Đường khả hình nghe nói như vậy, trong lòng nghĩ nghĩ, liền hơi cười cười, múc nhẹ một muỗng cháo ăn. Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng cô, cũng cười hỏi cô cười cái gì. Đường khả hình nhai nhẹ cháo mềm mại, nuốt xuống, mới nói, thật ra mặc dù trong lòng tôi rất không nở xa anh, nhưng tôi lại biết, nếu có một ngày anh thật có người yêu của mình, tôi sẽ mừng cho anh. Bởi vì có tình yêu là một chuyện rất hạnh phúc, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên im lặng nhìn cô. Đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn Trang hạo nhiên, hai mắt lộ ra một chút tinh nghịch và dịu dàng nói anh yên tâm đi. Một mình tôi sẽ thật tốt. Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn cô gái ngốc này, vươn tay, gõ mặt bàn một cái, nói ăn cháo nhanh lên một chút. Đường khả hình đột nhiên mỉm cười, hai mắt ứa lệ, nhưng vẫn cầm muống, nhanh chóng ăn chén cháo, vừa ăn, nước mắt vừa lăn xuống, cô hút hút lỗ mũi, vội vàng lau khô nước mắt, thân thể vẫn run rẩy ăn từng ngụm từng ngụm cháo. Trang hạo nhiên không ngăn cản cô, nhìn cô ăn cháo rất nhanh không lên tiếng đường khả Hinh ăn giống như sói đói hổ đói ăn xong chén cháo thậm chí uống cạn sạch chén canh lúc buông chén xuống nhìn về phía trang hạo nhiên đưa tay làm dấu yêu cười rất ngọt rất buồn cười nói nhìn đi ăn xong rồi chứ trang hạo nhiên nghe nói như vậy mỉm cười đứng lên lập tức đi đến đường khả Hinh, đột nhiên không người ôm cô nhóc nhỏ ồn ào lên a à, chấm than ngoặc kép Đường Khả hình lập tức ôm chặt cổ Trang Hạo Nhiên, mất hồn nhìn anh, chớp mắt thật mạnh, nói anh. Anh, anh làm gì? Hai mắt Trang Hạo Nhiên nóng bỏng, nhìn cô thật sâu, mới quay mặt sang, nhìn đồng hồ treo tường, bí mật nói cô nhìn đồng hồ treo tường xem mấy giờ rồi. Trái tim đường Khả hình đập thình thịch, nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, còn không hai phút nữa đến 12 giờ, cô có chút căng thẳng nhìn anh nói sắp. Sắp, sắp 12 giờ rồi. Chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn đường khả hình hai mắt lộ ra một chút ánh sáng bá đạo cười nói sau này trễ như thế còn dám mở cửa cho đàn ông hay không đường khả hình nhìn ánh mắt anh hoảng sợ đến trước mắt một cái lắc đầu một cái nói không không dám trang hạo nhiên nhìn bộ dáng cô hoảng sợ nhưng vẫn im lặng ôm cô từng bước từng bước đi về phía gian phòng đường khả hình nhìn anh mặt đỏ lên trang hạo nhiên cũng không lên tiếng ôm lấy thân thể của cô vượt qua bước rèm châu lay động, đi về phía chiếc giường nhỏ của cô, trực tiếp đặt cô ở trên giường, người đã đè ở trên người của cô, ánh mắt phát ra ánh sáng nóng rực, nhìn đường khả hình. Ánh mắt của đường khả hình trừng to, căng thẳng nhìn anh, không dám nói một câu. Trang hạo nhiên cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đường khả hình, càng nhìn càng trắng nõn mềm mại, cảm tính khàn khàn nói, tôi luôn không cho phép cấp dưới của tôi, bạn bè của tôi quá mức yếu ớt, bởi vì tôi biết yếu ớt sẽ tổn thương bản thân mình giống như như mạt chấm ngoặc kép lần đầu tiên anh nói đến chuyện người khác đường khả hình không nhịn được nhìn anh tôi vẫn không thích tưởng thiên lỗi buông tha nguyên tắc bỏ mặc cho cô gái mình yêu thích yếu ớt như vậy bởi vì chỉ có yếu ớt mới tổn thương người khác tổn thương bản thân mình nhưng tối nay chấm ngoặc kép trang hạo nhiên ôm chặt đường khả hình nhìn mắt to mơ mộng của cô lúc này cảm xúc đầy rung động nói tôi cũng muốn buông tha nguyên tắc một lần cho phép cô yếu ớt một lần cô hiểu lời của anh hai mắt đường khả hinh đỏ bừng cảm động nhìn anh hai mắt tràn lệ trang hạo nhiên nhìn con bé ngốc này hai mắt lại đỏ bừng liền mỉm cười nói đứa ngốc cô hiểu tôi có ý gì không đường khả hinh gật đầu một cái nước mắt lăn xuống cô không hiểu trang hạo nhiên cười nói đường khả hinh sửng sốt nhìn anh trang hạo nhiên nhìn cô thật lòng nói tối nay tôi cho một mình cô một lời hứa à Đường Khả Hinh nhìn anh. Trang Hạo Nhiên ép nhẹ ở trên người của cô, tay nhẹ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lại dịu dàng nói tiếp, "Tối nay, tôi cho một mình cô một lời hứa. Mặc kệ cô muốn cầu xin bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ đồng ý với cô." Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, nhìn Trang Hạo Nhiên cúi đầu ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, "Nhớ anh đã nói, tôi cũng muốn." Buông tha nguyên tắc một lần, cho phép cô yếu ớt một lần, "Tối nay, tôi cho một mình cô một lời hứa." mặc kệ cô muốn cầu xin bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ đồng ý với cô. Hai tròng mắt của cô lại trồi lên nước mắt, đột nhiên chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại trên lồng ngực của anh. Trang hạo nhiên không hiểu nhìn cô. Một người sợ hứa hẹn, có lẽ trong quá khứ đã từng vì lời hứa mà bị thương. Tối nay anh lại chấp nhận lời hứa hẹn, là chuẩn bị bị thương. Nước mắt lăn xuống. Ở trong màn lệ đường khả hình nhìn Trang hạo nhiên khẽ mỉm cười, mới dịu dàng nói thật chấp nhận cho tôi một lời hứa hẹn sao, mặc kệ tôi muốn cầu xin cái gì cũng được. Trang hạo nhiên nhìn đường khả hình thật sâu, nhẹ nhàng mỉm cười, đáp, ừ. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn người đàn ông vẫn quan tâm thương yêu mình, muốn làm anh trai của mình, đột nhiên mỉm cười, nói, tốt. Vậy anh nhắm mắt lại, tôi cho anh biết. Trang hạo nhiên sững sờ, nhìn cô, chớp mắt một cái, liền chậm rãi nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ mưa phùn bồng bềnh, đèn bàn phát ra ánh sáng màu vàng chiếu dọi thân thể hai người dán tại một nơi đường khả hinh nằm ở trên giường nệm màu xanh dương cúi xuống nhìn trang hạo nhiên nhắm mắt lại phát hiện lông mi anh thật dài sống mũi rất đẹp nhớ tới tối nay anh vì mình dùng thời gian một bài hát xuất hiện ở trước mặt của mình xua đi tất cả tuyệt vọng và khổ sở trên người lòng của cô đột nhiên dâng lên kích động mãnh liệt trong lòng lặng lẽ chấp nhận yêu cầu của anh ở đáy lòng gọi nhỏ một tiếng anh trai mới nghiêng người ngồi dậy đưa mặt qua nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt anh. Một cảm giác tê dại, giống như dòng điện kích thích khuôn mặt. Trang hạo nhiên sững sờ, mở mắt, nhìn cô. Đường khả hình rất tinh nghịch nhìn anh, cười không ngừng. Trang hạo nhiên nhìn con bé đáng chết, nói, lúc này cô dám hôn tôi. Cô tự đâm đầu vào chỗ chết phải không? Đường khả hình đột nhiên bật cười nói, tôi không sợ. Anh thích chị lớn, không thích em gái. Trang hạo nhiên cảm thấy tức giận nhìn cô cười nói, như thế nào đi nữa, cô đừng hôn tôi như vậy, nói thế nào, tôi cũng là một người đàn ông. Cô thật xấu, tôi muốn ôm cô ném ra ngoài ban công. Không muốn, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức cười to, đẩy trang hạo nhiên ra, muốn chạy xuống giường. Đang lúc cô muốn đưa chân trần nhảy xuống giường thì trang hạo nhiên từ phía sau ôm cô lên, quả thật muốn ôm ra ban công ném cô rồi. Không, không nên, bên ngoài rất lạnh, tôi bị cảm. Đường Khả Hinh lập tức nắm chặt khung cửa phòng, chợt cười đánh bả vai Trang Hạo Nhiên, ha ha kêu to. Sau này cô còn dám hôn tôi lung tung hay không? Đây là chị tinh xuyên của cô hôn. Không phải cô hôn, Trang Hạo Nhiên lại muốn ôm cô đi ra ngoài. Không muốn đâu, tôi sai rồi, đường Khả Hinh hoa 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 kêu to. Lại nói sai rồi, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mỉm cười, không người ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, ném mạnh cô lên trên giường. À, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lại kêu la ẩm ý. Trang hạo nhiên lập tức đè ở trên người của cô, nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói, nói, còn dám hôn tôi hay không, nói. Không dám, đường khả hình mới vừa cười nói xong, nhìn ánh mắt dịu dàng buông lỏng của trang hạo nhiên, hai mắt của cô tinh nghịch chấp một cái, đột nhiên ngẩng đầu lên, cố ý trêu anh, muốn hôn ở trên mặt của anh. Trang hạo nhiên quay mặt lại, nhìn về phía cô kêu to, a à. Ha 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 chấm ngoặc kép, đường khả hình lại chui vào trong chăn, cười khanh khách. Trang hạo nhiên muốn đẩy cô từ trong chăn ra ngoài. A, à, a, à, chấm ngoặc kép, đường khả hình cười to kêu to, cứu mạng. Trang hạo nhiên ngồi ở trên giường, lập tức từ sau lưng ôm lấy thân thể của cô, sắp đè cô ở trên giường, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ, có người kêu to, ồn ào chết được nửa đêm không ngủ, đùa giỡn cái gì. Hai người nhất thời dừng động tác, nghe tiếng ngoài cửa sổ, đồng thời mỉm cười, đường khả hình lập tức bỏ đi tắt đèn bàn gian phòng lập tức tối lại trang hạo nhiên thật căng thẳng ôm hông của đường khả hình nói cô tắt đèn làm gì anh giống như sợ bị người ta khi dễ đường khả hình nghe xong lời này không nhịn được nữa thân thể co quắp che miệng cười cô cười nữa trang hạo nhiên lập tức ôm cô vào trong ngực muốn ôm cô ném đi ha 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 chấm ngoặc kép đường khả hình thật sự cảm thấy rất buồn cười cười to thật sự nhịn không được rồi đừng ầm ý, Trang Hạo Nhiên đè cô ở trên giường, bưng chặt miệng của cô. Đường Khả Hinh vẫn nhịn không được co quắp thân thể, cuốn hai chân lên, bật cười. Trang Hạo Nhiên không nhịn được mặt trôn ở cổ của cô, nở nụ cười. Một đêm này, từ từ, gió mưa bồng bềnh, cửa sổ cũ nát không chịu nổi, thỉnh thoảng lại chiếu rọi hai bóng người sinh động, thỉnh thoảng tách ra, thỉnh thoảng dán tại một nơi, cho đến một giờ sáng mới yên tĩnh lại. Sáng sớm, giọt xương dọc theo đầu chiếc lá mộc lan xanh biếc nhỏ xuống khách sạn á châu phòng khách biệt thự vip chuông điện thoại vang lên người đàn ông nằm ở trên giường trắng như tuyết đang đắp chăn ngủ say nhưng chuông điện thoại chết tiệt nọ vẫn còn tiếp tục vang lên sốt cuộc lâm sở nhai ngẩng đầu lên mắt híp lại thành một đường mơ màng nhìn điện thoại nơi xa liền thở dài một hơi cầm điện thoại lên alo một tiếng mới liếc về phía đồng hồ treo trên tường này, nhanh ngồi dậy cho tôi. Tiếng của Tô Lạc Hoành truyền đến. Suốt cuộc lâm sở nhai nhìn đồng hồ trên tường, mới 8 giờ, anh nhất thời tức giận, gào khóc kêu to, mẹ kiếp anh. Hiện tại mới mấy giờ, lúc này anh không ngủ được, nửa người dưới nổi lên đúng không? Ngày hôm qua lão tử bị trang hạo nhiên làm cho chết nửa người dưới rồi. Tô Lạc Hoành gấp gáp nói. Nửa người dưới của anh có vấn đề, tìm tôi không dùng được. Anh phải đi tìm Tào Anh Kiệt đấy, chấm than ngoặc kép lâm sở nhai quát lên anh cút tôi nói với anh lão đại nhà anh một buổi tối chưa có trở về tô lạc hoành kêu to anh ấy lớn như vậy một buổi tối chưa có trở về thì có sao đâu chẳng lẽ anh muốn anh ấy mỗi đêm trời tối không ra tương lai tuyệt đường con cái thì làm thế nào lâm sở nhai nằm ở trên giường cầm điện thoại di động bất đắc dĩ nói hiện tại anh ấy ở nhà đường khả hinh tô lạc hoành nói Lúc này Lâm Sở Nhai mới bình tĩnh lại, mở mắt, gắt chán nói, "Sau đó thì sao?" Tô Lạc Hoành căng thẳng kêu to, "Sáng sớm hôm nay chủ tịch tưởng vĩ đại của chúng ta vừa vào công ty thì có việc gấp muốn gặp hai tổng giám đốc, không ngờ ông ấy đi, phòng tổng thống nhìn gian phòng không có ai, liền ra lệnh cho người dùng vệ tinh tra địa chỉ điện thoại di động của anh ấy, tra được anh ấy đang ở trong nhà đường Khả Hinh." Lâm Sở Nhai chợt ngồi dậy, kêu a Hiện tại chủ tịch tưởng kéo một đại đội nhân mã cùng tổng giám đốc tưởng đi tìm lão đại. Con mẹ nó, anh còn không đứng lên cho tôi." Tô Lạc Hoành kêu to. "Anh gọi điện thoại di động cho anh ấy." Lâm Sở Nhai không nói hai lời, nhảy lên giường. "Mẹ kiếp, gọi vài chục cuộc rồi, anh ấy không nhận." Tô Lạc Hoành kêu. Chương 358, đừng mở cửa. Một hàng mười mấy chiếc xe hơi màu đen, chậm rãi chạy về phía con phố cổ dẫn đầu là chiếc Rolls Royce màu bạc ở trên con đường Mộc Lan, nhanh chóng chạy tới trước. Tưởng thiên lỗi ngồi ở sau xe, im lặng không lên tiếng, nhớ tới sáng nay Đông Anh nói đến lão chủ tịch đột nhiên đến khách sạn Á Châu, tìm gấp hai vị tổng giám đốc để trao đổi, anh mới sững sờ nhưng sau đó nghe được phòng thư ký nhanh chóng chuyển tới tin tức, nói tổng giám đốc Trang đang ở trong nhà thư ký đường, cả đêm không có về, cho nên chủ tịch nổi giận, muốn trực tiếp đi tìm người. Hai ma tanh lóe lên, còn chưa kịp nghĩ xem tối hôm qua chuyện xảy ra, cũng đã nghe cha ở bên cạnh nói chuyện. Suốt cuộc đường khả hình là người như thế nào, có thể dính dấp đến cả hai tổng giám đốc của Hoàn Cầu. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng ngồi ở một bên, nặng nề nhìn hàng vỉa hè giá rẻ hai bên đường phố. Hai mắt tưởng thiên lỗi nhấp nháy, im lặng không lên tiếng, nhớ tới vẻ mặt khả hình rơi lệ khổ sở đi vào ngôi lầu nhỏ đêm qua, khuôn mặt hơi căng thẳng. Mua bánh bao đây, mua bánh bao đây, Bà chủ tiệm bánh bao ở dưới ngôi lầu nhỏ, đang nhiệt tình chào hỏi khách hàng, sau đó nhìn thấy con đường lớn một lan giống như đặc khu trưởng tới, một đoàn xe ô tô màu đen lái tới, nghiêm túc đến khiến người ta hoảng sợ, trong tay bà cầm kìm gấp bánh bao, sững sờ nói: "Ôi chao, có chuyện gì thế? Con phố nhỏ của chúng ta có phải có quan lớn tới hay không?" Tất cả thực khách trong tiệm bánh bao, kể cả mấy ông chủ bắt đầu mở cửa tiệm buổi sớm, mọi người đều rất tò mò đưa đầu ra ngoài thăm dò có một người trẻ tuổi, đam mê xe ô tô, đang lật tạp chí, vẻ mặt hưng phấn thấy Rolls Royce màu bạc phiên bản dài gần 8 mét cao cấp nhất trên thế giới, chế tạo độc đáo, là sản phẩm đắt giá nhất trên thế giới, số lượng hạn chế, toàn cầu chỉ có 3 chiếc. Mẹ kiếp, anh nhìn xem dòng xe này, sơn màu bạc tinh khiết, cái ghế ngồi này. Để cho tôi ngồi xe này một ngày, tôi chết cũng cam tâm. Xe này 15 tỷ, tôi kiếm tiền cả đời cũng không có được. Chấm ngoặc kép anh ta nói xong liền ngẩng đầu nhìn nơi xa chậm rãi lái tới một chiếc xe Rolls-Royce màu bạc dẫn đầu là Little Enzo rất quý giá rất trang nhã chạy đến anh ta trợn mắt há to mồm tạp chí trong tay ảo ảo rất xuống lúc này người cả con phố nhỏ giống như đều đổ ra ngoài xem náo nhiệt mọi người không phải ở lầu các thò đầu ra thì chạy ra phố nhỏ tò mò nhìn quanh dần dần càng lúc càng hấp dẫn nhiều người Tưởng Thiên Lỗi nhìn đám người xem náo nhiệt bên ngoài con phố nhỏ hai mắt anh lập lè, nhưng không có nói gì. Chiếc Rolls Royce phiên bản dài, rốt cuộc vì chiều dài quá dài, không cách nào thuận tiện quẹo cua, mà phải dừng ở phía đối diện tiệm bánh bao, có một chiếc xe đang muốn vượt qua, thấy chiếc Rolls Royce ở phía trên, lập tức quay đầu xe chạy đi, nên quẹo cua thì quẹo cua rồi, chảy xước một chút, đoán chừng công ty bảo hiểm cũng phải đóng cửa. Mười mấy chiếc xe Mercedes chậm rãi lái về phía ngôi lầu nhỏ, xếp thành một hàng, ánh sáng kim loại lập lè lóe ra, bên trong vệ sĩ nhanh chóng đi ra, đi về phía chiếc Rolls Royce, bao bọc vây quanh, tài xế nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe. Bên trong đi ra hai cha con nhà họ tưởng, cùng mặc đồng phục màu đen, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, trầm ngâm, lộ ra vô hạn uy nghiêm và bá đạo. Đông Anh và thư ký trưởng Y Linh của tưởng Vĩ Quốc cùng nhau mời chủ tịch và tổng giám đốc đi về phía ngôi lầu nhỏ. Cô xác định tổng giám đốc Trang xuất hiện ở ngôi lầu nhỏ. Tưởng Vĩ Quốc vừa đi tới, vừa lạnh lùng hỏi vâng y linh đáp hai mắt tưởng vĩ quốc lộ ra một chút lạnh lẽo và tức giận sắc mặt tưởng thiên lối cũng bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn ngôi lầu nhỏ cũ kỹ hai mắt lộ ra một chút nghi ngờ có phải bọn họ tìm đến tiểu đường và tiểu lưu hay không có người lặng lẽ bàn tán bà chủ tiệm bánh bao vẫn cầm kiềm sắt nhìn về phía tưởng vĩ quốc vô cùng uy nghiêm và một vị tiên sinh đẹp trai nhìn quen mắt nói tôi nhớ ra rồi tiểu lưu trực ca đêm phải không ngày hôm cô ấy không có nói, có một hàng xóm lặng lẽ nói. tưởng vĩ quốc lạnh lùng đứng ở ngoài cửa sắt ngôi lầu nhỏ, nhìn mật mã khóa phía ngoài. y linh lập tức tiến lên nói, chủ tịch, tôi lập tức liên lạc nên chủ cho thuê ngôi lầu nhỏ, mở mật mã khóa. không cần. hai mắt tưởng vĩ quốc giống như dã thú trong đêm, thoáng qua ánh sáng sắc nhọn, khuôn mặt căng thẳng, lộ ra nguội lạnh vô tình, trầm giọng nói, tự nhiên sẽ có người đích thân mở cánh cửa này cho tôi. Tưởng thiên lỗi đứng ở sau lưng của cha, không hiểu nhìn cha. Bên này một đám người đông đúc, bên kia có bốn chiếc xe thể thao, phát điên đạp chân ga sông thẳng về phía trước. Lâm sở nhai vừa lái xe, vừa liều mạng gọi điện thoại cho Trang Hạo Nhiên, nhưng anh vẫn không có nhận máy, rốt cuộc anh đi đâu vậy? Chết rồi, anh lại phát điên gọi điện thoại cho Lưu Nhã Tuệ, lại tắt máy, anh vừa nện điện thoại xuống, vừa kêu to, mẹ kiếp. Người của toàn thế giới đều chết hết rồi sao, hai người sống các người nghe điện thoại cho tôi tô lạc hoành cũng lái xe đang lao đi phía trước kêu to quản lý lưu nếu cô về nhà trước chúng tôi mặc kệ nhìn thấy ai ngàn vạn lần không được mở cửa cho bọn họ tất cả bọn họ đều là người xấu những lời này có có thể thông qua gió nhắn nhủ đến cô hay không xe buýt chậm rãi lái về phía con đường lớn mộc lan dưới bóng cây mộc lan lay động dần dần dừng ở trạm bên cạnh xe grab một tiếng mở ra sốt cuộc lưu nhã tuệ mặc đồng phục màu đen bên ngoài khoác áo khoác màu xanh dương đậm dài đến đầu gối cổ quấn khăn quàng cổ màu trắng cảm thấy lạnh lẽo ôm vai đi xuống xe đi về nhà vừa đi vừa ngáp hai mắt lim dim nhìn người đã có chút không rõ ràng liên tục trực ca đêm cô mệt mỏi muốn chết rồi cô thở ra một làn khí nóng nghĩ tới hôm nay giao ban có mấy vị khách người đức bởi vì không có đặt gọi đánh thức mà cãi nhau cô chấp chấp hai mắt đau nhức băng qua đường cái đang chuẩn bị đi về phía ngôi lầu nhỏ sau đó nhìn thấy một đám người đông nghẹt đứng ở dưới lầu, dẫn đầu lại là tưởng vĩ quốc và tưởng thiên lỗi, vẻ mặt bọn họ lạnh lùng, nghiêm nghị giống như hai thần giữ cửa nhìn mình, dường như trong chớp mắt có thể đem cắt đứt cổ của mình, trong mắt cô trừng to, cả người loạn choảng, đứng ở trước mặt đám người, hoảng sợ đến trái tim run rẩy, nói không ra lời. Đông Anh nhìn bộ dáng cô, mới vừa muốn tiến lên nói chuyện. Y Linh tiến lên một bước, hết sức sắc bén nhanh chóng nhìn về phía Lưu Nhã Tuệ, Mỉm cười lưu loát nói, "Phó quản lý Lưu, thấy chủ tịch và tổng giám đốc, tại sao không chào hỏi?" Khuôn mặt của Lưu Nhã Tuệ lập tức đỏ lên, hoảng sợ đến không nói nên lời, vội chớp mắt một cái mắt, suy nghĩ người như Tưởng Vĩ Quốc, tại sao có thể xuất hiện tại một nơi bình thường này, cô thở gấp một hơi, liền vội vàng tiến lên, lúc đến gần trước mặt của Tưởng Vĩ Quốc thì cảm thấy khí thế cuồn cuộn đáng sợ, rời sông lấp biển nhào về phía mình, trong thân thể của cô cũng hoảng sợ đến mức tán loạn, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi phải liều mạng đè nén cảm xúc nuốt cổ họng khô khốc kêu nhỏ chủ 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 tịch tổng tổng giám đốc chấm ngoặc kép vẻ mặt tưởng vĩ quốc lạnh lùng giống như chúa tể không thèm quan âm đến sinh linh thái độ nguội lạnh nhìn về phía cô tưởng thiên lối cũng bình tĩnh nhìn về phía cô phó quản lý lưu y linh nhìn về phía lưu nhã tuệ mỉm cười nói cô ở tại căn lầu nhỏ này phải không vâng 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 chấm ngoặc kép Lưu Nhã Tuệ hoảng sợ đến mất hồn. Y Linh nghe vây, liền mỉm cười, lại dùng giọng nói rất lạnh lùng nói tốt: Hôm nay chủ tịch chúng ta muốn đến nhà các cô tụ họp một chút. Mở cửa đi. Trong chớp mắt Lưu Nhã Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía Y Linh, con người lại di chuyển đến trên người của Tưởng Vĩ Quốc, hoảng sợ đến dị mồ hôi lạnh toàn thân, thở phì phò nói: Đến, đến, đến nhà tôi. Đúng vậy, mở cửa đi. Y Linh cũng không có để cho cô có cơ hội từ chối hai mắt lưu nhã tuệ xoay tròn, dự cảm có chuyện xảy ra, theo bản năng nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Lưu nhã tuệ, chấm than ngoặc kép, y linh đột nhiên lạnh lẽo, quát to một tiếng. Vâng, chấm ngoặc kép, nhã tuệ run rẩy đáp. Mở cửa, chẳng lẽ cô để chủ tịch ở chỗ này chờ người bao lâu? Y Linh lại cao giọng nói. Nhã Tuệ nắm chặt dây túi sách, suy nghĩ một chút, bây giờ không có biện pháp, chỉ đành phải yếu ớt đáp một tiếng, đi trước mọi người, bước chân thật nặng nề đi về phía mật mã khóa dưới lầu, nhấn mật mã, cửa cạch một tiếng, mở ra, cô nhẹ nhàng nắm cạnh cửa, sắc mặt tái nhợt đẩy nhẹ cửa ra, đứng ở một bên, yếu ớt gọi, "Mời." "Mời, chủ tịch và tổng giám đốc." chấm ngoặc kép. Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía lối đi cầu thang u tối, trầm ngâm suy nghĩ một chút, mới di chuyển bước chân đi vào, lại nghe được một loạt tiếng xe thể thao thắng gấp, ông lạnh lùng quay đầu nhìn thấy bọn người tô lạc hoành cùng nhảy xuống xe, nhìn mình giật mình, cũng không dám nói gì, ông lạnh lùng nói các người tới chế một bước rồi. Chấm ngoặc kép, bọn lâm sở nhai không dám lên tiếng, đứng ở một bên, vẻ mặt đau khổ. Nhã tuệ ló đầu ra ngoài, muốn hỏi xảy ra chuyện gì. Tưởng vĩ quốc cùng tưởng thiên lỗi và y linh cùng bước lên cầu thang. Nhã tuệ không dám chậm chế, cũng đuổi theo sát, nhìn tưởng vĩ quốc lạnh lùng đứng ở bên cửa nhà mình, cô đành phải nhắm mắt, đưa đôi tay run rẩy nhét vào trong túi, móc ra cái chìa khóa, nhìn nét mặt lạnh lùng của mọi người, run rẩy cầm chìa khóa, cắm vào trong ổ khóa, vặn nhẹ một cái, cửa cạch một tiếng mở ra, cô vừa nhìn bọn họ, vừa thở hổn hển đẩy cửa ra, trước tiên liếc nhìn vào phòng khách nhỏ yên tĩnh một cái, chắc sẽ không có chuyện chứ. Tránh ra, Y Linh thấy cửa đã mở, liền không khách khí trầm giọng nói. Nhã Tuệ suy nghĩ một chút, chỉ đành phải đứng cạnh cửa nhà, cúi đầu, kêu nhỏ chủ tịch, mời ngài vào. Sắc mặt của tưởng vĩ quốc lạnh lẽo, đi vào trước, tưởng thiên lỗi im lặng trong chốc lát, cũng đi vào, theo sau là Y Linh và Đông Anh, còn có bọn lâm sở nhai và một đám lãnh đạo cấp cao, cũng vội đi theo vào. Tưởng vĩ quốc đứng ở giữa phòng khách nho nhỏ, liếc mắt nhìn một vòng, hai mắt bắn thẳng về phía gian phòng có bức rèm che lay động, lạnh lùng nhíu mày, không nói hai lời, xài bước đi về phía gian phòng, tay một vén bức rèm che, nhìn vào bên trong, hai mắt lập tức nóng lên, ban đầu tưởng thiên lối cũng im lặng và bình tĩnh nhìn vào bên trong, lại lập tức khiếp sợ giật mình đứng ở một bên, đông anh hoảng sợ đến đôi tay che miệng, thầm kêu xong rồi. Bọn người lâm sở nhai cũng vội vàng tiến lên trước, đi đến bên trong nhìn một cái, lập tức thở hốc vì kinh ngạc. Trời à! Sao? Thế nào? Chấm hỏi ngoặc kép, nhã tuệ cũng tò mò tiến lên, sau đó trợn mắt nhìn trang hạo nhiên và đường khả hình ôm nhau, nằm ở trên giường nho nhỏ ngủ say, đầu khả hình còn gác trên cánh tay của Trang Tổng, tay khoác lên trên ngực người ta, giống như cô vợ nhỏ, hai bên để thật nhiều chai rượu đỏ. Một cơn tức giận dâng lên lồng ngực, cô A hát một tiếng, sụp đổ thét lên, đường khả hình. chương 359, châm trà. Đôi, Uyên Ương, Đường Khả Hinh và Trang Hạo Nhiên ở trong tiếng gào thét, chậm rãi nhíu chặt mày, mở hai mắt đau nhức khó chịu, mơ hồ nhập nhèm, dần dần tỉnh lại, sau đó vừa mở mắt ra nhìn người đối diện, lúc đầu bọn họ còn thần trí mơ hồ ôm nhẹ đối phương lại mặt dán mặt gần như hôn nhau muốn nhắm mắt ngủ tiếp không gian rất yên tĩnh rất 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 yên tĩnh một chút ý nghĩ từ sau lưng vọt thẳng lên đâm vào cái ót đầu tiên đường khả hình cảm giác không ổn nhanh chóng mở mắt nhìn trang hạo nhiên trong tích tắc trang hạo nhiên mở mắt nhìn đường khả hình ánh mắt của cô chừng to trong chớp mắt hai mắt anh cũng lóe lên sống mũi cao thẳng thở ra khí nóng, giống như mập mờ tán tỉnh, xông tới chóp mũi và môi đỏ mọng trơn bóng của cô. Hai người gần như ôm nhau, lại liếc nhìn đối phương một cái, trong chớp mắt cùng kêu lên mẹ ơi, lập tức tách khỏi đối phương, thở phì phò, mới xoay mặt, gấp gáp lúng túng suy nghĩ tại sao lại ngủ chung. Sau đó bọn họ hai người trợn mắt nhìn tưởng vĩ quốc như một vị thần, mặc tây trang đen, giống như thần chết nhìn về phía mình, tưởng thiên lỗi cũng đứng ở một bên, nóng mắt nhìn về phía mình, sau lưng còn có một đám đông mẹ ơi! Hai người đồng thời hoảng sợ đến mất hồn mất vía, nhảy dựng lên, đường khả hình càng rúc đến sau lưng Trang Hạo Nhiên, kêu to, xảy ra chuyện gì? Trang Hạo Nhiên ngồi ở trước giường, đầu tóc rối bời, mắt buồn ngủ lim dim, cũng đã chừng thật to, không thể tin nổi nhìn về phía tưởng vĩ quốc, sau đó hai mắt nhìn thoáng qua ánh mắt tức giận của tưởng thiên lỗi, mới nhìn chòng chọc đám đồ vô dụng lâm sở nhai ở phía sau, mọi người núp ở cạnh cửa, dáng vẻ rất đáng thương thay mình mua quan tài đưa hoa cúc, sau ót của anh lại vang một tiếng bùm hết sức hết sức lúng túng nhìn về phía nhã tuệ cô đang trừng chặt mình vẻ mặt bất đắc dĩ vẻ mặt trách cứ vẻ mặt mất hứng vẻ mặt không thích vẻ mặt tức giận nhìn mình linh hồn của anh hình tượng của anh trong chớp mắt tổn hại ở trước mặt mọi người muốn nói chuyện lại phát hiện không nói ra được lời nào không biết nên làm sao mới phải tưởng vĩ quốc tức giận nhìn về phía đường khả hình sợ hãi rụt rè cô đang sợ hãi lúng túng nắm ga giường màu xanh dương, đang đắp mình, mặt tựa vào sau lưng trang hạo nhiên, hoảng sợ đến cả người run rẩy nước mắt muốn lăn xuống, nhưng vô ích, người mềm yếu, một chuỗi suy nghĩ hết sức không vui, chui lên não, tưởng vĩ quốc lạnh lùng nhìn chồng chọc cô, giống như mũi tên nhọn. Trong chớp mắt trang hạo nhiên đề phòng nhìn tưởng vĩ quốc, thân thể lập tức che đường khả hinh lại, lại liếc mắt một cái, thấy nét mặt tưởng thiên lỗi hận không được cắn nát mình, anh đột nhiên cảm thấy lúng túng nở nụ cười, không biết nên làm sao mới phải. Hôm nay giá cổ phiếu hoàn cầu lao dốc cực nhanh, chú vốn muốn tìm hai người các con trao đổi tình hình, không ngờ, cháu còn quá dỗi rãnh, uống rượu ca hát với nhân viên nữ. Chấm ngoặc kép, tưởng vĩ quốc đè nén lửa giận, hé môi mỏng, từng chữ từng chữ nói ra, căn căn giống như mũi tên nhọn, cắm thẳng tới. Mặt của đường khả hình trong chớp mắt đỏ bừng. Trang hạo nhiên ngẩng đầu lên, lập tức nhìn vẻ mặt tưởng vĩ quốc tức giận, từ trước đến giờ anh luôn hiểu ông, liền hơi căng thẳng và miễn cưỡng cười nói, à. Chủ tịch, giá cổ phiếu của chú giảm xuống, tại sao? Tại sao? Tại sao tới đây nhắc nhở cháu? Còn xông thẳng vào phòng của phụ nữ như vậy, để cho chú nhìn thấy bọn cháu như vậy, thật là hơi ngượng ngùng. Chấm ngoặc kép, lời nói thật mập mờ. Cháu phải tự mình kiểm điểm một chút, chú khỏi phải hao tâm tổn trí, nhưng cháu là tổng giám đốc của Hoàn Cầu, lúc giá cổ phiếu giảm mạnh như thế, còn quyến rũ nhân viên nữ công ty ở chỗ này uống rượu say xưa, nếu ký giả biết được, cháu bị mất mặt thì được nhưng hoàn cầu của chú không thể mất mặt. Chấm than ngoặc kép, mặc dù tưởng vĩ quốc mắng trang hạo nhiên, nhưng lại lạnh lùng nhìn đường khả hình. Đường khả hình nghe như vậy, trong trước mắt, giống như máu sông lên não, hít thở không thông, khó chịu. Lưu nhã tuệ nghe vậy, liền không đợi trang hạo nhiên mở miệng, lập tức căng thẳng tiến lên, nhìn đường khả hình, liều mạng cầm lên gối đầu, đánh vào người cô, mới tức giận nói con bé chết tiệt này. Rốt cuộc có chuyện gì, cô không phải là người tùy tiện à, có phải có điều gì khổ tâm hay không, hay có lý do gì? Tưởng Thiên lỗi lập tức nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh né tránh nhã tuệ đánh tới, hoảng sợ đến không biết nên làm sao mới phải, run rẩy, nhưng vẫn gấp gáp muốn khóc, giải thích chuyện. Không phải như thế, tuyệt đối không phải như thế. Đúng vậy, Trang Hạo Nhiên ép buộc mình bình tĩnh lại nhìn về phía mọi người nói chuyện không phải như thế giữa chúng tôi cũng không có xảy ra chuyện gì không phải như mọi người nhìn thấy những lời này giống như trong phim thần tượng lúc người ta bị bắt gian cũng nhất định phải nói sao trang hạo nhiên lạnh lùng nhìn vẻ mặt kỳ dị và không tin tưởng của mọi người anh thở hắt ra một cái nói thật không phải như vậy giữa chúng tôi cũng không có xảy ra chuyện gì đúng không đường khả hinh trong chớp mắt anh quay đầu lại căng thẳng nhìn đường khả hinh. Đường khả hinh cũng ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên, vội vàng gật đầu nói, vâng. Chúng tôi cũng không có làm chuyện gì. Cô nói xong, đột nhiên cảm thấy cánh môi truyền đến mùi máu tanh, cô sững sờ, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào bờ môi, mới phát hiện trong môi rách ra, dịn máu ra, mặt của cô đỏ lên, trên trán dịn mồ hôi lạnh, giơ ngón tay dính máu, nhìn về phía mọi người, hoảng sợ đến nhất thời nói không ra lời. Mọi người nhìn đôi môi cô sưng đỏ và rách một chút, không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Trang hạo nhiên trợn to hai mắt, chỉ vào đường khả hinh, hắc một tiếng, bật cười, lại thật gian nan nói, môi. Môi cô, sao, sao, chấm ngoặc kép, tôi, 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 chấm ngoặc kép, đường khả hinh thật sự không nhớ nổi, chỉ đành phải nói, những ngày. Gần đây, thời tiết nóng nực, cơ thể thiếu nước, cho nên rách. Rách, rách ra. Chấm ngoặc kép, là, thật sao, Trang hạo nhiên nhìn đường Khả Hinh, thật gian nan hỏi, sau đó dùng ánh mắt len lén hỏi, tối hôm qua chúng ta làm chuyện gì hả? À? Tôi không biết, vẻ mặt đường Khả Hinh đau khổ dùng ánh mắt nhìn anh. Thời tiết nóng nực, nhưng đêm qua mưa cả buổi tối. Chấm ngoặc kép, Y Linh mỉm cười nhìn về phía đường Khả Hinh. Ánh mắt Trang hạo nhiên lạnh lùng nhìn về phía Y Linh. Y Linh lập tức cúi đầu, không lên tiếng đường khả hinh lại phát hiện mình thật sự nhảy sông hoàng hà cũng rửa không sạch vẻ mặt đau khổ chỉ đành phải cúi đầu con bé chết tiệt kia cô không có giải thích gì sao nhã tuệ lại căng thẳng hỏi mặt của đường khả hinh sung huyết đỏ bừng trong trước mắt không biết nên làm sao chỉ núp ở sau lưng trang hạo nhiên theo bản năng nắm chặt cánh tay của anh tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn động tác nho nhỏ của cô trang hạo nhiên đột nhiên cảm thấy chán nản nhìn vẻ mặt khẳng định của mọi người rốt cuộc anh bình tĩnh lại, mỉm cười nói, được rồi, đừng căng thẳng như vậy, đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Ngủ chung, chuyện không lớn lắm, bốn tên cầm thú lâm sở nhai cùng nhau nhìn về phía anh. Tưởng Vĩ Quốc cũng hơi nheo mắt lại, nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi thở mạnh một cái, xem anh giải thích thế nào. Đường Khả Hinh vẫn run rẩy trốn ở sau lưng Trang Hạo Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không dám lộ, rất đáng thương trang hạo nhiên lại nhìn về phía mọi người mỉm cười nói nói cho cùng không phải là chuyện nam nữ sao mọi người kinh ngạc làm gì chuyện nam nữ tưởng vĩ quốc lạnh lùng nhìn về phía trang hạo nhiên không chút lưu tình nói cháu đừng để cho chú biết cháu ép buộc nhân viên nữ chấm ngoặc kép tuyệt đối không có trang hạo nhiên lập tức nói làm sao có thể đường khả hinh nghe xong lời nghiêm trọng lập tức có chút căng thẳng thò đầu ra nói không không liên quan tổng giám đốc, tôi. Tôi, tôi tự nguyện, chấm ngoặc kép. Có người đào hố tự mình nhảy. Nhã tuệ cùng mấy người lâm sở nhai cùng sướng sở nhìn về phía cô. Lồng ngực tưởng thiên lỗi nhất thời muốn nổ tung, nhìn về phía cô. Tưởng vĩ quốc híp mắt nhìn cô. Đúng vậy, ha ha ha, trang hạo nhiên lập tức lấy cùi trỏ, thúc cô gái ngốc này, mới cười khổ nói chuyện chính là như vậy. Cháu, cháu, chuyện là, cháu thích cô ấy cháu rất thích cô ấy cháu thích cô ấy rất lâu cô ấy cô ấy cũng ưa thích cháu đã lâu chấm than ngoặc kép trong chớp mắt đường khả hinh ngẩng đầu lên nhìn trang hạo nhiên đôi mắt to chớp chớp trang hạo nhiên đột nhiên mỉm cười nhìn ánh mắt không vui của tưởng vĩ quốc lập tức cười nói tối hôm qua tâm trạng cô ấy không tốt ngã bệnh cháu tới trò chuyện với cô ấy sau đó nhìn dáng vẻ cô ấy cô đơn cháu không nở đi lúc gặp mặt đã nhớ cô ấy rồi không thấy mặt còn phải nói sao thật sự là một ngày không thấy như cách bà thu bây giờ cô ấy vẫn là một cô gái trong sạch tối hôm qua bọn cháu thật không có chuyện gì thật không có là cháu thích cô ấy chấm than ngoặc kép anh chấm ngoặc kép đường khả hình nhìn anh tưởng thiên lối cũng không thể tin nổi trừng mắt về phía trang hảo nhiên cháu thích cô ấy tưởng vĩ quốc không tin vâng chấm than ngoặc kép Trang Hạo Nhiên gật đầu thật mạnh, lập tức ôm Khả Hinh vào trong ngực, mới cười nói cháu thích cô ấy. Đường Khả Hinh lại ngẩng lên đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên, muốn nói. Trang Hạo Nhiên bóp hông của cô một cái. Cô không dám lên tiếng, đầu óc hỗn loạn ngẩng đầu lên nhìn về phía tưởng Vĩ Quốc, quả thật ánh mắt kia bởi vì Trang Hạo Nhiên giải thích, mà dịu xuống, cô thở phào một hơi, lau đi mồ hôi trên trán, đang suy nghĩ, chuyện này. Nên làm sao bây giờ? Thích thật sự. Tưởng Vĩ Quốc hỏi anh. Thích thật sự, Trang Hạo Nhiên giống như học sinh tiểu học, nhìn thầy giáo trịnh trọng gật đầu một cái, giống như thầy giáo đồng ý là có thể yêu. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Tưởng Vĩ Quốc im lặng không lên tiếng, một lúc lâu, mới chậm rãi nói, Hạo Nhiên, cháu rất không đúng. Chấm ngoặc kép, à, Trang Hạo Nhiên ngây người đáp. Nếu tìm được bạn gái, tại sao không giới thiệu cho chú? Bây giờ ra bên ngoài chính thức nhận thức một chút đi chấm ngoặc kép, tưởng vĩ quốc chợt xoay người, đi về phía phòng khách, ngồi ở trên ghế salon. Trang hạo nhiên thở phào nhẹ nhóm, nhìn bộ dáng tưởng thiên lỗi đứng ở trong phòng tức giận đến muốn nổ tung, anh cứ mặc kệ tưởng thiên lỗi, lập tức đứng lên, nhìn đường khả hình vẫn ngồi ở một bên hoảng sợ run rẩy nói, cô, mau dậy đi, tại sao à, đường khả hình hoảng sợ đến toàn thân mềm nhún, không dám nhúc nhích. Cô, cô và tôi sẽ tốt thôi, tôi, tôi, chú tôi đương nhiên là muốn chính thức gặp cô một chút. Đây là ông ấy thương cô, mau, rửa mặt, thay quần áo, đi ra ngoài châm trà cho chú. Ngoan, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng sửa sang lại mái tóc ngắn cho cô, nói. À, đường khả hình khiếp sợ kêu lên. Nhã tuệ cũng chừng lớn con ngươi, sụp đổ suy nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì. chương 360, nhớ lại. Không chịu hả, đứng lên cho tôi, lập tức, mau, Trang Hạo Nhiên không có thời gian, lập tức kéo cô rời khỏi giường, nói. Đường khả hình đột nhiên gấp đến độ khiến bò trên chảo nóng, nhìn Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt đau khổ không nhịn được nói tổng giám đốc. Anh, anh, chấm ngoặc kép, đừng nói gì, đi rửa mặt, chúng ta cùng đi. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm chặt bả vai đường khả hình, lập tức muốn đẩy cô đi ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách, nhã tuệ ngăn ở trước cửa phòng, nhìn hai người bọn họ, miễn cưỡng mỉm cười, mới nói a à, Chuyện này, chấm ngoặc kép. Trước hết phải làm rõ, có thời gian nói sau. Trang hạo nhiên lập tức đẩy đường khả hình, giống như chồng đẩy vợ đi ra ngoài. Nhã tuệ bất đắc dĩ né người, không thể tin nổi suy nghĩ lời nói của trang hạo nhiên. Có thời gian nói sau, cô im lặng cười một tiếng, mắt đang không ngừng đảo quanh, đang suy nghĩ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trang hạo nhiên đẩy đường khả hình ra khỏi phòng, thấy tưởng vĩ quốc và tưởng thiên lỗi cùng ngồi ở trên hai chiếc ghế salon duy nhất trong phòng khách, Vẻ mặt lạnh lùng, đồng thời hơi quay đầu nhìn mình, anh lập tức từ phía sau bả vai đường khả hinh, cười nói, mọi người ngồi trước một lát, chúng tôi đi rửa mặt một cái sẽ ra. Cùng, cùng, cùng nhau rửa mặt, chấm ngoặc kép, bọn người lâm sở nhai và tô lạc hoành không có tư cách ngồi, chỉ có thể cùng Đông Anh và Y Linh đứng đấy, nhìn về phía Trang hạo nhiên, khó khăn hỏi. Không cho à, không được à hát, chúng ta còn dùng chung một bàn trái đánh răng đấy, đúng không, khả hinh? Trang Hạo Nhiên lập tức ôm chặt Khả Hinh, cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt tình tứ cười rất lưu manh, hỏi. À, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn những người trước mặt, bao gồm tưởng thiên lỗi đang hít mắt nhìn mình, chán của cô lập tức dịn ra mồ hôi lạnh, thở gấp, ngây ngốc nói, đúng. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, đúng vậy nha, đi thôi, Trang Hạo Nhiên lập tức đẩy đường Khả Hinh đi vào phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa lại. Tưởng thiên lỗi ngồi ở một bên, hai mắt phát ra từng đoàn lửa giận, nhưng còn có rất nhiều chuyện anh thật sự không nghĩ ra, hai mắt xoay tròn, thở phì phò. Trong phòng tắm nho nhỏ, trong lúc đường khả hình mất hồn, Trang Hạo Nhiên chuẩn xác lấy cái ly và bàn trái đánh răng của cô, hứng nước, quét kem đánh răng, đưa cho cô. Đường khả hình ngây ngốc nhận lấy ly nước và bàn trái đánh răng, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên vóc người cao 1m9, chen vào trong phòng tắm nho nhỏ này, giống như lập tức chật trội, anh có thể nhanh chóng tìm ra cái ly và bàn trái đánh răng mới trong ngăn kéo nhỏ, cũng quét kem đánh răng, nói, mau. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình mất hồn nhìn anh cầm ly nước, hớp một ngụm nước, mình cũng đành phải uống một ngụm nước, sau đó cùng phun ra bồn, sau đó anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cùng nhau đánh răng. Xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, âm thanh đánh răng, vang lên trong không gian nho nhỏ trong. Trang hạo nhiên đánh răng nhanh hơn đường khả hình, lập tức ngậm nước xong, phun ra, lại không người rửa mặt, rửa xong, vừa đi ra ngoài, vừa nói, cô đánh răng nhanh lên, ra ngay. Ừm, chấm ngoặc kép, đường khả hình mới lên tiếng trả lời, người anh đã đi ra ngoài. Sau đó, không đến bao lâu, cửa phịch một tiếng, mở ra, nhã tuệ xông tới, lập tức lắc lắc, lắc lỗ tai đường khả hình, gấp đến độ rậm chân dưới đất thấp giọng nói, con bé chết tiệt này, rốt cuộc là phong thủy nhà chúng ta không tốt, hay lúc mừng năm mới, dán sai thần giữ cửa, tại sao cô cùng tổng giám đốc trang ngủ chung một giường hơn nữa còn thừa nhận mình là tự nguyện cô không muốn sống nữa phải không đường khả hình đã đánh răng xong đang rửa mặt bị cô véo lỗ tai đau muốn chết nói ôi chao đừng đau quá tôi 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 không nói tôi tự nguyện chẳng lẽ nói tôi bị ép buộc hay sao cô chấm ngoặc kép nhã tệ nhìn vẻ mặt đường khả hình đau khổ cúi đầu đứa ngốc này cô a a a a kêu to cô có thể nó lệch đi một chút không cần nói bản thân mình vì tiện như vậy chứ. Dù sao không phải ép buộc, đó không phải là tự nguyện sao. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cũng rất khổ sở nói. Tôi không chịu nổi cô, nhanh lên, nhã tuệ nhìn chồng chọc cô một cái, mới mở cửa phòng tắm đi ra, thấy người trong phòng khách đang nhìn mình cầm chằm mặt của cô thoáng đỏ lên, miễn cưỡng cười cười. Y Linh đoán ý của tưởng vĩ quốc, liền mỉm cười nhìn về phía nhã tuệ nói, phó quản lý lưu, cô là chủ nhân, làm sao có thể để cho cô đứng, mời ngồi. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ nghe lời này, lập tức hoảng sợ đến mất hồn mất vía, khéo léo cười khổ nói, không. Không, tôi đi thu xếp một chút trà bánh, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, lâm sở nhai đứng ở một ho khan. Nhã tuệ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, lập tức hiểu ý, chỉ đành phải thở dài một hơi, nói, à. Cảm ơn chủ tịch và tổng giám đốc, chấm ngoặc kép, bị buộc bất đắc dĩ, Nhã Tuệ chỉ đành phải nhắm mắt, đi qua, ước chừng vị trí ghế salon, ngay chính giữa ghế salon đã bị tưởng thiên lỗi và tưởng vĩ quốc ngồi, hai bên ghế salon còn có một chỗ ngồi, trong mắt cô xoay chuyển, vẫn chen vào vị trí bên cạnh tưởng thiên lỗi, chậm rãi ngồi xuống, cũng cảm giác giống như kim châm, bức cô đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người đổ mồ hôi lạnh, đời người có thể sống đến mức độ này, cũng trọn vẹn rồi. Lúc cô đang bất đắc dĩ suy nghĩ, chuông cửa bất chợt vang lên, cô đang ngạc nhiên, Y Linh đã mở cửa, sau đó liền nghe được một âm thanh kéo đổ sột soạt, sột soạt có chút rồn rập, tiếng nói ngây ngốc truyền tới, quản lý lưu, bên ngoài đậu rất nhiều xe, không phải xung quanh đây đã xảy ra chuyện gì chứ. Đứng trên lấn xe buýt thiếu chút nữa lỡ chuyến, mệt chết tôi. Chấm ngoặc kép, tiểu nhu mặc quần yếm màu xanh dương, khoác áo khoác màu trắng, buộc hai bím tóc, lại từ trong nhà mẹ, kéo tới một bao khoai lang lớn, đang muốn đi vào trong nhà, sau đó cô cảm giác không khí không đúng, hai mắt trừng to, tay nắm lấy cái bao to buông lỏng, toàn bộ khoai lang trong bao rơi trên mặt đất, lăn khắp nơi, cô trợn mắt nhìn thấy người đứng đông nghẹt trong nhà, tất cả đều là phó tổng giám đốc, thư ký tổng giám đốc, sau đó giữa ghế salon tưởng vĩ quốc và tưởng thiên lỗi đang nóng mắt nhìn mình. Trái tim ầm một tiếng, vỡ tan. Cô hoảng sợ đến giơ hai tay lên, ra thế đầu hàng, vẻ mặt khổ sở khóc nói tôi. Tôi, tôi sai rồi, chấm ngoặc kép phốc, bọn người lâm sở nhai lập tức cúi đầu, nhịn cười. Cô có lỗi gì? Y Linh nhìn về phía con bé này, tò mò hỏi. Tôi, 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 tôi. Chấm ngoặc kép, tiểu nhu từng bước từng bước lui về phía sau, muốn chạy ra khỏi phòng, nghẹn ngào giơ tay lên nói, tôi sai rồi, tất cả đều là lỗi của tôi. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ cũng không nhịn được cười nhìn về phía tiểu nhu. Cô tới nơi này làm gì? Y Linh nhìn về phía tiểu nhu, hỏi nhanh. Tôi, 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 tôi quên rồi, dường như là đưa khoai lang. Chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu mím môi, suýt chút nữa thì khóc. Vậy thì vào đi, đã tới nhà thì là khách. Y Linh không nói hai lời, lập tức kéo Tiểu Nhu vào, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Tiểu Nhu hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, mới vừa muốn nói chuyện lập tức thấy cửa phòng tắm mở ra, Đường Khả Hinh ngây ngốc đi ra, sau đó Trang Hạo Nhiên từ trong phòng đi ra, lập tức kéo cô vào, phịch một tiếng đóng cửa phòng. Trong mắt cô sáng lên, đang suy nghĩ xem xảy ra chuyện gì. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, hơi thở trong lồng ngực muốn nổ tung, nhưng vẫn cố nén. Bên trong phòng, Đường Khả Hinh không thể tin nổi nhìn Trang Hạo Nhiên lôi tất cả quần áo của mình ở trong tủ treo quần áo ra ngoài, ném ở trên giường nho nhỏ, cuối cùng chọn cho mình một cái áo sơ mi trắng, áo len màu xanh đen cổ chữ V, cùng một cái váy ngắn màu đen, mở ra, nói, "Mau, mặc vào." Trang Hạo Nhiên nói xong, Muốn đi ra. Tổng giám đốc, Đường Khả Hinh lập tức nắm lấy Trang Hạo Nhiên ở tại cửa ra vào, gấp gáp nhìn anh, nói anh muốn làm gì? Đừng hỏi nhiều như vậy, thay xong quần áo đi ra cho tôi." Trang Hạo Nhiên nói xong, cũng đã đẩy Đường Khả Hinh đi về phía bên giường, vừa muốn đi ra ngoài. Tại sao chủ tịch lại muốn tới nhà chúng tôi? Rốt cuộc tại sao vậy?" Đường Khả Hinh vẫn không hiểu, hỏi lung tung. Tay của Trang Hạo Nhiên cầm khóa tâm, dừng tại chỗ, suy nghĩ một chút liền xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười khổ nói, ông ấy chỉ đối với tôi như vậy. Chấm ngoặc kép. Tại sao, ông ấy thích anh hay không thích anh hả? Đường Khả Hinh không nhịn được hỏi. "Đương nhiên là yêu thích tôi, mau thay quần áo." Trang Hạo Nhiên nói xong, cũng đã kéo cửa phòng ra đi ra ngoài, phịch một tiếng đóng lại, nhìn về phía mọi người trong phòng khách, anh đột nhiên mỉm cười, nói, "Thật xin lỗi, để cho mọi người đợi lâu." Cô ấy thay quần áo xong, lập tức ra ngoài chấm ngoặc kép. Anh chậm rãi đi tới, đột nhiên phát hiện trong căn phòng này nhiều một người, liền nhìn về phía Tiểu Nhu. Lúc này Tiểu Nhu giống như mới hoàn hồn, tựa vào bên tường, khẽ đảo mắt, suy nghĩ xem xảy ra chuyện gì. Trang hạo nhiên nhìn cô một cái, không có lên tiếng, chỉ cười nhạt đi tới một vị trí khác trên ghế salon, ngồi xuống, nhìn về phía tưởng Vĩ Quốc, cười xấu hổ nói chú, lần sau chú đến đây, tốt nhất gọi điện thoại cho cháu. Như vậy chúng ta cũng không vất vả, chấm ngoặc kép, thật vất vả cho cháu hả, chấm ngoặc kép, tưởng vĩ quốc nhìn anh, lạnh lùng nói. Tưởng thiên lỗi cũng lạnh lùng nhìn về phía trang hạo nhiên, hơi nheo mắt lại. Trang hạo nhiên chớp chớp mắt, cố ý không nhìn anh, mà rất tao nhã ngồi tựa vào trên ghế salon, hai chân vén lên, thở nhẹ một hơi, ngón tay khẽ chạm đôi môi, nhíu chặt mày, nhớ tới đường khả hình cánh môi sưng đỏ, xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua, anh nhớ lại có chút khó khăn uống rượu say muốn nhớ lại buổi tối xảy ra chuyện gì không phải rất dễ dàng chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi ngồi ở trên ghế salon lạnh lùng nói trang hạo nhiên liếc về phía anh cười như không cười nói tôi nhớ được tổng giám đốc tưởng chúng ta tử lượng rất tốt uống rượu say thậm chí cầu hôn với người ta ngã ở trong thang máy vẫn không rên một tiếng rất tao nhã rất phong độ rất chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi lập tức ngửa mặt nhìn về phía anh hai mắt thâm thúy lộ ra một chút tức giận. Trang hạo nhiên nhịn cười nhìn về phía anh. Audio điện tử võ tấn bền. chương 361, mở ra xem. Cửa cạch một tiếng mở ra. sốt cuộc đường khả hình mặc áo sơ mi trắng cùng áo len màu xanh đen, váy ngắn màu đen, ăn mặc hết sức khéo léo động lòng người, thấp thỏm đi ra khỏi phòng, cũng không dám ngẩng đầu. Trang hạo nhiên thấy đường khả hình rất duyên dáng đáng yêu đi ra, hết sức hài lòng mỉm cười, lập tức nói, mau. Châm trà cho chủ tịch. Ồ ồ ồ, chấm ngoặc kép, đường khả hình thở ra một hơi, khẽ cắn môi dưới, đỏ mặt đi vào phòng bếp, chuẩn bị trà nước. Nhã tuệ có chút lo lắng xoay người, nhìn đường khả hình bên trong phòng bếp, lo lắng cô có thể pha trà được hay không. Đường khả hình đứng ở trong phòng bếp nho nhỏ, suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay, làm cho cô hồ đồ mổn ngang, gấp đến độ rối nùi, suy nghĩ không biết nên làm sao nhưng đành phải cứng rắn buộc mình tập trung tinh thần, lấy bộ tách trà cha giữ lại cho mình, tách trà là sứ thanh hoa thượng đẳng, hơn nữa hoa văn hồ sen và ánh trăng, trông rất sống động, cô lập tức lấy ra một loại trà bích loa xuân trong nhà, chút một chút lá trà vào trong ấm trà, sau đó chế nước sôi phủ lên bình trà, lại từ trong ngăn kéo nhỏ khác, lấy ra hoa lại khô, tỉ mỉ chọn lựa cánh hoa thượng hạng, lúc trà bích loa xuân gần thành bảy màu, mới cầm một tách trà lên, phía trên là hoa văn cá chép hóa rồng. Đặt ở trong đĩa trà, nâng ấm trà lên, nhẹ nhàng rót một tách trà màu xanh nhạt, theo kinh nghiệm của mình, vẩy mười mấy cán hoa lại trên mặt trà màu xanh nhạt. Nhìn cánh hoa cuốn chặt dần dần bung ra, cô mới đậy nắp tách, nâng đĩa lên, thật cẩn thận đi ra phòng bếp. Trang hạo nhiên nhìn thấy đường khả hình quả thật bưng trà đi ra, anh lập tức cười đứng lên, nhìn về phía đường khả hình ngoắc ngoắc tay nói, mau tới đây. Ồ, chấm ngoặc kép, đường khả hình lo lắng cầm tách trà, căng thẳng thở hồn hền, bước chân bồng bình đi tới, đứng ở trước mặt của tưởng vĩ quốc cảm thấy từ trên người ông xô tới khí thế khổng lồ mặt của cô thoáng đỏ bừng hoảng sợ đến không nói ra lời mau mời trà đi chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhẹ đỡ hông của cô nói tưởng thiên lỗi nghe lời này trong chớp mắt lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn về phía đường khả hinh đường khả hinh giống như cảm thấy ánh mắt mãnh liệt chiếu thẳng vào mình mặt của cô lập tức đỏ bừng không biết nên làm sao nhưng vẫn rụt rè lo sợ thở ra một hơi gọi nhỏ chủ Chủ, chủ tịch, mời ngài dùng trà. Chấm ngoặc kép. Cái gì chủ tịch, Trang Hạo Nhiên nhìn đường Khả Hinh, cười nói, phải gọi chú. Giống như tôi này. Hai mắt đường Khả Hinh nhấp nháy, hoảng sợ đến không nhịn được quay đầu, dùng ánh mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, sụp đổ, khoa trương trong lòng hò hét. Chú, Trang Hạo Nhiên nhìn cô, gật đầu một cái. Đường Khả Hinh không có cách nào, đành phải cầm tách trà, run rẩy nắp tách gõ vào thân tách vang lên tiếng lách cách, đưa đến trước mặt của tưởng vĩ quốc, đầu óc cảm thấy rối loạn, nhưng vẫn thở mạnh một cái, cảm giác muốn nghẹn họng cả lam nói nhỏ chú. Chú, chú, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Tiểu Nhu đứng ở bên cạnh bọn người Tô Lạc Hoành, cũng lo lắng nhìn về phía đường Khả Hinh, chớp mắt một cái. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô. Trang Hạo Nhiên có chút căng thẳng nhìn cô. Tưởng Vĩ Quốc cũng hơi nheo mắt lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái chiều cao thật sự không rõ ràng. Chú, 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 chấm ngoặc kép, rốt cuộc đường khả hình gọi được hai chữ này, thở dài một hơi, nuốt cổ họng khô khốc, nói, mời ngài dùng trà. Giọng nói mềm mại ngọt ngào. Tưởng vĩ quốc lạnh lùng trong chốc lát, rốt cuộc vươn tay, nhận lấy tách trà. Ngài cẩn thận nóng, chấm ngoặc kép, đường khả hình thật lòng nói, vịn vị trí ngón tay giữa của ông, ý bảo ông nâng đĩa. Tưởng vĩ quốc lạnh lùng nhận lấy tách trà, hai mắt chấp nhẹ, mới mở nắp trà ra, ngay sau đó thấy ở trong nước trà màu xanh nhạt, ba cánh hoa lại giống như nở rộ ra ở trong nước trà, thậm chí theo nhiệt độ nước trà nhẹ nhàng xoay tròn, một mùi thơm dịu nhẹ bích loa xuân, pha lẫn mùi hoa lại sinh ra một chút mùi sữa, hai mắt của ông hơi căng, lộ ra nghi ngờ, nhưng vẫn cúi xuống, hấp một ngụm trà. Đường khả hình căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn về phía ông. Trang Hạo Nhiên trầm ngâm nhìn về phía ông. Tưởng Thiên Lỗi lại lạnh lùng ngồi tại chỗ, im lặng không lên tiếng. Nước trà, thanh khiết, thơm ngát, thấm đậm, xen lẫn mùi sữa làm cho Bích Loa Xuân trở nên khác thường. Suốt cuộc tưởng Vĩ Quốc ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng đường khả hình kinh hoàng, trầm im lặng một chút mới nói, ngồi đi. Lời này vừa nói ra, nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, bao gồm nhã tuệ ngồi ở một bên, cô căng thẳng lau mồ hôi chán, thật sự còn kinh nghiệm hơn ngồi United Speed. Trang Hạo Nhiên càng vui vẻ mỉm cười, lập tức đỡ Đường Khả Hinh ngồi ở ghế salon đơn, còn mình ngồi trên thành ghế, nhẹ kéo bả vai của cô, bật cười nói, nhìn xem. Chú thích uống trà của cô. Đường Khả Hinh ngồi ở trên ghế salon, miễn cưỡng cười cười, nhưng vẫn rất hồi hộp. Tưởng Vĩ Quốc lại giao ly trà cho Y Linh đứng ở một bên hầu hạ, mới nhìn về phía Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nói có phải con ngựa hoang cháu đã đến lúc bị thuần phục rồi hay không? À, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên trước mắt, nắm nhẹ bả vai đường khả hình, không biết nên nói gì. Tưởng thiên lỗi lại lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trang hạo nhiên cười trào phúng nói, hạo nhiên tuổi không còn nhỏ, nếu cậu thật xác định tâm ý của đối phương, chỉ bằng cùng tôi, làm một bữa tiệc đính hôn đi. Trong lòng của đường khả hình chợt căng thẳng, hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh tưởng thiên lỗi cũng không nhìn ánh mắt cô nhìn về phía trang hạo nhiên mỉm cười nói hạo nhiên như thế nào trang hạo nhiên im lặng nhìn về phía tưởng thiên lỗi mỉm cười mới vừa muốn nói chuyện đường khả hinh lại nắm chặt tay trang hạo nhiên khoác lên mình bả vai nhìn về phía tưởng thiên lỗi hai mắt thoáng qua một chút đỏ thắm nói tổng giám đốc tưởng sợ rằng không thích hợp tưởng thiên lỗi xoay mặt lạnh lùng nhìn về phía cô Đường khả hình ép buộc mình mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, nếu anh kết hôn, nhất định đi trên thảm đỏ chứ. Tưởng thiên lỗi ngừng mắt nhìn về phía cô, một lúc lâu, mới nói kết hôn, tất nhiên đi trên thảm đỏ. Mà tôi không thích bước lên thảm đỏ. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn về phía tưởng thiên lỗi, thật lòng nói tôi thích thảm màu tím, giống như màu sắc cỏ lavender, bước tới lễ đường hôn lễ của tôi, cho nên nghĩ của anh và chúng tôi. Không giống nhau, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô. Trang hạo nhiên không lên tiếng. Đường khả hình khẽ mỉm cười, lại nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, tổng giám đốc tưởng không cần quan tâm chúng tôi có xác định tâm ý của nhau hay không, chỉ cần anh xác định tâm ý của anh, tôi tin tưởng, tiếng chuông lễ đường hôn lễ sẽ sớm đến. Hai mắt tưởng thiên lỗi nhấp nháy, không lên tiếng. Đường khả hình cúi đầu, không muốn để cho người khác nhìn thấy yếu đuối và nước mắt của mình. Nhã tuệ đau lòng nhìn về phía bạn thân được rồi nếu đã tới coi như đã gặp mặt hy vọng cô có thể chinh phục con ngựa hoang này cũng xem như vì làm một việc tốt cho nhà họ trang hạo nhiên thiên lỗi các con lập tức theo cha về khách sạn cha có việc muốn giao cho các con tưởng vĩ quốc cũng không thèm nhiều lời liền lạnh lùng đứng lên tất cả mọi người đang ngồi cùng đứng thẳng người không dám lên tiếng tưởng vĩ quốc đi qua tủ rượu đỏ trong chớp mắt ngừng lại chậm rãi quay mặt sang nhìn chai rượu đỏ ở bên trong ánh đèn lai blue lóe ra ánh sáng lịch sử lâu đời, nhãn chai đã hư hỏng không chịu nổi, bởi vì chai rượu nằm nghiêng, chỉ có thấy được một góc, ông lập tức quay đầu nhìn về phía đường khả hinh, dùng giọng nói lạnh lùng tràn đầy sát khí, hỏi chai rượu đỏ này ở đâu vậy? Đường khả hinh vừa ngẩng đầu, nhìn về phía tủ rượu, trong đầu lập tức rối loạn, nhớ lại câu kia, nhất định phải đem chai rượu đỏ này đưa đến tay tưởng lão tổng giám đốc, không đưa cho người khác, nếu nhà họ tưởng làm trái với cam kết. Ông trời sẽ không tha. Trong chớp mắt cô nhớ lại lời hứa đó, hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch, nhìn về phía vẻ mặt vô tình của Tưởng Vĩ Quốc, muốn hóa thành ma quỷ bấm chặt trong cổ của mình, trong lúc nhất thời cô không nói ra lời, hơi thở nặng nề, không nói tiếng nào. Trang Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt Tưởng Thiên lỗi ngưng tụ, cũng không hiểu nhìn về phía cô. Tôi hỏi cô đấy, chai rượu đỏ này ở đâu tới? Đây là rượu đỏ sản xuất năm nào? tưởng vĩ quốc đột nhiên nhìn về phía đường khả hinh, đanh giọng hỏi. Mọi người càng thêm nghi ngờ nhìn về phía cô. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hinh chớp mắt, hoảng sợ đến trên chán dịn mồ hôi lạnh, nhưng vẫn thở hổn hển, nuốt cổ họng khô khốc, suy nghĩ thật lâu, mới ê a nói tôi. Tôi, tôi, ba tôi, để lại cho tôi, chấm ngoặc kép. Cái này đã nói dối bất đắc dĩ. Rượu đỏ kia sản xuất năm nào? Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng hỏi ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhín thở một cái, hoảng sợ đến nước mắt lăn xuống, nhớ tới đêm tối 3 năm trước đây, rất nhiều người đàn ông đuổi theo mình, có người hung hăng cắm một dao trên vai của mình, tạt axit trên mặt mình nóng như thiêu đốt, cảm thấy khổ sở thở nặng, trong chớp mắt, đủ loại hình ảnh đen tối trong quá khứ lại xông về phía mình, cô chớp mắt, nước mắt lăn xuống. Đây là, chấm ngoặc kép, nhã tuệ đột nhiên đứng lên, nhìn về phía tưởng vĩ quốc thở mạnh một cái, mới nói, đây là lá pi 1880. Đây là quà tặng rất quý giá cha của cô ấy để lại cho cô ấy. Thật sao, tưởng vĩ quốc trầm mặt nhìn về phía chai rượu đỏ, ra lệnh mở ra xem. chương 362, giả. Trong chớp mắt đường khả hình, căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn về phía tưởng vĩ quốc, hai con người nhanh chóng nhấp nháy. Nhã tuệ cũng lo lắng nhìn về phía đường khả hình, bí mật có liên quan đến chai rượu đỏ, cô chưa bao giờ biết được, chỉ cảm giác người bạn thân trước mặt, nhiều năm qua bảo vệ chai rượu đỏ này thật chặt, giống như dòng máu chảy trong thân mình. Trang hạo nhiên mang theo chút nghi ngờ, nhìn về phía đường khả hinh. Chuyện này, chai rượu này là tôi trộm được, chấm ngoặc kép. Ba năm trước đây, trong đêm tối đó, mưa phùn bay, xuyên qua âm thanh vụn vỡ, đâm vào trong đầu tưởng thiên lỗi, anh cũng nghi ngờ nhìn vẻ ẩn nhẫn khó chịu của đường khả hinh, vẻ mặt căng thẳng luống cuống, trầm ngâm suy nghĩ, liền chậm rãi muốn đi về phía chai rượu đỏ kia nhưng có một bóng dáng chặn anh ngẩng đầu lên trang hạo nhiên mỉm cười nhìn anh tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn anh hỏi làm gì đây là bí mật riêng của cô ấy có quan hệ gì với ai trang hạo nhiên nhìn tưởng thiên lỗi hai mắt thoáng qua một chút sắc bén nhưng vẫn mỉm cười nói tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên nhìn trang hạo nhiên có chút cường thế mỉm cười nói thế nào cậu thật cảm thấy cậu đã đi vào cuộc đời của cô ấy, có thể chi phối tất cả mọi thứ của cô ấy, bao gồm suy nghĩ và bí mật. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, cũng mỉm cười, nói, tôi không cảm thấy tôi nhất định phải đi vào cuộc đời cô ấy, chi phối suy nghĩ và bí mật của cô ấy, nhưng bất kể tôi hay anh không phải nên tôn trọng suy nghĩ và bí mật của cô ấy. Chuyện này có xung đột sao? Tổng giám đốc Tưởng. Lời nói nhàn nhạt, không chút nguội lạnh, nhưng anh phản đối. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn anh. Lúc này, tưởng vĩ quốc nhìn bộ dáng đường khả hình căng thẳng, ngược lại bình tĩnh đáng sợ, lại mạnh mẽ ra lệnh, mở tủ ra. Đường khả hình chớp mắt, nhớ tới câu, ngoại trừ tưởng lão tổng giám đốc, không được đưa chai rượu đỏ qua tay người khác. Một chút tâm tư cuồng loạn dâng lên, lời hứa ba năm trước đây vẫn còn rõ ràng trong mắt, giống như đã trải qua chuyện đời thay đổi, cô càng có thể hiểu, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng của người đàn ông trong bóng tối đó, thoáng qua vội vàng và biết ơn, cô thở gấp một hơi, có một chút kiên trì và lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía tưởng vĩ quốc nói, chủ tịch. Chai rượu này, là tôi, tôi, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi nhìn bộ dáng cô căng thẳng và cả lâm cũng không nhịn được nhíu mày. Là cha tôi, chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hình nhanh chóng nhấp nháy, khổ sở dâng lên cổ họng, cắn răng nói, là đồ cưới cha tôi để lại cho tôi, tương lai chờ ngày tôi kết hôn mới có thể mở tủ rượu ra. Chấm ngoặc kép tưởng vĩ quốc híp mắt nhìn về phía cô chậm rãi nói thật sao vâng chấm ngoặc kép đường khả hình cúi đầu cắn môi dưới nói tưởng thiên lỗi cao mày nhìn về phía cô tôi xem một chút cũng không được tưởng vĩ quốc hỏi hai mắt đường khả hình nhanh chóng nhấp nháy giống như tiếp thêm sức sống cô nhanh trí đột nhiên nói được chỉ là xin ngài xem qua một chút là được rồi bởi vì cha tôi đã nói chai rượu này chỉ có con rể tương lai mới có thể chạm vào cho dù là ai cũng không thể chạm tới. Chấm ngoặc kép, tưởng vĩ quốc lạnh lùng nhìn về phía cô, đang suy nghĩ lời của cô có mấy phần thật giả. Đường khả hình ngẩng đầu lên, hai mắt chợt lạnh lùng nhìn về phía trước, không nói lời nào. Tốt, chấm ngoặc kép, tưởng vĩ quốc do dự một lát, rốt cuộc đồng ý cô. Đường khả hình lập tức gật đầu, bước chân nhẹ tinh, nhưng vẫn chống thân thể đi tới, đi qua bên cạnh trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi, đi tới trước tủ rượu, cũng không có nhìn tưởng vĩ quốc, ngón tay gơi có chút run rẩy mở ngăn kéo phía dưới tủ rượu, hai cái chìa khóa ở bên trong chiếu lấp lánh, hai mắt của cô nhấp nháy, không nói gì, cắn răng cầm chìa khóa, nhìn ổ khóa trong tủ rượu, tận lực để cho vẻ mặt tự nhiên cắm vào chìa khóa, nhẹ nhàng vặn một cái. Trái tim của nhã tuệ nhảy lên một cách khó hiểu. Đường khả hình tận lực bình tĩnh quay đầu nhìn về phía tưởng vĩ quốc, miễn cưỡng mỉm cười nói, mời ngài xem. Tưởng vĩ quốc nhìn vẻ mặt cô đột nhiên bình tĩnh, không lên tiếng mà xoay người hai mắt phóng vào phía trong chiếc chai cát đen một góc chai rượu phát ra ánh sáng tím ông khẽ nhíu mày ra lệnh xoay nhãn hiệu qua trong não đường khả hình ầm một tiếng nhưng vẫn bình tĩnh nhìn về phía tưởng vĩ quốc xoay nhãn hiệu qua chấm than ngoặc kép sắc mặt ông lạnh lùng ra lệnh vâng chấm ngoặc kép đường khả hình chỉ đành phải đáp lời bởi vì cô biết có một chút vận rủi cô trốn cũng trốn không thoát cô bình tĩnh cắn chặt môi dưới vươn tay thò vào trong giá rượu, nhắm mắt lại, thở dài một hơi, chậm rãi xoay chai rượu đỏ qua. Tưởng Vĩ Quốc lập tức nhìn vào bên trong. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cũng nghi ngờ nhìn theo. Trên nhãn rượu chính xác là lá pi 1880. Ánh mắt Tưởng Vĩ Quốc chậm rãi chợt lóe, trên mặt hiện lên vẻ buông lỏng. Đường Khả Hinh mở mắt, nuốt cổ họng khô khốc một cái, trên trán dần dần dịn mồ hôi nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, nhẹ nhàng nói, "Ngài, thấy rõ chưa? Lúc này tưởng vĩ quốc mới nhìn về phía đường khả hình lạnh lùng nói, xem ra cô thật sự là người không tầm thường, cha của cô có thể để lại cho cô trai rượu đỏ quý giá, làm cho hai tổng giám đốc hoàn cầu tôi, một lần vì chuyện của cô mà cầu cạnh quá mức, hôm nay tôi cũng sẽ uống tách trà của cô, nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận cô. Rốt cuộc cô là người yêu của hạo nhiên hay phù dung sớm nở tối tàn, tôi cũng không quan tâm, nhưng tôi phải cảnh cáo cô một chuyện. Hoàn cầu của tôi có hơn 3 triệu nhân viên, hai tổng giám đốc đều là rồng trong loài người, được chọn lựa trong hàng triệu người ưu tú, tuyệt đối sẽ không vì một cô gái mà phá vỡ nguyên tắc. Nếu như xảy ra chuyện nhiễu loạn hoàn cầu tôi một lần nữa, chưa có trách tôi không nhắc nhở cô, làm người phải rè rặt có chừng mực. Nếu không gieo gió gặt bão. Chú, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn nói. Vâng, ngài yên tâm, tôi sẽ làm việc thật tốt, vì hoàn cầu cố gắng phục vụ. Hai mắt đường khả hình lập tức nhấp nháy, nói. Tưởng Vĩ Quốc nghe vậy, hai mắt lạnh lùng chợt lóe, mới xoay người đi khỏi. Y Linh nhanh chóng đi khỏi. Bọn người lâm sở nhai nhìn cục diện ba người trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi, Khả Hinh cũng lập tức đi khỏi. Nhã tuệ nhìn Khả Hinh một cái, liền nhanh chóng xuống lầu tiến chân chủ tịch. Tiểu Nhu nhìn tình hình này, cũng chuẩn bị xuống lầu, nhưng lúc cô đi qua tủ rượu, nhìn chai rượu đỏ phía trong, nhíu nhíu mày lầu bầu nói tôi. Tôi, trí nhớ của tôi kém rồi hả? tôi nhớ rõ ràng ngày ấy nằm phía trên chai rượu đỏ là chấm ngoặc kép tiểu nhu còn không xuống nhã tuệ đột nhiên xuất hiện ở cửa vội vàng gọi cô tưởng thiên lỗi nhíu chặt mày a à, ồ chấm ngoặc kép tiểu nhu nghe vậy liền đi xuống lầu trang hạo nhiên nhìn tưởng thiên lỗi và đường khả hinh, hai người ẩn nhẫn im lặng không lên tiếng cũng xoay người đi xuống lầu trước tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình đứng ở bên cạnh tủ rượu thở gấp hai mắt nổi hơi nước, buông lỏng, liền ngửa mặt nhìn về phía cô, lạnh lùng nói anh càng ngày càng không hiểu em. Chấm ngoặc kép, đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, hỏi anh có ý gì? Ba năm trước đây, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn về phía đường khả hình nói, em đã từng nói với anh, chai rượu đỏ em thể sống chết ôm chặt, là em trộm được. Chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hình nhanh chóng nhấp nháy, nhớ tới một đêm ba năm trước đây, mình bị đẩy xuống xe, dưới tình thế cấp bách, tìm lấy một cái cớ, rất gấp gáp, làm cho cô căng thẳng thần kinh. Tại sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn về phía đường khả hình, hai mắt nóng lên hỏi, là đồ cưới của cha em. Rốt cuộc câu nào là thật câu nào là giả? Hay tất cả đều là giả? Bao gồm, chuyện em mời anh xem phim, lúc anh xoay người. Đường khả hình khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, hai mắt lập tức tràn lệ. Tưởng Thiên lỗi lại không chút lưu tình nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói: "Đường Khả Hinh, ngày anh bắt đầu biết em, em vẫn luôn dùng lời nói khác nhau lừa gạt anh, bao gồm ở trước mặt mọi người, em thích diễn làm tình nhân của anh, cho khóc lóc kia, thật ra vẫn không có biến mất ở trong thế giới của anh." Trong lòng của Đường Khả Hinh dâng lên một chút chua xót, nhìn anh, nước mắt rơi xuống. "Vừa nói em yêu anh." Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên lỗi nhớ tới hình ảnh mới vừa nhìn thấy ở bên trong phòng anh nhất thời giận dữ nắm chặt quả đấm nhìn về phía đường khả hình tức giận nói vừa cùng một người đàn ông khác nằm ở trên giường khó trách đêm qua lại từ chối anh để cho anh đi khỏi đường khả hình trước mắt nước mắt ào ào lăn xuống đột nhiên cảm thấy đau đớn xen lẫn bất đắc dĩ và khổ sở còn có cảm giác không được tin tưởng chua sót sụp đổ giống như vị thần ác trong vận mệnh dùng dao sắc bén cắt từng dao từng dao ở trên người nhưng cô vẫn im lặng để mặc cho nước mắt chảy xuống thế nào không có lời nào để nói, Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, tức tối hỏi. Em không lời nào để nói, Đường Khả Hinh cố nén nghẹn ngào, lau nước mắt trên mặt, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, vẻ mặt cũng nguội lạnh, tức giận nói: "Em còn có lời gì muốn nói? Bởi vì ở trước mặt của anh, em bỏ ra như thế là ít sao?" Thật là ít ỏi, giống như làm bữa cơm sáng cho anh, giống như hẹn anh xem phim, nhưng một tấm vé cũng chỉ có 60 đồng, giống như làm cho anh bát mì ăn chi phí cũng không hơn 10 đồng, em làm tất cả đều rất ít, cho nên anh không tin tưởng em, đúng vậy. Giống như anh nói, tất cả mọi chuyện em đều lừa gạt anh. Tổng giám đốc trang mới là mục tiêu của em, anh nói đúng. Đường khả hình, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lạnh lùng gọi cô. Đường khả hình cắn chặt răng, đứng tới trước mặt của anh, giọng tức tối nói, người anh yêu, bên cạnh có người bên gối, anh cũng có thể chịu được. Tại sao em cùng đàn ông khác nằm một buổi tối, anh lại tức giận. Tưởng Thiên Lỗi lập tức nắm chặt bả vai của cô, nện cô vào bên tường, cúi xuống, tức giận nhìn cô, hỏi: "Nước mắt trước kia cũng là giả?" "Giả?" chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhanh chóng trả lời. "Lúc trước em nói em yêu anh cũng là giả?" Tưởng Thiên Lỗi lại cứng rắn hỏi. "Giả?" chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh lại tức giận trả lời. "Tại sao hẹn anh xem phim?" Trong lòng của Tưởng Thiên Lỗi có chút đau đớn, lại tức giận hỏi: giống như ba năm trước đây, em giả dối. Tất cả lời nói đều là giả, toàn bộ đều là giả. Hôm chiếu phim, em cũng không có đi. Đêm hôm đó, thật ra em đang ở trong nhà tổng giám đốc Trang, nằm một buổi tối, cùng anh ấy ngủ một buổi tối. Mây mưa cả một buổi tối, như thế nào? Đường khả Hinh muốn hét lớn. Hai mắt tưởng thiên lỗi nóng lên, lập tức níu chặt cổ áo của cô, hung hăng nhìn cô gái này. mươi 363, xứng đáng gả. Tốn nhiều tâm tư như vậy, làm tất cả mọi chuyện giả, em thật sự là cao thủ." Tưởng Thiên lỗi níu chặt cổ áo cô, vị trí cổ tay tiếp xúc được bờ ngực của cô, cảm giác trái tim của cô đập thình thịch. "Đúng vậy, em là cao thủ." Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên lỗi, hai mắt lăn xuống nước mắt, nghẹn ngào nói, "Cho nên để cho anh nhìn ra sơ hở, anh quá lợi hại." "Làm sao anh lợi hại như vậy? Chuyện gì anh cũng nhìn không thấy được, mà nhìn thấy chuyện của em." "Đây là may mắn của em." hay là bất hạnh của em tưởng thiên lỗi nhìn nước mắt trên mặt cô hai mắt mãnh liệt xoay tròn đường khả hình cũng nhìn anh vẻ lạnh lẽo nói tối ngày hôm qua không phải em đã bảo anh đi sao hôm nay tại sao còn muốn tới biết em ngủ chung với đàn ông cho nên muốn đến xem náo nhiệt đúng không vậy anh xem xong chưa nếu như xem xong rồi đi khỏi nhà em ngay tưởng thiên lỗi vẫn nhìn cô cũng không nhúc nhích Đường khả hình lập tức vung tay của anh níu chặt mình, đẩy anh ra. Tưởng thiên lỗi lui về phía sau một bước, nhìn cô. Đi, đi khỏi nhà em, hai mắt đường khả hình rưng rưng, nhưng vẫn cứng rắn nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi vẫn cũng không nhúc nhích nhìn cô. Tổng giám đốc tưởng, đường khả hình nhìn vẻ mặt anh, đột nhiên mỉm cười, nước mắt chảy xuống, nói tại sao nhìn em như vậy. Anh ngàn vạn lần không được yêu em, bởi vì tôi đã ngủ với đàn ông, không xứng ở chung một chỗ với loại người cao quý như anh cũng đừng bị em lừa biết không nếu không anh không chỉ tức giận còn có thể bị thương cho nên mời đi khỏi đi nơi này của chúng tôi cũng không hoan nghênh anh sau này cách em xa một chút chấm than ngoặc kép vẻ mặt tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn về phía cô đột nhiên cười một tiếng nói dứt khoát như vậy lưu loát như vậy em trái ngược với ba năm trước đây chỉ có vẻ mặt thì khác cảm ơn vết sẹo của em đã cho em thấy một số chuyện. Đường khả hình lạnh lùng nhìn về phía anh, lời nói đầy ẩn ý. Tưởng thiên lỗi thở phì phò, mới muốn nói chuyện, lại nghe được một loạt tiếng bước chân, hai mắt anh chậm rãi xoay tròn, nhìn về phía cạnh cửa. Trang hạo nhiên đưa tưởng vĩ quốc đi, sau đó quay lại, trong lúc đi lên cửa phòng, thấy đường khả hình lại khóc nữa, anh im lặng không lên tiếng, hai mắt nhìn thẳng tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng cảm thấy tức giận, trong chớp mắt nhìn về phía trang hạo nhiên cười lạnh nói tổng giám đốc trang khó trách ngày hôm trước ở trong cuộc họp cậu rất oai phong lời nói rất sắc bén giết rơi kỹ sư trưởng của tôi xem ra tôi thật sự xem thường cậu anh không có đánh giá cao tôi lúc nào tổng giám đốc tưởng trang hạo nhiên nhàn nhạt nhìn về phía tưởng thiên lỗi mỉm cười nói cuộc sống không phải là như vậy sao hôm nay anh thắng ngày mai tôi thua ngày mai không biết là người nào thắng ai sợ thua người đó sẽ vứt bỏ cuộc đời của anh ta. Ánh mắt tưởng thiên lỗi lạnh lẽo, bước tới một bước, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói, ở trong cuộc đời của tôi và cậu, luôn có một chuyện, cậu mãi mãi sẽ thua tôi đấy. Chỉ là tôi hy vọng cậu thật lòng đối với người khác, mà không phải là khoái cảm trả thù nhất thời, trò chơi như vậy, chơi không hay đâu. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía anh. Đường Khả Hình cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía anh. Chuyện khách sạn dưới nước, chúng ta chờ xem. Hôm nay ở nơi này, tôi chúc cậu rong chơi trong bụi hoa nhiều năm, rốt cuộc tìm được tình cảm chân thành. Cầu chúc cho các người mãi mãi gắn bó. Trăm năm hạnh phúc, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nói xong, liền lạnh lùng nhìn về phía đường khả hình một cái, mới thản nhiên đi khỏi. Trang hạo nhiên nhìn người nọ đi ra ngoài, mới xoay người, cố ý tức giận nói thứ người như thế. Thật sự là, không có chút phong độ, ghét, chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang nhìn về phía cô. Anh ấy mới vừa nói, "Anh." chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh nhìn anh, híp mắt hỏi anh, "Anh khoái cảm nhất thời mới có thể." chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nhịn cười nhìn cô, cố ý cúi xuống, nhìn cô, thần bí nói phải. "Cô nói đúng, hiện tại cô nhìn thấy tất cả đều là giả." chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh chớp đôi mắt đẫm lệ, chỉ vào anh nói, "Anh xấu xa." lại nghe lén người ta nói chuyện. Tôi không có, lúc tôi ở dưới lầu cũng đã nghe tiếng hai người tranh cãi, tôi cố ý đi chậm hơn chậm hơn, nhưng hai người tranh cãi tới lui, tranh cãi vẫn không xong, sau đó tôi muốn đi, sau đó tôi nghe có người nói, thật ra đêm hôm đó, em đang ở trong nhà tổng giám đốc Trang, nằm một buổi tối, cùng anh ấy ngủ một buổi tối. Mây mưa cả một buổi tối. Tôi liền bối rối, thật sự là nằm cũng trúng đạn, Đường tiểu thư. chấm ngoặc kép Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía cô. "Phốc, Đường Khả Hinh không nhịn được, đỏ mặt cúi đầu cười." Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô, suy nghĩ trong chốc lát, mới bất đắc dĩ nói: "Ai, con gái nhà người ta, động một chút là nói ra ngủ chung với người một buổi tối, còn mây mưa cả buổi tối, cô làm cho tôi làm sao mà chịu nổi hả?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt giả vờ vô tội, nở nụ cười nhìn Trang Hạo Nhiên, lầu bầu nói: "Chúng ta ngủ một buổi tối mà." Nhìn cô nói kìa, ngủ một buổi tối có ý nghĩa là xảy ra quan hệ. Chúng ta xảy ra quan hệ sao? Trang Hạo Nhiên lập tức tới gần, nhìn đường Khả hình, hỏi. Đường Khả hình không lên tiếng, khẽ cắn môi dưới, lại cảm giác khóe miệng có mùi máu tươi. Cô duỗi ngón tay, chạm nhẹ vào môi, lại chảy máu, cô hít mắt nhìn vết máu. Trang Hạo Nhiên hít mắt, chỉ vào giọt máu này, thật sự không nghĩ ra, có chút hồ đồ nói chuyện này. Chấm ngoặc kép đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn anh trang hạo nhiên cúi đầu nhìn đường khả hình đầu tiên ngưng một lát sau đó thử dò hỏi tối hôm qua chúng ta có hay không cái cái gì có hay không có đường khả hình chớp mắt một cái thật ra vẻ mặt cũng có chút nghi ngờ nhìn anh trang hạo nhiên lại sáp lại gần cô nhướng mày lên hỏi tối hôm qua chúng ta có hôn hay không đường khả hình rất nghiêm túc cúi đầu suy nghĩ vấn đề này một chút, mới lầu bầu nói, không có. Không có chứ. Vậy cái này, con rán cắn à, Trang Hạo Nhiên muốn gài tang vật. Đường Khả Hinh nhắc mí mắt, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt cô, sắc mặt thu lại, liền rất nghiêm túc hỏi, vậy rốt cuộc là ai cắn? Tôi, tôi, tôi thật sự không nhớ rõ. Chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh lắc đầu trái phải, rất khổ não suy nghĩ chuyện này. Trang Hạo Nhiên cũng suy nghĩ chuyện này, cũng hết sức khổ não. Đường khả hình nhắc mí mắt, nhìn anh nói, làm gì? Khổ não như vậy, sợ tôi đòi anh chịu trách nhiệm à? Xem cô nói kìa, Trang Hạo Nhiên nhìn đường khả hình cười nói, thật giống như tôi sợ chịu trách nhiệm. Tôi không muốn anh chịu trách nhiệm, đường khả hình nói nhanh. Tôi cũng chưa nói muốn chịu trách nhiệm à? Trang Hạo Nhiên bật cười nói. Anh, chấm ngoặc kép, đường khả hình nghe lời này, cô lại mất hứng, vươn tay chỉ vào anh nói anh làm chuyện sai anh không muốn chịu trách nhiệm ai không phải cô muốn tôi không chịu trách nhiệm sao chấm ngoặc kép trang hạo nhiên đột nhiên cảm thấy người này khó đối phó như vậy tôi nói anh không chịu trách nhiệm anh liền không chịu trách nhiệm sao đường khả hình tức giận nói chuyện này chấm ngoặc kép trang hạo không biết nên nói sao khổ não nhìn đường khả hình các người vì một nụ hôn cũng có thể chịu trách nhiệm thật ồn ào, bảo những người như chúng tôi từ buổi tối cho đến trưa làm sao mà chịu nổi hả? Bọn người Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai đứng ở tại cửa ra vào, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh đồng thời quay đầu nhìn về phía bọn họ. Nhã Tuệ đứng ở một bên, cũng không nén nổi tức giận đi tới nói, lần này không chỉ là hôn, cũng ngủ chung rồi, thiếu chút nữa trà cô dâu cũng uống rồi, đây không phải là chịu trách nhiệm thì là cái gì hả? Trang Hạo Nhiên vừa nghe câu này, liền ho khan một tiếng, không lên tiếng. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, cũng bất đắc dĩ nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, bất đắc dĩ gọi Đường Khả Hinh. À, Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhã Tuệ. Chúng ta dọn nhà đi. Nhã Tuệ nhìn bản thân, thật sự không thể nhìn được nữa nói, tôi thật sự không chịu nổi. Nếu mấy chuyện như vậy xảy ra nữa, tôi có thể trực tiếp đổi trái tim cho như mà tiểu thư tôi thật sự không chống nổi, chúng ta dọn nhà đi, thuê một nơi 5.000 đồng cũng không đáng kể, nhất định phải chung cư có người trông coi bên ngoài, đi vào có người trông coi dưới lầu, trong nhà có camera, thấy người không thích tới tìm chúng ta, chúng ta ở lầu 20, cũng không không ai biết chúng ta ở bên trong đã chết hay còn sống. Chấm than ngoặc kép, cô tức giận thật không chịu nổi. Đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn bản thân, không biết nên nói gì trang hạo nhiên lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho lâm sở nhai lâm sở nhai ngay lập tức tiến lên nói với nhã tuệ nói quản lý lưu cô đừng nóng giận chuyện như vậy sẽ không thường xảy ra nhưng nếu quả như thật cô muốn dọn nhà chúng tôi có thể giúp cô tìm chấm ngoặc kép không cần nhã tuệ ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ bất đắc dĩ nói chuyện như vậy chúng tôi sẽ tự giải quyết mọi người ngàn vạn lần không được biết chúng tôi ở nơi đâu tốt nhất người địa cầu cũng không biết như vậy không có ép buộc lấy lợi dụ dỗ chuyện nhà trò tự tôi đi tìm đường khả hình cô đi làm trước ngày mai bắt đầu tôi sắp xếp đàn ông cho cô xem mắt chấm than ngoặc kép a à, xem mắt tôi chấm than ngoặc kép đường khả hình kêu nhỏ một tiếng trang hạo nhiên cũng có chút căng thẳng nhìn về phía nhã tuệ nói ách chuyện này tối hôm qua hai chúng tôi mới mới ngủ chấm ngoặc kép tổng giám đốc trang chấm than ngoặc kép nhã tuệ không thể nhịn được nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía trang hạo nhiên tức giận nói không có bất kỳ người nào hiểu đường khả hình hơn tôi cô ấy không phải là một cô gái tùy tiện nhiều lắm chỉ uống rượu say hồ đồ nhưng tôi lại biết các người cũng không có lên giường chỉ là tôi không muốn để cho chuyện này xảy ra tôi mệt quá rồi cô ấy sớm muộn phải lập gia đình không phải sao vậy hãy để cho cô ấy lập gia đình sớm một chút cô ấy bị phá hủy gương mặt như vậy Tôi cũng không có trông cậy cô ấy gả cho người nào, người bình thường là đủ rồi. Cô ấy có thể nhảy, có thể hát, lại biết nấu ăn, lại chịu khó, lại khéo léo, lại hoạt bát, lại hiếu thuận, lại biết kiếm tiền, năm mới đến, còn có thể rửa chén đĩa cho quán ăn của anh trai. Tôi cũng không tin, cô gái yêu tú đáng yêu như vậy, sẽ không có đàn ông thích cô ấy. Chuyện này cứ làm như thế, ngày mai bắt đầu xem mắt, đường khả hinh, cô cũng mau khôi phục tâm trạng chuẩn bị tranh tài tôi rất mệt mỏi rồi ngủ đây không có việc gì không nên quấy rầy tôi nhã tuệ nói xong ngay lập tức rất tức giận đi trở về phòng ầm một tiếng đóng cửa lại đường khả hình trợn mắt há mồm nhìn về phía cánh cửa kia chớp mắt đến mấy lần trong đầu trang hạo nhiên chống đối với những lời này xem xem mắt nhã tuệ thở gấp ném ví ra trên giường sau đó trực tiếp gọi điện thoại nghiêm mặt mở máy vi tính ra vào chỗ giao lưu khách sạn trực tiếp công khai chọn rể cho đường khả hinh. Nhất định phải tìm cho cô người đàn ông xứng đáng gả. Mau sớm gả đi. chương 364, Tinh Xuyên và Bát A Ca. Chiếc xe Rolls Royce trực tiếp lái về phía bệnh viện. Tưởng thiên lỗi muốn thăm như mặt trước, mới rời khỏi. Lúc này, mưa phùn bay tán loạn, điểm một cái, dính ướt cửa sổ xe. Tưởng thiên lỗi ngồi tại chỗ, quay mặt sang, nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ, nhớ tới đường khả hinh mới vừa khóc nói tại sao nhìn em như vậy anh ngàn vạn lần không được yêu em bởi vì tôi đã ngủ với đàn ông không xứng ở chung một chỗ với loại người cao quý như anh cũng đừng bị em lừa biết không nếu không anh không chỉ tức giận còn có thể bị thương cho nên mời đi khỏi đi nơi này của chúng tôi cũng không hoan nghênh anh sau này cách em xa một chút anh cầm điện thoại di động cắn chặt răng suy nghĩ những lời này nhớ lại lúc mới vừa đi vào gian phòng trong chớp mắt, thấy đường khả hình như con mèo, mệt mỏi núp ở trong ngực trang hạo nhiên, anh thở phì phì, cảm giác lồng ngực lại muốn nổ tung. Đông anh quay đầu, nhìn tưởng thiên lỗi một cái, liền im lặng không lên tiếng, nhìn đường lớn phía trước, dần dần chạy về phía bệnh viện khách sạn, cô liền nhẹ nhàng nhắc nhở tổng giám đốc, đến bệnh viện rồi. Lúc này tưởng thiên lỗi, mới ngẩng đầu lên, thu hồi điện thoại di động, nhìn bệnh viện đang ở phía trước, hai mắt anh nhấp nháy vẻ mặt lộ ra cứng ngắc. Xe dọc theo cửa bệnh viện, chạy về phía đài phun nước, cuối cùng chậm rãi dừng ở trước bệnh viện. Đông Anh che dù đi ra trước, mở cửa xe, tưởng thiên lỗi cũng lạnh lùng sửa sang xong Tây Trang, đi ra, xài bước đi về phía hành lang khu nội trú, hỏi tình huống như mặt ra sao. Bên cậu chủ tô nói thế nào? Cậu chủ tô vẫn theo dõi chặt chẽ bệnh tình của như mặt tiểu thư, cô ấy còn không biết mình không thể cấy ghép tim, hai ngày nay cũng tương đối vui vẻ, nhất là cậu chủ Tô, mặc kệ là thân thể bệnh nhân hay trong lòng, anh ấy đều quan tâm rất chân thành. Đông Anh dịu dàng nói. Tưởng Thiên lỗi nghe lời này, hai mắt chợt lóe, liền tiếp tục đi về phía phòng của Như Mạt, cũng đang lúc đi về phía hành lang đầu kia thì thấy Như Mạt mặc đồng phục bệnh nhân trắng như tuyết, tựa vào trước cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong, đang dịu dàng mỉm cười, anh dừng bước lại, suy nghĩ trong chốc lát, mới chậm rãi giơ tay, bảo Đông Anh đừng đi theo, một mình nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô cùng với cô đều nhìn vào bên trong phòng, có một người mẹ mang thai 7, 8 tháng, đang làm kiểm tra, cầm hộp âm nhạc. Mở bài hát, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Như mạt mỉm cười nhìn về phía người mẹ nở nụ cười hạnh phúc, biết người yêu ở phía sau, cô liền dịu dàng nói, em vẫn có một mơ ước. chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ hạnh phúc của người mẹ đó, yên lặng nghe. Bởi vì em là trẻ mồ côi, cho nên em vẫn có một mơ ước, gả cho người đàn ông mình yêu sinh một đứa con đáng yêu, có một gia đình hoàn chỉnh. Như mặt nhẹ nhàng nói. Hai mắt tưởng thiên lỗi nhấp nháy, lướt lên nụ cười dịu dàng. Như mặt khẽ chấp mắt, lộ ra một chút đau thương nói, không biết nguyện vọng này, lúc nào có thể thực hiện. Để cho thế giới này, có thêm một người có liên hệ máu ngủ với em, như vậy sẽ không cô đơn nữa. Trên mặt tưởng thiên lỗi hiện lên một chút đau tiếc, đi tới phía trước, nhẹ nắm bả vai của cô. Như mặt không nói gì thêm, bởi vì anh ít chạm vào người mình ở trước mặt mọi người, liền chậm rãi xoay người, đi dọc theo hành lang màu trắng, từng bước từng bước đi về phía trước. Tưởng thiên lỗi cũng im lặng đuổi theo. Như mặt vừa đi vừa xoay người, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, vẻ mặt trầm ngâm lạnh nhạt, đột nhiên ngọt ngào mỉm cười, rất cẩn thận nói anh thật là. Khi cô gái nói muốn một gia đình, anh nên cho cô ấy một lời hứa nho nhỏ, nói, được rồi, tương lai chúng ta kết hôn, sinh một đàn con đáng yêu. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này đột nhiên cúi đầu mỉm cười. Không muốn sao, như mặt dịu dàng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Hôm nay cô xóa tóc, so với các ăn mặc đoan trang từ trước đến giờ, có vẻ trong sáng, dịu dàng hơn nhiều. Bởi vì trời xanh cô yếu đuối, càng tăng thêm một chút không vướng bụi trần. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, mỉm cười nói: Anh đã cho em lời hứa. Chấm ngoặc kép sắc mặt của như mặt hơi thu lại, hiểu ý của anh cho nên lời hứa có ích không, còn không bằng cầu ông trời xin cho chúng ta một chút duyên phận. Chấm ngoặc kép Tưởng Thiên lỗi nói xong câu đó, liền ở trước mặt người ngoài lịch sự đỡ như mạt đi trở về gian phòng của mình. Nhưng y tá đặc cấp lại mở cửa một gian phòng khác, đây là gian phòng lúc ấy Khả Hinh ở. Tưởng Thiên lỗi dừng ở tại chỗ, nhìn về phía cánh cửa kia. Em thích gian phòng bên này, có bóng trúc và gió mát truyền vào. Chấm ngoặc kép như mạt mỉm cười đi vào trước. Tưởng thiên lỗi lại nhìn cánh cửa kia, không nhịn được nhớ tới, đêm hôm đó, hai người vui vẻ, nụ hôn ngọt ngào, những ký ức này giống như ma chú vẫn ở trong thế giới của mình, xua đi không được, giống như ngọn lửa màu xanh, đường khả hinh đứng ở trong bóng đêm chuyển tới, ngày mai có thời gian rãnh không? Em mời anh đi xem phim, chấm ngoặc kép, như mặt xoay người, ngạc nhiên nhìn về phía tưởng thiên lỗi, hỏi thiên lỗi. Anh làm sao vậy? Hai mắt tưởng thiên lỗi nhấp nháu, đột nhiên có chút tỉnh thần mỉm cười, nói, không có việc gì. Anh đi vào, nhìn chiếc giường nhỏ trắng tinh, chăn hơi xóc sách, đêm ấy, đã từng có một cô gái vì bảo vệ một tấm bình phong, mà nóng sốt, yếu ớt nằm ở nơi này. Như mạt mỉm cười được y tá nâng đỡ, ngồi ở trên giường, nhìn về phía tưởng thiên lỗi vỗ nhẹ giường nệm. Tưởng thiên lỗi mỉm cười đi tới, ngồi ở bên giường, dịu dàng nhìn cô. Hôm nay có phải tâm trạng của anh không tốt hay không? như mặt nhìn anh, hỏi. Tưởng thiên lỗi lắc đầu một cái, nói, không có. Chấm ngoặc kép, như mặt như hiểu được nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi lại vươn tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói, nghỉ ngơi một chút đi, bởi vì hôm nay khách sạn có việc bận rộn, cho nên anh không có quá nhiều thời gian ở bên em. Đây là thói quen của bọn họ với nhau, anh luôn nhìn cô ngủ, anh mới đi khỏi. Như mặt gật đầu một cái, liền chậm rãi nằm xuống. Tưởng thiên lỗi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô. Như mặt nắm nhẹ của anh tay, nhìn anh nói, ngày mai lúc đến đây, mua cho em hộp âm nhạc, em muốn nghe âm thanh này, để cho lòng người ta thật bình tĩnh. Chấm ngoặc kép. Ừ, tốt, tưởng thiên lỗi lại kéo nhẹ chăn, đắp lên trên người của cô, mới căn dặn, sau này không nên ăn mặc mỏng manh như vậy đi ra ngoài, chẳng may cảm lạnh thì phải làm sao. Như mặt nhắm mắt lại, mỉm cười gật đầu. Tưởng thiên lỗi nhìn cô chầm chầm thật lâu, xác định cô chìm vào mộng, mới chậm rãi thở dốc một hơi, ngẩng đầu lên nhìn phía ngoài cửa sổ, bóng trúc lay động xào xạc, đêm hôm đó, hình ảnh trăng sáng treo trên cao, sau đó xuất hiện, người hai chồng lên nhau, tựa vào nhau, vui vẻ ôm nhau, đường khả hình thỉnh thoảng tinh nghịch mỉm cười, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, anh hai mắt hiện lên một chút dịu dàng. Như mà chậm rãi mở mắt, nhìn tưởng thiên lỗi nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt lộ ra nhớ nhung và đau thương làm cho mình hơi sững sờ một trận gió thổi vào giống như yêu người dịu dàng vuốt phe suy nghĩ tưởng thiên lỗi càng bay xa nhớ tới mình đập cửa phòng đường khả hình trong chớp mắt mở cửa ra nước mắt bi thương và đau lòng rơi xuống lúc cuồng nhiệt kích động hôn cô giống như cảm nhận được trong lòng cô thấu hiểu và thương yêu thật sâu lúc đuổi tới khóc nói em không muốn chia tay không được không thể chia tay em không muốn tách khỏi anh hai mắt anh lóe lên nhớ tới cô sáng nay câu kia đúng vậy em là cao thủ, cho nên để cho anh nhìn ra sơ hở, anh quá lợi hại. Làm sao anh lợi hại như vậy? Chuyện gì anh cũng nhìn không thấy được, mà nhìn thấy chuyện của em. Đây là may mắn của em, hay là bất hạnh của em? Nước mắt của cô, luôn rất bi thương. Tưởng thiên lỗi chợt muốn đứng lên. Một bàn tay nhỏ bé dịu dàng nắm nhẹ cổ tay anh. Anh sửng sốt cúi thấp đầu, nhìn như mặt đã tỉnh lại, anh giật mình nói còn chưa ngủ như mạt nhìn anh thật sâu lắc đầu một cái tưởng thiên lỗi nhìn ánh mắt cô cũng không nói chuyện lúc nào chọn lựa cho em một chiếc nhẫn như mạt mỉm cười hỏi anh tưởng thiên lỗi nhìn cô dừng lại một lát hai mắt chợt lóe lên miễn cứng cười nói em hy vọng lúc nào hôm nay như mạt mỉm cười nói tưởng thiên lỗi nhìn cô đột nhiên không lên tiếng anh không thích sao hay không có thời gian như mạt nhìn anh dịu dàng hỏi hai mắt tưởng thiên lỗi nhấp nháy, chậm rãi cúi đầu, suy nghĩ một chút, mới mỉm cười nói tốt. Đứa ngốc, chuyện như vậy, nên để cho đàn ông chủ động làm. Em mặc kệ, em muốn anh mua nhẫn cho em, muốn giữ lấy an hi sợ tương lai anh chạy mất. Chấm ngoặc kép, như mặt nói đùa. Tưởng thiên lỗi đột nhiên mỉm cười, vươn tay, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói ngủ đi, thời gian cũng không sớm, anh cũng phải đi. Ừ, như mặt gật đầu một cái tưởng thiên lỗi mỉm cười đứng lên trong lúc xoay người hai mắt xẹt qua một chút sầu lo nhưng vẫn im lặng đi khỏi như mặt sâu kín nhìn về phía bóng dáng anh có chút cô đơn hai mắt chợt hiện lên nước mắt tưởng thiên lỗi đi ra phòng bệnh căn dặn đông anh nói đem kiểu nhẫn mới nhất của paris và anh quốc gửi vào di động của tôi vâng chấm ngoặc kép đông anh đáp tưởng thiên lỗi không nói gì nữa chỉ cất bước tiếp tục đi về phía trước khách sạn á châu Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh cùng nhau về khách sạn. Đường Khả Hinh có tâm sự nặng nề, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn cô, cười nói thế nào? Cô thật tính xem mắt, chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên, nói anh có tinh xuyên một ba ngàn năm, tôi còn không có bát AK ba ngàn năm, tôi không xem mắt, tôi phải làm dung ma ma sao. mươi 365, mang thai. Trang hạo nhiên không nhịn được cười lớn. Đường khả hình nhìn anh chầm chầm nói, làm gì, cười cái gì, chưa từng thấy qua người xem mắt sao. Anh nhớ kỹ, tối hôm qua anh mới ngủ chung với tôi, anh có thể hôn tôi. Hiểu chưa, nếu như tôi muốn anh chịu trách nhiệm, anh trốn cũng không thoát. Trang hạo nhiên vẫn không nhịn được cười nói, nhưng cô không cần tôi chịu trách nhiệm. Chấm ngoặc kép. Phi, đường khả hình chừng mắt nhìn anh, không lên tiếng đi vào hoàn á. Trang Hạo Nhiên nắm nhẹ cổ tay của cô. Cô quay đầu, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên dịu dàng nhìn cô, hỏi "Thật muốn đi xem mắt à? Tôi nhớ được, bên cạnh cô còn có người yêu cô đấy." Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, thở dài một cái, mới nói "Tổng giám đốc Trang, anh biết không? Có vài người đã từng cho anh tình yêu, nhưng đến cuối cùng, đi khỏi rất tàn nhẫn, ngay cả một chút kỷ niệm cũng không giữ lại cho anh. Cho nên người ở trên cao suy nghĩ, tôi không hiểu." tôi vẫn nên trở về con người bình thường của mình thôi. Trang hạo nhiên bình tĩnh nhìn cô. Đường khả hình đột nhiên mỉm cười, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Trang hạo nhiên nhìn bóng lưng của cô, đưa mắt nhìn thật lâu, mới nói trốn đi nơi nào đấy. Tôi phải đi lên trên kia họp với người không chịu cho cô kỷ niệm. Sao không nói sớm, đợi người ta đi xa như vậy. Đường khả hình hừ anh một tiếng, mới đi theo anh cùng nhau đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên còn nghĩ đến chuyện xem mắt, cười nói, cô nói phó quản lý Lưu sẽ tìm cho cô dạng đàn ông như thế nào. Không biết đâu, phải có mắt, mũi và miệng thôi. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nói. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, dùng bàn tay to đè đầu của cô nói, yên tâm đi. Tôi sẽ nghiêm khắc xem cho em gái tôi. Đi, ai muốn anh làm anh trai, đừng không biết xấu hổ. Đường Khả Hinh hung ác trợn mắt nhìn anh một cái, hai người nói cười đi vào thang máy không đến bao lâu, chiếc Rolls Royce màu bạc cũng chậm dừng ở trước cửa khách sạn. Đông Anh nhanh chóng đi ra đón tưởng thiên lỗi, cùng nhau đi vào đại sảnh khách sạn. Cô lập tức nói, chủ tịch đã chuẩn bị nửa giờ sau, muốn mở cuộc họp khẩn cấp, 15 phút sau, là thời gian Tổng Giám Đốc Á Châu báo cáo công việc. Tưởng thiên lỗi lên tiếng trả lời, xảy bước đi về phía trước. Thang máy không ngừng chạy lên trên, đinh một tiếng, dừng ở tầng lầu Tổng Giám Đốc. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng, ở trước mặt thư ký đứng một bên chờ đợi đi về phía phòng làm việc của mình sau đó nghe có thư ký nói chủ tịch mới vừa cùng tổng giám đốc trang ở phòng làm việc của anh trò chuyện về cuộc họp chút nữa a à. ừ tưởng thiên lỗi lên tiếng trả lời liền mới xài bước đi vào bên trong phòng làm việc đẩy hai cánh cửa ra cũng đã nhìn thấy tưởng vĩ quốc và trang hạo nhiên ngồi ở trên ghế salon đang nói nội dung cuộc họp quan trọng đường khả hình đã thay cho đồng phục vẻ mặt cẩn thận đứng ở phía sau ghế salon hai mắt anh gắt gao nhìn về phía cô. Đường khả hình cũng giống như không nhìn thấy anh, ngay cả chào hỏi cũng không. Tưởng Vĩ Quốc ngẩng đầu lên nhìn về phía tưởng thiên lỗi, hỏi tại sao trễ như vậy. Có chút việc, tưởng thiên lỗi đi tới, buông lỏng cúc áo tây trang, cởi ra, chỉ mặc áo sơ mi đen và quần tây dài đen, dáng người phong độ, to lớn kiêu ngạo. Đem tây trang giao cho Đông Anh, mới chậm rãi nhắc mí mắt nhìn đường khả hình ở bên cạnh. Đường khả hình quay mặt đi, không lên tiếng trang hạo nhiên ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói tổng giám đốc tưởng một ngày kiếm tỷ bạc có chút việc chắc là rất quan trọng rồi tưởng thiên lỗi không khách khí nhìn về phía trang hạo nhiên nở nụ cười nói chuyện nào quan trọng hơn so với tán gẫu vài câu với cậu trang hạo nhiên nhịn cười ngồi ở trên ghế salon không lên tiếng tưởng vĩ quốc lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn hai người này nói nếu muốn tranh đấu gay gắt cũng đừng nói ra, nói ra cũng không có ý nghĩa. Trang hạo nhiên đột nhiên mỉm cười, nhìn về phía tưởng vĩ quốc nói chú, sao chú hiểu bọn cháu, cháu cũng có thể là con trai ruột của chú. Nếu như cháu là con trai ruột của chú, cháu vừa ra đời, chú đã bóp chết cháu. Hoặc bóp chết nó, như vậy thiên hạ mới thái bình, tưởng vĩ quốc không khách khí nói. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, ngồi ở bên cạnh tưởng vĩ quốc, vừa lúc đối mặt đường khả hình, lại nâng mí mắt nhìn về phía cô. Người này, hôm nay vẫn nhìn tôi. Anh có bệnh à? Đường khả hình cũng không có khách khí trừng mắt về phía anh. Hai mắt tưởng thiên lỗi hiện lên một chút nụ cười. Trang hạo nhiên lại nhìn về phía tưởng vĩ quốc cười to nói, cháu nghe nói, anh em kiếp này là oan gia, là bởi vì kiếp trước không thể yêu nhau, trở thành người yêu của nhau. Chẳng lẽ, kiếp trước cháu và anh thiên lỗi có tình yêu? Phốc, đường khả hình không nhịn được cúi đầu mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi không khách khí ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Nếu như tôi biết kiếp trước yêu nhau với cậu, mới đưa đến kiếp này cậu tới tìm tôi nữa, tôi sẽ giết cậu trước, sau đó tự sát." "Vậy là không có yêu, kiếp này chúng ta nay vẫn phải gặp nhau." Trang Hạo Nhiên cười nói. Tưởng Thiên Lỗi lại nở nụ cười nói: "Cậu chưa từng nghe qua một câu nói sao? Kiếp trước tự sát hay bị người giết chết, đều là bởi vì trừng phạt đúng tội, có lẽ số mạng sớm đã an bài." cho nên linh hồn không thể đi đầu thai chuyển thế. Trang Hạo Nhiên cười to nhìn về phía anh, nói kiếp này anh và tôi không gặp nhau, tình nguyện tự sát. Đúng vậy, cho nên kiếp này cậu tốt nhất đừng đối địch với tôi, nếu không đời sau chúng ta yêu nhau, tôi có thể sẽ làm cho cậu bị thương tích khắp người, giống như có một số người, khóc bù lu bù loa, làm cho người ta nhìn dối rắm Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, hai người đàn ông nói chuyện yêu đương nghe làm cho người ta nổi da gà tưởng vĩ quốc lạnh lùng gọi đường khả hình đường khả hình còn đắm chìm trong lời nói của tưởng thiên lỗi không có nghe có người gọi cô tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên cùng im lặng nhìn về phía cô vẫn không có tiếng trả lời truyền đến tưởng vĩ quốc cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía đường khả hình nhìn người này đang ngẩn người đường khả hình nghĩ tới câu tôi có thể sẽ làm cho cậu bị thương tích khắp người giống như có một số người, khóc bù lu bù loa, làm cho người ta nhìn dối rắm Dối rắm dối rắm cô khẽ thở dốc một hơi, nhắc mí mắt, nhìn ba người đàn ông đang nhìn mình, cô liền ngây ngốc. Chấm ngoặc kép, hả? Tưởng thiên lối cười lạnh nói, có người quen lạc vào tiên cảnh, cấu tạo đầu óc không giống như người thường chúng ta. Đường khả hình trừng mắt về phía anh. Trang hạo nhiên cười nhìn cô nói, cô làm sao vậy? Pha trà, chấm ngoặc kép, tưởng vĩ quốc trực tiếp ra lệnh. Vâng, đường khả hình đáp xong, liền muốn xoay người đi khỏi, sau đó nghe được có người trầm giọng gọi, tôi muốn một ly cà phê. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh một cái, liền nhướng mày nói tốt. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên im lặng cười nhìn cô. Đường khả hình xoay người đi ra ngoài, sau đó nói với đồng anh, đồng anh liền mỉm cười dẫn cô đi về phía phòng nghỉ ngơi, cô nhìn thấy trong phòng nghỉ ngơi, có thật nhiều trà ngon thượng đẳng, có bạch hào ngân châm, đại hồng bào, thuộc xuyên tuyết nha, cô suy nghĩ một chút, liền chọn một ly thủy tinh kiểu dáng hoa sen, đun nước nóng trước, nhìn nó sôi, rót vào ly, mới cầm một chút tuyết nha, nhẹ nhàng xoay tròn, vẫy ở trong nước, nhìn mầm lá xanh khi tiến vào trong nước nhẹ quay cuồng, sau đó nhẹ nhàng đứng lên. Giống như trồi non đầu xuân, chìm xuống đáy ly, phối hợp đế ly thủy tinh trong suốt, vô cùng xinh đẹp. Cô nghe mùi thơm đã đạt mức yêu cầu của mình, liền nhẹ đẩy nắp ly trà, sau đó sắc mặt hết sức bình tĩnh lấy tách cà phê, múc mấy muỗng muối bỏ vào bên trong trước, sau đó rắc tiêu say, tiếp theo rót cà phê hòa tan vào, rót nước vào, mới hung tợn nói tôi cho anh sai khiến người. Tôi cho anh chạy đến nhà tôi tìm tôi, tôi cho anh chúc tôi trăm năm hạnh phúc, tôi cho anh nói chuyện độc ác, chấm than ngoặc kép. Khuấy cà phê xong, cô nhanh trí vẩy lên bọt bơ ở phía trên, đặc biệt dùng sô-cô-la, vẽ một hình trái tim ở phía trên, mới nở nụ cười một cái tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Một tiếng đi vào, đường khả hình liền dùng khay bưng trà và cà phê, thật cẩn thận đi tới, trước tiên đặt nhẹ ly trà ở trước mặt của tưởng vĩ quốc, cung kính nói chủ tịch, ngài dùng trà. Ừ, tưởng vĩ quốc vừa xem tài liệu, vừa lên tiếng trả lời, đầu tiên liếc mắt nhìn ly trà bay ra mùi tuyết nha trong thâm sơn, lấy màu sắc trong trẻo của đất trời, lộ ra mùi thơm hết sức nồng đậm, mềm mại, lại nhẹ nhàng, đây đúng là phẩm trà mình cần nhất lúc này, ông liền chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình không lên tiếng, cẩn thận đem đặt ở trước mặt của tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi lại nhìn tài liệu, lạnh lùng nói, tôi quên rồi, hôm nay không muốn uống instant coffee, hay là để cho tổng giám đốc trang đi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình sừng sốt nhìn về phía anh. Hai mắt tưởng thiên lỗi lộ ra một chút ánh sáng hả hê. Đem tới đây, đem tới đây tôi đang khát nước, Trang Hạo Nhiên vừa nhìn tài liệu, vừa phất tay kêu. A, à, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút vội vàng nhìn về phía anh, đang cầm ly trà, không biết nên làm sao. Bưng qua cho Tổng Giám Đốc Trang đi, tưởng thiên lỗi nhìn về phía đường khả hình nói. Đường khả hình chừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới có chút lúng túng và khó xử nói, à. Lúc này tôi rót coffee, chấm ngoặc kép, cô dừng lại, nhìn ánh mắt lạnh lùng của tưởng vĩ quốc, Cô không dám lên tiếng, nhanh chóng bưng cà phê qua cho Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, nâng cà phê lên uống một ngụm lớn, nhất thời vừa đắng lại vừa cay, vừa chát vừa ngọt làm cho anh muốn nôn mửa, che miệng muốn nôn. Đường Khả Hinh lập tức cắn chặt ngón tay, đồng tình hoảng sợ nhìn về phía anh. Thế nào, Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, có chút quan tâm, có chút căng thẳng, lại không nhịn được hả hê cười hỏi, "Mang thai à?" Tưởng Vĩ Quốc cũng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên vị giác nhạy cảm, miệng ngậm cà phê, nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh, thở dài một hơi, nhưng vẫn không nôn, cứng rắn nuốt xuống, lại cảm thấy buồn nôn. Làm sao rồi, cà phê có vấn đề? Tưởng Vĩ Quốc lập tức nhìn về phía Đường Khả Hinh. Con người chừng Đường Khả Hinh trợn to, muốn lắc đầu, lại không dám lắc đầu, thật căng thẳng nhìn về phía ông. Không phải, sáng sớm hôm nay lúc đến đây, liền có chút buồn nôn. Có thể tối hôm qua uống quá nhiều rượu. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nuốt cà phê xuống, lại cảm thấy buồn nôn. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, nụ cười trên mặt biến mất, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Đường Khả Hinh liều mạng trừng mắt về phía anh. Cuộc họp kết thúc rất nhanh. Trang Hạo Nhiên lập tức không nhịn được che miệng chạy đi, Tưởng Vĩ Quốc cũng trách cứ anh đêm qua uống nhiều rượu như vậy, Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, nhìn Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh đứng lên cầm điện thoại di động xem hình ảnh chiếc nhẫn đông anh truyền tới, không để ý đến cô. Anh thật hèn hạ, đường khả hình tức giận nhìn về phía anh nói. Nếu em chính trực, tôi sẽ không hèn hạ đâu. Tưởng thiên lỗi lập tức đến gần đường khả hình, nói một câu hai nghĩa, không phải chỉ có cậu ta mới hiểu phải lấy lui làm tiến. Chấm than ngoặc kép chấm. Đường khả hình sửng sốt nhìn anh, không hiểu lời của anh. Hai mắt tưởng thiên lỗi lóe lên, nhìn cô gái trước mặt, nói tiếp, không phải chỉ có em mới bị thương vì tình yêu. Thần kinh, đường khả hình chậm rãi xoay người, tưởng thiên lỗi muốn kéo cô, không ngờ khẽ buông tay, điện thoại di động rớt xuống, rơi vào bên chân của khả hình, vừa vặn là hình ảnh chiếc nhẫn. Đường khả hình cúi đầu, nhìn thấy hình nhẫn cưới, hai mắt của cô chợt lóe lập tức xẹt qua một chút đau. Tưởng thiên lỗi có chút căng thẳng nhìn cô. Audio điện tử võ tấn bền chương 366, đi khỏi anh rất khó khăn. Đường khả hình ngưng mắt nhìn hình trong máy một lúc lâu, mới không người nhặt máy lên, nhìn hình ảnh chiếc nhẫn trong màn hình, là một chiếc nhẫn ngọc thạch màu xanh hình giọt nước, không có quá mức rực rỡ và khoa trương, ngược lại lộ rõ quý phái không thể thay thế, cô lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn này, mỉm cười một cái nói, nhẫn cầu hôn à. Tưởng thiên lỗi yên lặng nhìn cô, đường khả hình thở dài một cái, nhìn chiếc nhẫn, mỉm cười, sắc mặt hơi thu lại, nhìn viên ngọc thạch màu xanh, khảm vào trong, lộ rõ tình ý, sâu kín nói, thật xinh đẹp, vừa nhìn cũng cảm thấy nữ chủ nhân sẽ là một cô gái rất hạnh phúc, có người rất yêu cô ấy. Hai mắt tưởng thiên lỗi mãnh liệt lóe lên, nhưng cũng không lên tiếng. Đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi đứng ở trước mặt, dáng vẻ rất tao nhã và bá đạo, chỉ là hai mắt xẹt qua một chút bi thương, thì ra người đàn ông yêu buồn, thật hấp dẫn, cô lặng yên nhìn anh thật lâu, giống như sinh mạng chợt nhẹ tinh, cô đưa điện thoại di động cho anh nói chiếc nhẫn này rất đẹp mắt dùng để cầu hôn thật thích hợp chúc phúc hai người hạnh phúc đầu bạc một lòng thương yêu tưởng thiên lỗi nhìn hình ảnh trong điện thoại di động cũng không nhận lấy đường khả hình trực tiếp nhét điện thoại di động vào trong lòng bàn tay tưởng thiên lỗi mới chậm rãi xoay người hai mắt đỏ thắm lại thoáng qua một chút lạnh lùng tưởng thiên lỗi nắm điện thoại cảm giác người trước mặt sắp kéo cửa ra đi ra ngoài anh chợt tiến lên nắm chặt cổ tay của cô đường khả hình đứng tại chỗ nhìn về phía cánh cửa đóng chặt trước mặt tưởng thiên lỗi nhìn bóng lưng cô sâu kín nói tối hôm qua hai người thật ở chung một chỗ sao hai mắt đường khả hình dưng dưng vẻ mặt lạnh lùng nói thật ở chung một chỗ hai mắt tưởng thiên lỗi nhấp nháp nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô nói đừng nói dối đường khả hình đột nhiên cười lạnh một tiếng xoay người nhìn ánh mắt nóng rực của tưởng thiên lỗi cô lại im lặng nói anh quan tâm em ở chung một chỗ với ai sao? Cho dù em ở chung một chỗ với ai, cũng chân thực hơn so với anh. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng nhìn cô. Đường khả hình nhớ tới lời nói sáng nay, lại nhìn tưởng thiên lỗi nghẹn ngào nói, em đã từng yêu một người, anh ấy là người yêu đầu tiên trong đời em, cũng là người thân và rượu đỏ trong đời em, rất muốn nói lớn tiếng yêu anh. Nhưng anh ấy không tin em, điều này so với không yêu em, càng làm cho em đau lòng hơn, giống như tất cả động lòng, tất cả ngọt ngào trong quá khứ, tất cả mọi thứ đều là giả dối. Nhưng em có cần anh tin tưởng em sao? Bây giờ em cùng người nào ở chung một chỗ, cũng không liên can tới anh. Xin anh không nên dối rắm một chút tình cảm này, bởi vì Tổng Giám Đốc tưởng anh dối rắm tình cảm quá nhiều. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình chợt vung bỏ tay của anh, muốn xoay người đi ra ngoài. Tưởng thiên lỗi lại chợt tiến lên, đưa hai tay đau lòng nắm chặt bả vai của cô, mười ngón tay dường như muốn cắm vào trong thịt cô. Đường khả hình ngẩng mặt lên, lạnh lùng nói, xin tổng giám đốc tưởng chú ý đến hôn sự của anh, đường khả hình em vô ý trộn lẫn vào cuộc đời của anh, là trước kia em tham lam, muốn quá nhiều. Xin tha thứ cho em lúc ấy ngây thơ chân chất, đối với tình yêu tưởng tượng không đủ, phòng bị không đủ, bảo vệ không đủ, cho nên hôm nay mới bị thương, em không oán được người khác, em không trách được người khác. Tương lai, em tin em sẽ tìm được hạnh phúc của em, cuối cùng có một ngày có thể thản nhiên ở trước mặt của anh, gặp thoáng qua. Trong chớp mắt Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh. Nước mắt chảy xuống, cô kiên cường vứt bỏ tay anh nơi bả vai, tiếp tục bước đi. Tưởng Thiên Lỗi chợt nắm chặt bả vai của cô, ôm cô vào trong ngực, từ phía sau lưng ôm chặt bả vai của cô, cúi xuống. Đường Khả Hinh cắn chặt răng không lên tiếng. Thật xin lỗi. chấm ngoặc kép tưởng thiên lối cúi mặt ở cổ của cô kích động bất đắc dĩ run rẩy nói ánh mắt của đường khả hình nhấp nháy nước mắt chảy xuống dọc theo khuôn mặt lăn xuống rơi tới cổ tay anh tưởng thiên lỗi cảm giác cô gái trong ngực khổ sở run rẩy vẫn không ngừng rơi lệ anh đành phải cắn chặt răng chậm rãi đưa tay lên khẽ vuốt phe khuôn mặt của cô chuẩn xác dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt rơi xuống trong lòng của đường khả hình chợt đau nhói nước mắt từng viên lăn xuống tưởng thiên lỗi không lên tiếng vẫn im lặng từ phía sau lau đi nước mắt trên mặt cô một lần nữa đau lòng nói xin lỗi xin lỗi xin lỗi chấm ngoặc kép thân thể đường khả hinh bắt đầu khổ sở run rẩy nghe những lời này đột nhiên tức giận xoay người liều mảng vỗ vào lồng ngực của anh tức giận rơi lệ nói anh nói xin lỗi làm gì ai muốn nghe xin lỗi nếu anh xin lỗi anh mua một chiếc nhẫn cho em đi mua một chiếc nhẫn kim cương lớn nhất thế giới cho em, dũng cảm đeo vào trên tay của em. Vậy em sẽ tha thứ cho anh. Tưởng thiên lỗi đau lòng nhìn cô gái trước mặt, muốn đưa tay dìu cô. Anh buông tay, rốt cuộc anh muốn em làm sao? Để cho em xoay người đi khỏi, không phải tốt sao? Anh kéo em lại làm gì? Em để cho anh đi, anh còn không đi sao? Anh ở lại, đến lúc đó em có thể cầm chân anh sao? Chấm hỏi ngoặc kép, đường khả hình kêu to hai mắt tưởng thiên lỗi tràn lệ, muốn đưa tay ôm cô. Anh buông tay, chấm than ngoặc kép, đường khả hình đẩy anh ra, khóc nói, lo mà cùng chị ấy sống chung hạnh phúc đi. Nếu anh nói xin lỗi, vậy em nói tha thứ cho anh, được chưa? Chúng ta đừng quấy rầy cuộc sống lẫn nhau. Cho dù có một ngày, anh thật sự quay đầu lại, tình yêu này em cũng không chịu nổi rồi. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đột nhiên vội vàng nhìn đường khả hình. Đường khả hình chợt đi ra ngoài, vịt một tiếng đóng cửa lại nước mắt rơi xuống lại nhanh chóng lau đi bước nhanh tới thang máy cách xa thế giới của anh một chút xa một chút nữa tưởng thiên lỗi đứng ở bên trong phòng làm việc trong đầu nhớ lại nụ hôn say mê cùng cô còn có trong bóng đêm dựa vào nhau ôm nhau hai mắt anh mãnh liệt chợt lóe nhớ tới đường khả hinh nói anh thật sự quay đầu lại tình yêu này em cũng không chịu nổi rồi dao bén nhọn đâm vào trong thân thể của anh chợt kéo ra cửa phòng làm việc xoay người Nhìn Đường Khả Hinh sắp đi vào thang máy, ở trước mặt tất cả bộ phận hành chính và thư ký, trầm giọng kêu to, "Đường Khả Hinh." Chấm than ngoặc kép. Nhân viên cả tầng lầu lập tức sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, quay đầu lại, tò mò liếc về phía Đường Khả Hinh ở đầu kia. Đường Khả Hinh dừng ở tại chỗ, nhìn thang máy sắp đến lầu cuối, vẫn im lặng không lên tiếng. "Đừng đi." Chấm than ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên nhìn bóng lưng của cô cắn chặt răng, nói ra những lời này. Đường khả hình ngẩng đầu lên, kinh ngạc chấp động hai mắt, nước mắt rơi xuống. Đừng đi, anh nghe lời em, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, giải quyết vấn đề. Cho đối phương thêm một cơ hội, tin tưởng anh lần này, tin tưởng anh, tưởng thiên lỗi nhìn chằm chằm cô, đau lòng gọi. Nước mắt từng viên lăn xuống. Đường khả hình cắn chặt răng, mặc cho nước mắt lăn xuống, giống như ngàn đời vạn kiếp, cuối cùng đi đến hôm nay, thân thể bởi vì kích động run rẩy, đau đến sắp hít thở không thông, muốn chết, nhớ lại sáng sớm ngày đó, ở trong mưa bay, có một cô gái sau một cơn bệnh nặng, tay cầm gậy gỗ nho nhỏ, chống thân thể sốt cao, từng bước từng bước đi lên núi, vừa lên núi, vừa đau đến hít thở không thông, mấy lần ngã ngồi trên bậc thang ướt đẫm, nước mắt từng viên lăn xuống, muốn buông tha, lại nhìn trong vũ trụ chỉ có mình. Hiểu được nếu như mình không thương mình, thì sẽ không ai thương mình, ngay cả cỏ non nho nhỏ, đóa hoa nhỏ cũng học được cách khoe màu sắc của mình. Chúng ta đi xem phim, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi vẫn không quan tâm ánh mắt của mọi người, nhìn về phía đường khả hình, đau lòng nói, em muốn xem cái gì thì xem cái đó, nhưng đừng xem phim tình yêu. Bởi vì chúng ta, không cần xem, ngoặc kép, đường khả hình dừng lại, mặc cho nước mắt lăn xuống. Cửa thang máy mở ra, đường khả hình nhìn về phía bên trong không có một bóng người, đang đợi mình đi khỏi. Tưởng thiên lỗi gấp rút tiến lên, nhìn bóng lưng cô, nói nhanh, chúng ta cùng trải qua mọi chuyện. Cùng giải quyết vấn đề. Đường khả hình cảm giác bước chân sau lưng càng lúc càng gần, nước mắt của cô lại từng viên rơi xuống, nhớ tới nơi núi rừng đã mai táng ánh sáng tình yêu. Có lẽ bước đầu tiên học lớn lên thì phải biết buông tay, cô không nói gì thêm, lúc cửa thang máy đóng lại trong chớp mắt, người cất bước đi vào. Đường khả hình, tưởng thiên lỗi mạnh mẽ nhào tới, thang máy mới vừa đóng, hai tay của anh chống trước cánh cửa nhìn qua khe hở lộ ra một chút màu đen sau đó cửa đóng chặt lại cuối cùng lộ ra một chút cô đơn hai mắt của anh tràn lệ cô đơn nhìn cánh cửa trái tim đau đớn giống như đã trải qua dâu bể tang thương mười ngón tay nắm chặt trước cửa bằng thép nhớ tới lúc cô đi khỏi rất dứt khoát rốt cuộc phát hiện ra cái gì gọi là đánh mất anh làm sao đánh mất tưởng thiên lỗi mất mát đôi tay xuống nhớ tới cô gái kia đứng trong gió rét nhìn mình cười ngọt ngào vẫn không vẫy tay với mình, ánh mắt mãi mãi mang thâm tình nhìn mình. Bên trong thang máy, đường khả hình ngồi xổm ở trên sàn, thất thanh khóc giống, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, khóc nói, cha. Con làm đúng không? Con làm đúng đúng không? Con rất đau, con rất khổ, là đúng không? Cha, cha nói cho con biết, là đúng không? Mặt của cô dán vào bên cửa thang máy, nước mắt dọc theo cửa thang máy rơi xuống, cô tiếp tục run rẩy khóc, nhớ tới Trang Hạo Nhiên nói, quyết định hạnh phúc của mình, là thái độ của bản thân mình. Đôi tay cô che mặt, lại thất thanh khóc giống, nước mắt lăn xuống. Có chút tình yêu, không phải không thể quay lại, cũng không phải không thể tha thứ, chỉ là phần tình yêu này biến mất trong gió, cô muốn bắt cũng không được, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Biết rõ đi khỏi anh rất khó khăn, yêu một người sẽ cô đơn, nhưng em lại không muốn mãi mãi rơi lệ, không muốn. Chấm ngoặc kép chương 367, hai lựa chọn. Thang máy đến lầu 1. Đường khả Hinh lau nhẹ nước mắt, chậm rãi đi ra thang máy, mới vừa muốn im lặng xoay người, đi vào hoàn á, lại thấy Trang Hạo Nhiên đứng ở trong hành lang, mắt ngơ ngác nhìn phía trước, anh giống như mới vừa bị xét đánh, cô ngạc nhiên đi tới, đứng ở bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ ngơ ngác, nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, cô cũng không còn có cách nào bi thương, cô nhíu nhíu mày, theo phương hướng của anh, cũng nhìn về phía trước. Một cô gái, mặc váy len dài màu xanh dương, khoác áo da màu đen, mang ủng da màu đen, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, thân hình quyến rũ và xinh đẹp, đứng ở trong hành lang, bên trong lạnh lùng, phát ra ánh sáng mãnh liệt, nhìn bốn phía đại sảnh, khẽ chớp mắt đẹp, tuyệt đối gợi cảm. Đường khả hình nhìn về phía cô, kinh ngạc kêu tinh xuyên. Cô ấy từ ba ngàn năm trở lại, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên ngơ ngác nói xong, Ánh mắt vốn là thật đẹp trai nhấp nháy, lập tức trừng to, cặp mắt chợt lóe lên hình trái tim trong suốt đỏ thẫm, trên mặt không nhịn được hiện lên nụ cười không bình thường, đại não trong chớp mắt thiếu dưỡng khí, giống như dưới chân sắp bước trên mây, bay qua. "Ai, anh làm gì thế?" Đường Khả hình lập tức liều mạng kéo anh. "Tôi muốn đi tìm cô ấy, tiếp này, tôi không thể bỏ qua duyên phận nữa, như vậy tôi sẽ bị trời phạt." Trang Hạo Nhiên không thể nhịn được nữa, muốn nhào tới muốn hôn môi với người ta. Anh đừng như vậy." Chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh ra sức kéo cánh tay của anh. Trang Hạo Nhiên chợt quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh, ngạc nhiên gọi, "Tại sao cô kéo tôi?" "Anh ấy trở lại tìm tôi rồi." Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, nói rõ từng tiếng. Trang Hạo Nhiên ngây ngốc nói, "Ai vậy?" "Tưởng Thiên Lỗi." Đường Khả Hinh nói thẳng. Trang Hạo Nhiên chớp mắt, lúc này mới dừng động tác, cười như không cười nói, "Sau đó thì sao?" cho nên tình yêu của tôi cũng không phải rất thất bại. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh nói, mặc dù tôi đã từ chối anh ấy. Ồ, sau đó thì sao, anh vẫn không hiểu, nói tình yêu của cô thất bại hay không, có quan hệ gì với tôi. Cho nên anh phải tin tưởng tôi, tôi giúp anh theo đuổi chị ấy. Đường Khả Hinh rất chắc chắn gật đầu nói. Trực Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, mới nói cô giúp tôi theo đuổi cô ấy. Cô dựa vào cái gì? dựa vào cái đầu thông minh của tôi dựa vào cái đầu thông minh của cô ở trước mặt ông chủ trang trại nho đập cái ly mắng nát đầu của người ta trang hạo nhiên trừng mắt cô vẻ mặt lộ ra hết sức gian nan đường khả hình trừng mắt nhìn anh tức giận nói cho dù tôi xúc động thế nào tôi cũng là phụ nữ chỉ có phụ nữ mới biết mình cần tình yêu như thế nào nhưng chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn con bé thấp lùn đường khả hình mặc dù cô dựa vào một lần nóng sốt cao hơn 2 cm, anh vẫn duỗi ngón tay, chỉ về phía Tinh Xuyên đứng ở trong hành lang, giống như đang chờ người, dáng vẻ giống như nữ thần truyền kỳ, nói, cho dù cô biết mình cần tình yêu như thế nào, nhưng cô và Tinh Xuyên của tôi không cùng cấp bậc. Có nên tổn hại người như vậy hay không? Không muốn tôi giúp anh thì thôi." Đường Khả Hinh nghe xong lời này, liền tức giận xoay người đi, nói, "Người phụ nữ kia không phải cao hơn tôi 10 cm sao?" "Rất ghê gớm à?" Chị ấy cũng không phải cao 1m72 sao Mẹ nó Ai, ai, ai Xem như nể mặt cô Tôi tạm thời tin cô một lần Trang hạo nhiên lập tức kéo đường khả hình trở về nói Nếu như cô giúp tôi giải quyết chuyện này Tôi có phần thưởng cho cô Lần trước nói mua xe cho tôi còn chưa có mua Đường khả hình tức giận nói Không phải cô chưa có thi bằng lái sao Bảo cô tự đi xem xe Cô không xem Trang hạo nhiên mắng cô nói Mình lười còn dám nói người ta. Ghét, đường khả hình quay mặt đi, không để ý đến anh. Đến đây, nhanh lên một chút, giúp tôi một việc, làm sao theo đuổi, Trang Hạo Nhiên cầu cứu đường khả hình. Trong chớp mắt đường khả hình quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, cố làm ra vẻ bí ẩn nói, dựa vào chuyện tôi mới vừa từ chối tưởng thiên lỗi, đưa ra một kết luận. Trang Hạo Nhiên dùng một loại ánh mắt coi thường nhìn cô, buồn cười. Thật, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh nói. A, à, gì? Gì kết luận? Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười. Chính là không có được, mãi mãi là tốt nhất. Đường Khả Hinh rất nghiêm trang nói ra những lời này. Sau đó thì sao? Trang Hạo Nhiên nhìn cô. Tôi đã từng xem qua một quyển sách nhân sĩ thành công. chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười nói, đàn ông, chỗ hấp dẫn phụ nữ nhất, không phải mặt, không phải là vóc người của anh. chấm ngoặc kép cũng không phải là khả năng tình dục. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên thay cô nhận, sau đó muốn cười. Đường khả hình hung ác trợn mắt nhìn anh một cái, mới nói là Quyền lực của anh. Trang Hạo Nhiên bừng tỉnh hiểu ra nhìn cô, nói có thật không? Đúng vậy, tôi ngoại lệ, đường khả hình giải thích hết chuyện này, mới ngẩng đầu lên, đột nhiên nheo mắt cười cười nói, một người đàn ông quyền lực, chứng tỏ sự thông minh của anh, sức hấp dẫn của anh, năng lực của anh, tất cả mọi thứ của anh stop, chấm than ngoặc kép. Trang hạo nhiên vươn tay, vạch lên cằm của mình, ngẩng đầu lên, suy nghĩ vấn đề này, nói, lời này. Cũng có chút mới mẻ. Cho nên, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn trang hạo nhiên, dùng dáng vẻ người thông minh, nói, kể từ bây giờ, anh không thể như kẻ ngu ngốc, không chút lý trí nhào về phía chị ấy, mà phải cư xử giống như tôi, từng bước từng bước tiến tới. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên muốn rất con ngươi, nhìn cô. Đường khả hình nhịn cười nhìn anh, có chút thật lòng nói, thật mà. Có lúc, tôi thừa nhận, bởi vì anh đến gần, tôi có chút tâm động. Đi, Trang Hạo Nhiên phi cô, mới vội vàng lại gần cô, cúi đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc, nói, đối với cô ấy giống như cô, tôi. Không làm được, chấm ngoặc kép. Tại sao, đường khả hình cảm động nhìn anh, cười có chút ngọt ngào. Bởi vì tôi định đối xử với cô ấy tốt gấp một ngàn lần so với cô. Trang hạo nhiên cũng rất cảm động nói: Ca, hát, ông, chấm ngoặc kép, Đường Khả hình đè nén tức giận, nhìn anh. Sau đó, sau đó thì sao? Trang hạo nhiên lại nghiêm túc hỏi. Sau đó lúc đến gần chị ấy, không nên nói cho chị ấy biết anh đã thích chị ấy, thậm chí coi chị ấy như trong suốt. Không nên quá coi trọng chị ấy, tự nhiên chị ấy sẽ thấy mất mát, xoay người nhìn anh như có mất mát cái gì. Đường Khả Hinh nói: Trời ạ. À, Thật có thể như vậy sao? Trang Hạo Nhiên rất rung động nhìn cô nói. Ừm, um, vậy tôi lập tức đi tới, làm bộ như không nhìn thấy cô ấy. Trang Hạo Nhiên lập tức đi về phía trước. Đợi một chút, anh quên lời tôi mới vừa nói rồi hả? Phải xuất hiện với quyền lực, thể hiện bản thân anh. Đường Khả Hinh nắm cánh tay của anh, tức giận nói. Vậy tôi phải thể hiện quyền lực của tôi à? Cô thật sự làm gấp chết người. Trang Hạo Nhiên tức giận nói cho nên anh phải nghe tôi. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình kêu to, sau đó nói cho tôi 5 phút đồng hồ. Giúp anh giải quyết. Trang hạo nhiên sướng sờ nhìn cô. Đường khả hình vươn tay, nhẹ nhàng tách ngón tay, trong mắt hơi híp lại nói, bắt đầu hành động. Chấm than ngoặc kép. Nói xong, hai người biến mất ở đại sảnh. Bên trong đại sảnh, nhân viên làm việc đang bận rộn cầm điện thoại kiểm tra danh sách các minh tinh vào ở trong khách sạn tham gia tổ chức bữa tiệc từ thiện. Từ Trạch Minh đứng ở nơi tiếp tân, cầm tài liệu kiểm tra đối chiếu số số lượng người lần cuối, đột nhiên điện thoại vang lên, anh nhanh chóng cầm điện thoại lên, đáp quy tiếp tân nghe. Phòng thư ký truyền đến âm thanh. Từ Trạch Minh nắm điện thoại, lập tức ngẩng đầu lên, hết sức cung kính nói, "Vâng." "Vâng, vâng, tốt." chấm than ngoặc kép. Trong chớp mắt điện thoại của các bộ phận cũng vang lên. Nhất thời điện thoại cả đại sảnh khách sạn vang động khắp nơi. Tinh Xuyên một mình đứng ở trong hành lang, đang ngạc nhiên nhắc cổ tay, nhìn thời gian đã qua nửa giờ rồi, tại sao người còn chưa tới. Lúc này, nhất thời nghe một tiếng kêu, nhân viên làm việc cả đại sảnh đang yên lặng, không khỏi xôn xao, cô nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy rất nhiều cấp quản lý mặc đồng phục màu đen bước nhanh, từ mỗi vị trí như con kiến sông tới, mặt vẻ cẩn thận, cung kính đi ra ngoài, sau đó đứng ở hai bên đại sảnh, lúc này giám đốc nghiêm nghị đi ra ngoài, đi qua bên cạnh Tinh Xuyên vẫn hết sức lễ phép và khách khí nói, xin nhường đường. Tinh Xuyên chớp mắt, cùng tân khách có chút nghi ngờ đứng ở một bên. Lúc này nhân viên tiếp tân cũng lập tức để công việc trong tay xuống, rất nghiêm túc đứng ở quầy tiếp tân, nghiêm túc chờ. Suốt cuộc, đang lúc mọi người nghi ngờ, nghe được một tiếng tổng giám đốc trang tới. Mọi người lập tức quay đầu lại, đầu tiên nghe thấy tiếng cười vui vẻ, sau đó một người đàn ông mặc màu đen tây trang, áo sơ mi đen, vạt áo trước cài co sát màu tím, một tay cắm túi quần, dáng vẻ hiên ngang, ánh mắt sắc bén, lộ ra nụ cười hấp dẫn, tao nhã phong độ từ phía sau đại sảnh đi ra, đi theo phía sau bốn người đàn ông cũng phong độ đẹp trai, mặc tây trang màu trắng, bọn họ cũng nở nụ cười sức hấp dẫn, đi theo sau lưng tổng giám đốc đi về phía trước. Chết cười, giống hát bội quá trời. Tinh xuyên nhìn thấy trang hạo nhiên, ngay sau đó cô sững sờ, mang theo chút nghi ngờ nhìn về phía anh bảo tiêu đồng đem tài liệu họp đến hoàn cầu cho tôi chấm ngoặc kép trang hạo nhiên mỉm cười nghiêng mặt nhìn lâm sở nhai nói vâng lâm sở nhai rất cung kính đáp trang hạo nhiên không nói chuyện nữa tiếp tục mỉm cười đi về phía trước sau đó đi qua bên cạnh tinh xuyên thì hơi nhìn cô một cái hơi lộ ra vẻ giật mình nhưng cũng chỉ hơi gật đầu không nói gì tiếp tục đi về phía trước tinh xuyên chậm rãi chấp mắt không nhịn được quay đầu nhìn về phía bóng lưng Trang Hạo Nhiên hôm nay rất khác và thản nhiên như vậy. Tổng Giám đốc, chúng nhân viên khách sạn dối rít hướng về phía Trang Hạo Nhiên cung kính khom lưng chào hỏi. Ừm, um, mọi người vất vả, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói xong, sau đó ngồi lên chiếc Rolls Royce màu trắng nghênh đón mình ở phía trước, hơi sửa sang tay Trang một chút, mới hơi quay đầu, nhìn tinh xuyên ở phía ngoài cửa sổ đang nghi ngờ nhìn về phía mình, anh khẽ mỉm cười, gật đầu. Sau đó căn dặn, lái xe chấm ngoặc kép. Tiêu đồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, căn dặn Thái Hiền bên cạnh, nói, lái xe. Thái Hiền lập tức lái xe chạy phía tới. Xe dần dần chạy ra đại sảnh, chạy về phía đường lớn rừng phong đỏ thấm, trang hạo nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn đường khả hinh ở phía trước, anh lập tức kêu to dừng xe, đường khả hinh mở cửa xe, ngẩng khuôn mặt tươi cười tinh nghịch, vươn tay, yêu một tiếng nói, bingo. Bước đầu tiên thành công hai mắt trang hạo nhiên nhanh chóng chợt lóe sáng, lộ ra hai trái tim đỏ thấm, hỏi tiếp bước thứ hai thế nào. Đường khả Hinh hơi híp trong mắt, nhìn về phía trước mỉm cười bí ẩn. À, Tào Anh Kiệt tức giận nhìn về phía ba người đàn ông ở trước mặt, kêu to tôi không muốn. Tại sao lại là tôi? Tôi không muốn, tôi mặc kệ, chấm than ngoặc kép. Tô Lạc Hoành lại nhìn về phía Tào Anh Kiệt, cũng tức giận giống to, hai lựa chọn. Một là làm cô gái cho ba người đàn ông chúng tôi cưỡng gian. Hai là đi làm chuyện kia. Chấm than ngoặc kép, chương 368, đừng đi. Một tiếng sau, suốt cuộc tinh xuyên đã gặp hai bảo bối nhỏ của mình, cùng nhau đến phòng ăn biển dùng cơm trưa trước, bởi vì con gái vẫn rất ưa thích nhìn Mỹ nhân ngư, nghe nói phòng ăn biển khách sạn Á Châu, có thể vừa dùng cơm, vừa xem Mỹ nhân ngư biểu diễn, sau đó mới cùng nhau đến phòng nghỉ ngơi khu biệt thự VIP. Mẹ, đợi lát nữa mỹ nhân ngư có thể nói chuyện với chúng ta hay không tiểu huyên huyên mặc váy nhỏ lông thỏ bên ngoài khoác áo da màu đen ăn mặc như thiên kim tiểu thư ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía mẹ thông minh khéo léo hỏi tinh xuyên dắt tay của con gái suy nghĩ một chút mới cười nói cũng không được tại sao tiểu huy huy mặc áo ghi lê màu đen xinh đẹp nắm một tay khác của mẹ hỏi tinh xuyên nhìn về phía con trai lộ ra tình thương của mẹ dịu dàng nói, bởi vì mỹ nhân ngư ở trong biển mặt, cho nên bọn họ nói chuyện, chúng ta nghe không thấy, nhưng chúng ta nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của bọn họ cùng cái đuôi nhỏ xinh đẹp lấp lánh ánh sáng. Bốp 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 bốp, hai người bạn nhỏ cùng nhìn mẹ, vui vẻ vỗ vỗ tay. Tinh xuyên nhìn đôi song sinh, thật thỏa mãn dắt bọn chúng cùng nhau đi tới phòng ăn biển. Hôm nay kỳ gia minh trực ban, đang bề bột nên không thể phân thân, bởi vì nhã tuệ trực đêm, nên để cho Mạn Hồng tới đây phụ giúp cho mình. Có một người khách hẹn trước, anh đã căn dặn Mạn Hồng, hôm nay giám đốc Lưu muốn cùng vợ chúc mừng tròn năm ngày cưới, chọn bánh ngọt không có vị hạt rẻ, căn dặn đầu bếp phải phân biệt rõ ràng. Hôm nay có thật nhiều người đặt bánh ngọt, Trần Mạn Hồng gật đầu một cái, cầm điện thoại lên ngay sau đó gọi về phía phòng bếp. Tinh Xuyên dắt hai đứa bé đi xuống phòng ăn biển, nhất thời dưới biển sâu, thật nhiều loại cá biển lớn nhỏ bơi khắp nơi, còn có rùa biển. Bộp bốp, bốp hai người bạn nhỏ cùng vui vẻ vỗ tay. Chào cố tiểu thư, kỳ gia minh lập tức nở nụ cười đi lên trước, nhìn về phía tinh xuyên cùng hai người bạn nhỏ nói, các vị đã có đặt chỗ trước, đã chuẩn bị xong cho các vị, mời qua bên này. Cảm ơn, tinh xuyên mỉm cười dắt hai người bạn nhỏ kêu to ẩm ý, đi về phía vị trí sát vách tường thủy tinh phòng ăn biển, ngồi xuống, kỳ gia minh tự mình kéo ghế cho tiểu huyên huyên, mỉm cười nói, nào, tiểu thư đáng yêu, mời ngồi. Cảm ơn, Tiểu Huyên Huyên vui vẻ nói cảm ơn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Gia Minh, trong trẻo hỏi chú, lúc nào có mỹ nhân ngư biểu diễn? Chút nữa sẽ có, lên trước hai ly kem lửa có được không? Kỳ Gia Minh nhìn hai người bạn nhỏ, mỉm cười nói. Tốt, chấm than ngoặc kép, hai người bạn nhỏ lập tức vui vẻ vỗ tay. Mạn Hồng đứng ở đó bên, nhìn về phía hai người bạn nhỏ, không ngờ nhỏ tuổi lại rất thông minh khéo léo, cũng chậm rãi mỉm cười. Vào lúc này đột nhiên nơi lối vào nhà hàng Tây, vang lên tiếng nức nở của một cô gái, kêu to tào anh kiệt. Chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng nghe lời này, đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Vào lúc này tào anh kiệt mặc tây trang màu trắng, vẻ mặt u buồn thâm tình chân thành, giống như bạch mã hoàng tử sải bước đi vào phòng ăn, đi xẹt qua bên cạnh Trần Mạn Hồng, không nhìn thấy người tới, chỉ trực tiếp đi phía trước. Anh đứng lại, một cô gái tuổi chừng 25, mặc váy ngắn hết sức ngọt ngào, mái tóc ngắn, nhìn về phía bóng lưng Tào Anh Kiệt kêu to. Ánh mắt của Trần Mạn Hồng nhíu lại. Tào Anh Kiệt bi thương đứng ở bên cạnh Tinh Xuyên, hai mắt nghẹn ngào rưng rưng, lộ ra ánh sáng khổ sở. Tinh Xuyên hơi nghi ngờ, cũng vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của đứa bé, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tào Anh Kiệt, nhận ra được anh. Anh, anh, thật không trở về anh quốc cùng em sao? Cô gái đứng ở sau lưng Tào Anh Kiệt, khổ sở rơi lệ hỏi. Vừa đúng lúc, phòng ăn vang lên khúc dương cầm mai hoa tam lộng một rất bi thương và mất mát. Tào Anh Kiệt cũng không quay đầu lại, cúi đầu, khổ sở nói, xin lỗi. Chấm ngoặc kép, hai mắt sắc bén của Trần Mạn Hồng trượt lóe, khẽ nhíu mày lông, nhìn người kia. Kỳ Gia Minh không rõ chân tướng, ngạc nhiên nhìn về phía Tào Anh Kiệt, nghĩ lời nói vừa rồi, lại ngại anh là phó tổng giám đốc, vẫn nuốt nuốt nước miếng, đầu tiên là yên lặng theo dõi diễn biến, xung quanh tất cả tân khách đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Tại sao, tại sao anh nhất định phải ở lại? Hoàn cầu có cái gì tốt? Cô gái nhìn về phía anh, khóc hỏi. Tào anh kiệt nắm chặt quả đấm, khổ sở nói, trong cuộc đời này của anh, chuyện may mắn nhất là gặp em, hay là gặp cấp trên hiện tại của anh. Từng người đối với anh có yêu, đối với anh có ơn, đây không phải là vấn đề lấy không lấy hay bỏ, vấn đề là anh ấy thật sự là một lãnh đạo thật vĩ đại, qua nhiều năm rất tận tụy, đem tất cả nên gánh nặng không nên gánh, cũng vác lên vai, ngày thường nhìn anh ấy một mình, cầm ly rượu đỏ, đứng ở lầu cao, nhìn về phía tòa thành Anh Quốc sóc rách mưa, ngửa mặt nói, lúc nào thì khách sạn Trung Quốc chúng ta có thể trải rộng toàn thế giới. Đem tất cả tốt đẹp của đất nước chúng ta mang đến cho thế giới. Khi đó, anh đi tới bên cạnh anh ấy, sức hấp dẫn của anh ấy, anh ấy kiên quyết, ảnh hưởng tôi thật sâu. Chấm ngoặc kép. Trần Mạn Hồng tay nắm chặt bút máy, hít mắt nhìn về phía bóng lưng của anh. Tinh xuyên không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Tào anh Kiệt, đôi mắt anh cũng đã tràn lệ rồi, cô hơi sửng sốt một chút, tiếp tục nhìn. Còn tôi thì sao, đối với anh, em có quan trọng không? Cô gái khổ sở che mặt khóc. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Tào anh Kiệt nắm chặt quả đấm, hai mắt rưng rưng, đau khổ nói thật xin lỗi. Anh yêu em, nhưng anh không thể không buông tha em. Trong cuộc đời này của anh, có thể sẽ không gặp được cấp trên tốt giống như lão đại. Chấm ngoặc kép, anh, chấm ngoặc kép, cô gái lập tức đi tới trước mặt của Tào Anh Kiệt, đột nhiên vươn tay, điên cuồng tắt anh một bạt tai. Chát, một tiếng, mặt của Tào Anh Kiệt vứt qua một bên, in dấu năm ngón tay. Tất cả người trong phòng ăn đều giật mình. Tốt, đây là anh lựa chọn, em đi. Cô gái đột nhiên đau khổ khóc thành tiếng, muốn rời khỏi, đột nhiên nhìn thấy tới một đám người trước mặt, dẫn đầu chính là Trang Hạo Nhiên, anh kích động đứng ở trước mặt hai người trầm trọng hỏi xảy ra chuyện gì ánh mắt trần mạn hồng nheo lại nhìn tình huống này tinh xuyên cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía trang hạo nhiên đứng ở trước mặt mấy cấp dưới ngẩng mặt lên hai mắt sắc bén thoáng qua đau lòng anh kiệt không chịu cùng em trở về anh quốc chấm ngoặc kép cô gái khổ sở che mặt co quắp gào khóc trang hạo nhiên nghe xong lời này liền đi tới trước mặt của tào anh kiệt nhìn anh lạnh lùng hỏi có chuyện gì hiện tại tôi không thể đi chấm ngoặc kép tào anh kiệt cúi đầu khổ sở nói bọn người lâm sở nhai cũng trầm trọng nhìn về phía anh trang hạo nhiên đột nhiên cười một tiếng nhìn về phía tào anh kiệt nói nếu như đối với công việc cậu có trách nhiệm còn đối với người yêu không có trách nhiệm cậu làm sao xứng làm người của khách sạn tào anh kiệt nhất thời kích động ngẩng đầu lên nhìn về phía trang hạo nhiên người của khách sạn không phải là dốc lòng chăm sóc và hy sinh sao cho dù cậu ở nơi đâu, tôi tin tưởng cậu cũng có thể phát huy sở trường. Trở về đi, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vươn tay, kích động nắm bờ vai của anh nói, tương lai, ở trong tay cậu, bao gồm sự nghiệp và tình yêu, đều phải nắm chặt. Lão đại, Tào Anh Kiệt lại nhìn Trang Hạo Nhiên, biết ơn nói cảm ơn anh. Chấm ngoặc kép, cô gái chạy đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, vừa khóc vừa cười nói, Tổng Giám Đốc, anh thật khiến anh Kiệt trở về Anh Quốc. Trở về đi người có tình rốt cuộc trở thành thân thuộc, Trang Hạo Nhiên cười nói. Tào Anh Kiệt và cô gái nhất thời kích động nhìn nhau, cuối cùng tình thâm ôm nhau, sau đó bưng mặt cô gái, kích động trong chớp mắt, nhìn về phía Trần Mạn Hồng đứng ở chỗ tối, anh kêu một tiếng mẹ ơi, lập tức nhảy ra xa. Chuyện gì, mọi người cùng nhau nhìn về phía anh, bao gồm tinh xuyên. Tào Anh Kiệt thở phì phò, ánh mắt thần thờ nhìn chăm chăm về phía phía trước, trên trán dịn mồ hôi lạnh, cũng không dám nói chuyện, chỉ hở gấp gáp lắc đầu một cái. Bọn người lâm sở nhai cũng tò mò ánh mắt của anh, liền quay mặt lại nhìn, có thể thấy Trần Mạn Hồng cắn răng nghiến lợi đứng ở trước quầy, nắm chặt bút máy, lập tức gãy thành hai đoạn, bọn họ thở hốc vì kinh ngạc, hoảng sợ đến mất hồn mất phía tiến lên, nói chuyện giải quyết xong rồi, chúng ta đi khỏi thôi. Không nên quấy giày khách dùng cơm, đi, đi, đi thôi, chấm ngoặc kép. Tào Anh Kiệt muốn giấy rụa tiến lên giải thích, nhưng bị lâm sở nhai bịt miệng, kéo người một cái, cứng rắn kéo anh đi ra ngoài. Lúc Trang Hạo Nhiên xoay người trong trước mắt, nhìn về phía tinh xuyên sắc mặt hơi ôn hòa nhìn mình, anh hơi giật mình, mới mỉm cười với cô nói, trùng hợp thế. Tinh xuyên không lên tiếng, chỉ khẽ vuốt tóc ngắn của con trai. Trang Hạo Nhiên lại mỉm cười nhìn về phía hai người bạn nhỏ, hết sức hấp dẫn nói, người bạn nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Hai đứa bé đều không lên tiếng, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Hôm nay tới đây, nhất định là xem mỹ nhân ngư biểu diễn có đúng không? Trang Hạo Nhiên cười hỏi. Vâng, Tiểu Bảo Bối cũng vui vẻ trả lời. Trang Hạo Nhiên vừa nghe xong, rất phong độ đứng lên, nhìn sang Kỳ Gia Minh đứng ở một bên dương mắt nhìn, hết sức phong độ, tao nhã nói cho mỹ nhân ngư biểu diễn đi. Đưa lên kem lửa cho hai người bạn nhỏ và biểu diễn ảo thuật. Bốp bốp, hai đứa bé lập tức vỗ tay cười. Trang Hạo Nhiên nhìn bọn họ, khẽ mỉm cười lại cúi người, một tay chống bên ghế sau lưng tinh xuyên, dịu dàng nói từ từ ăn, không quấy dày cô. Chấm ngoặc kép, tinh xuyên không lên tiếng, quay đầu nhìn về phía anh. Hai mắt trang hạo nhiên lóe lên một chút mập mờ, nở nụ cười nhìn cô, cũng không ở lại lâu, đứng lên, hết sức phong độ đi khỏi, càng đi càng hài lòng. Nhưng trong lúc này nhìn về phía vẻ mặt vặn vẹo của Trần Mạn Hồng, trong mắt anh trừng to, căng thẳng nhìn quanh, mới ho khan mấy tiếng, bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này tinh xuyên cũng xoay người nhìn về phía bóng lưng trang hạo nhiên. Tào, anh, kiệt, chấm than ngoặc kép, trần mạn hồng tức giận đến bể phổi, cắn răng nghiến lợi kêu ba chữ này. chương 369, rùa biển. Thả tôi ra, tôi muốn giải thích với mạn hồng, mấy tên xúc sinh các người, tùy tiện tìm người diễn không được sao, cần phải bảo lão tử ra tay, không phải diễn phụ nữ, chính là diễn đàn ông. Chấm than ngoặc kép, Tào Anh Kiệt liều mạng vỗ vào cửa phòng làm việc, kêu to. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành liều mạng kéo ngoài cửa, bàn tay nóng đến đầu đầy mồ hôi nói, không để cho cậu diễn đàn ông và phụ nữ, chẳng lẽ muốn cậu diễn xuất sinh sao? Các người mới là xuất sinh, các người nửa người dưới xuất sinh chán ghét, một mối tình đầu ngây thơ của lão tử bị hủy ở trong tay ba tên đê tiện các người, đến lúc đó tôi lấy dao băm các người làm mồi cho cá ăn. Thả tôi ra ngoài. Lúc này Mạn Hồng của tôi khẳng định đau lòng muốn chết. Cô ấy nhất định sẽ hận chết tôi." Chấm than ngoặc kép, Tào Anh Kiệt liều mạng kéo cửa, kêu to: "Đi ra ngoài chỉ có hai cách." Chấm than ngoặc kép, Tô Lạc Hoành lau mồ hôi trên trán, kêu to: "Hoặc là cậu nhảy cửa sổ đi, hoặc là đạp qua thi thể của tôi." "Các người chết ngay đi, muốn lão tử đạp tim gan phèo phổi các người lòi ra ngoài." "Mạn Hồng, Mạn Hồng của tôi." Tào Anh Kiệt liều mạng vô cửa diễn trò tình cảm khổ sở rất đáng thương. Tiêu đồng đứng ở một bên, thật căng thẳng nói, này, anh ấy kích động như thế, có thể thật sự nhảy cửa sổ hay không? Đầu óc cậu ấy vẫn không dùng được, sẽ không làm chuyện thông minh này đâu. Tô Lạc Hoành lại kéo cửa, mệt mỏi thở hồn hển hỏi, lão đại của chúng ta đâu? Lăn đi tìm đường khả hinh rồi, tiêu đồng vừa nghe Tào Anh Kiệt gào thét xé lòng ở bên trong, vừa rất đồng tình nói. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng sửa sang lại Tây Trang, vẻ ba mặt kích động đi ra phòng ăn biển, đi về phía lầu phụ đại sảnh khách sạn, thấy đường Khả Hinh đang đứng ở đầu kia chờ mình, anh lập tức nở nụ cười đi tới, nhìn đường Khả Hinh, kích động hỏi, như thế nào? Có đẹp trai không? Đẹp trai, rất đẹp trai, vẻ mặt đường Khả Hinh kích động vươn tay sửa sang lại co sát cho Trang Hạo Nhiên, cười nói, vô cùng đẹp trai. Sau đó, tôi hỏi thăm được, hôm nay tinh xuyên tới nơi này, là bởi vì tại viện hát kịch của tập đoàn Á Châu, tối hôm nay sẽ tổ chức tiệc từ thiện, hôm nay hai đứa nhóc này có phần diễn xuất, hơn nữa còn hát chính, chắc là chị ấy đưa hai đứa nhóc tới trình diễn, thuận tiện ở chỗ này ở một buổi tối, để cho bọn chúng tận hứng một chút, cho nên tối hôm nay, anh nhất định phải tham gia bữa tiệc từ thiện đó. Trang hạo nhiên kinh ngạc nhìn đường khả hình sửa sang lại co sát cho mình, vẻ mặt lộ ra gấp gáp, mặc dù loạn, nhưng tuyệt đối không sợ, anh phát hiện chỉ số IQ của cô không thấp, chỉ là chuyện yêu đương không cao vậy sau khi tham gia bữa tiệc xong thì sao trang hạo nhiên lại nhìn đường khả hình hỏi đến dạp chiếu phim nhất định phải tự mình mời tinh xuyên ngồi cùng chỗ với anh chỗ của chị ấy khẳng định là không bằng anh cho nên lúc anh muốn mời chị ấy chị ấy nhất định sẽ có mặt đường khả hình lại đưa tay ra quét một vòng bả vai trang hạo nhiên lại gấp gáp nói thân ái trang hạo nhiên đột nhiên nắm chặt bả vai đường khả hình kích động cười nói nếu như tôi theo đuổi tinh xuyên thành công nhất định sẽ không lạnh nhạt với cô đi đường khả hinh không để ý đến anh nói thẳng tôi còn muốn mua cho anh hai bó hoa cầu nhỏ đưa cho hai đứa nhóc không chừng tương lai chúng nó là con của anh đúng vậy trang hạo nhiên kích động nói nếu như tôi và tinh xuyên ở chung một chỗ tôi sẽ đem toàn bộ tài sản của tôi giữ lại cho bọn họ một phân tiền tôi cũng không cần đường khả hinh nghe vậy đôi tay dừng ở cổ áo của anh ngẩng đầu lên Nhìn anh cười nói, toàn bộ cho bọn họ. Anh không cần sinh con à?" Tôi. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, đột nhiên mới suy nghĩ vấn đề này một chút. Đường Khả Hinh lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trang Hạo Nhiên a, à, liền cười nói, tại sao có thể có loại người như anh, đối với người nào cũng bỏ ra rất nghiêm túc. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên lại cúi đầu nhìn Đường Khả Hinh, cười hỏi, đây là ưu điểm sao? Đối với vài người là đúng, Mặc kệ anh có để lại tiền cho Tinh Xuyên và hai đứa bé hay không, nhưng giữa các người, nhất định còn phải sinh đứa con. Chấm ngoặc kép, đường khả hình thả tay xuống, cười nói. Trang hạo nhiên lại nắm tay của cô, cười hỏi tại sao. Đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, một phần dòng máu con lai làm cho anh nhìn càng tao nhã hơn so với đàn ông phương đông, lại càng cởi mở hơn. Cô mỉm cười nói, bởi vì một người như anh, rất thích hợp làm cha, được đứa bé mãi mãi nhớ tới trang hạo nhiên nghe lời này trên mặt hiện lên nụ cười hả hê nhìn đường khả hinh nói thật sao ừm um, đường khả hinh gật đầu một cái nhìn anh cười nói nhìn thế nào cũng rất đẹp trai ôi chao tâng bốc tôi như vậy trang hạo nhiên đột nhiên vươn tay nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của khả hinh đường khả hinh cũng cười ngọt ngào vừa vặn vào lúc này tưởng thiên lỗi muốn đi dùng cơm trưa lại thấy trang hạo nhiên và khả hinh hai người cùng đứng chung một chỗ vui vẻ cười nói hai mắt anh chợt lóe, bước nhanh về phía trước. Mau đi đi, chuẩn bị một chút, chuẩn bị tham gia bữa tiệc, tôi cũng phải đi đến chỗ của Lauren tiên sinh. Đường khả hình mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên, nắm quả đấm nói cố lên. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, đẹp trai nở nụ cười, vươn tay gõ lỗ mũi cô một cái, mới tiêu sái xoay người đi khỏi. Đường khả hình nhìn bóng lưng của anh, nghĩ tới tối nay anh gặp gỡ ngọt ngào, khẽ mỉm cười, xoay người, thấy tưởng thiên lỗi đứng ở phía trước, nhìn mình, sắc mặt của cô hơi thu lại, không nói gì mà nhanh chóng đi qua bên cạnh anh. Dùng cơm chưa chưa, tưởng thiên lỗi dừng tại chỗ, cảm giác cô gái trước mặt đã đi khỏi mình, đi tới đầu kia. Đông Anh xứng sở ở tại chỗ, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, tất cả mọi chuyện mới vừa xảy ra ở tầng lầu, có một số đồng nghiệp đã suy đoán ra, chỉ ngại thân phận của Tổng Giám Đốc, không dám truyền tin đồn quá rõ ràng. Đường Khả Hinh cũng không đi về phía trước, vừa đi vừa ngẩng mặt lên, tự nói với mình, đường khả hình. Cô làm rất đúng, nhất định làm đúng. Tưởng thiên lỗi đứng tại chỗ, nhìn về phía lối ra vào tại đại sảnh, cảm giác sau lưng cô gái đi càng lúc càng xa, trái tim chợt buộc chặt. Đường khả hình cảm giác buồn tim của mình sắp vỡ ra, muốn đi tới phía trước, lại nhìn thấy tiểu nhu, vẻ mặt căng thẳng ôm bó lớn hoa hồng nặng 10 cân, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi chạy về phía trước, cô ngạc nhiên đi tới, nhìn tiểu nhu hỏi, tiểu nhu, xảy ra chuyện gì? Tiểu Nhu thấy đường khả hình, lập tức thở gấp một hơi, ôm bó hoa hồng 10 cân, mệt mỏi trên trán đổ mồ hôi nóng, nói chúng ta. Chúng ta, quản lý chúng ta không biết đã xảy ra chuyện gì, đi phòng ăn biển phụ giúp một chuyến, sau khi trở lại, giống như bão tới, đi trở về phòng ăn chúng ta, liên tục ném chén đĩa, muống đúa, trong tay còn cầm một cây bút máy gãy làm hai, tức giận đến sắc mặt co giật, giống như bị người nào chọc tức, lúc ban đầu chúng tôi còn tưởng rằng do gà mẹ quản lý tạo đó, sau đó mới phát hiện không phải. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nghe lời này, khiếp sợ kêu to cái gì. Buổi trưa quản lý Trần Phụ giúp ở phòng ăn biển. Đúng vậy, đúng vậy, bởi vì hôm nay phòng ăn chúng ta có bảo ngư không tốt, phải dừng lại nửa ngày chờ người mua sắm tới kiểm kê. Cho nên chị ấy đến phòng ăn biển hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, tiểu nhu thở hồn hển nói. Ôi chao, phiền toái rồi, đi mau. Đường khả hình nghe xong lời này, lập tức giúp Tiểu Nhu ôm bó hoa hồng chạy thẳng tới phòng ăn. Lúc này phòng ăn ngự tôn đang cãi nhau. Trần Mạn Hồng cầm roi, đứng ở trước mặt của một phục vụ, nhìn cô, lạnh lùng nói, tại sao lúc này phòng thư ký gọi điện thoại tới đây, nói muốn đưa bữa ăn cho phó tổng giám đốc Trần, cô lại có thể để sót mất. Nếu trí nhớ như vậy, không cần làm nữa. Hôm nay ở nhà hàng, Trần Mạn Hồng giống như pháo nổ, khắp nơi hỗn loạn, quát mắng làm cho người ta hoảng sợ đến mất hồn tất cả nhân viên xếp thành hàng, hoảng sợ chẳng dám thở mạnh. Mạn Hồng, tiếng của Tào Anh Kiệt từ đầu kia phòng ăn gấp gáp truyền đến. Trần Mạn Hồng vừa nghe giọng nói này, lập tức nóng mắt nhìn về phía lối ra vào, quả nhiên lúc này Tào Anh Kiệt đê tiện xấu xa kia rất gấp gáp chạy vào, hoảng sợ cũng không nhẹ, bọn Tô Lạc Hoành cũng tức giận gấp đuổi theo sát đi vào. Cô nhất thời tức giận, trong tay đột nhiên cầm lên một con dao nhỏ đầu bếp mới vừa cầm cắt sợi dây quấn càng cua, hai mắt sắc bén chợt lóe, kêu to anh còn có mặt mũi tới đây. Chấm hỏi ngoặc kép. Nói xong, con dao nhỏ bay thẳng tới phía trước, xẹt qua mặt của Tào Anh Kiệt, cắm thẳng vào cây cột cửa phòng ăn, đường Khả Hinh và Tiểu Nhu mới vừa đi tới, thấy cây dao nhỏ kia vèo một cái cắm vào cột gỗ, con người lập tức trừng to, hoảng sợ đến mất hồn. Em nghe anh giải thích trước, chuyện này không phải là sự thật. Tào Anh Kiệt lập tức đi tới, thật căng thẳng nói. Ha ha ha, chấm than ngoặc kép. Trần Mạn Hồng nghe xong lời này, ngọn lửa cháy hừng hực lên, nhìn về phía Tào Anh Kiệt tức giận nói chuyện này không phải là sự thật. Hai người các người ở phòng ăn biển, biểu diễn tiết mục, kinh thiên động địa rồi. Còn nói không phải là sự thật, anh đừng nói với tôi, cô gái ở phía sau anh khóc đến rối tinh rối mù là con rùa biển ở trong phòng ăn biển biến thành. Nếu như cô ấy không phải thật, bà cô đây tự chém đứt hai chân, làm mỹ nhân ngư. Chấm than ngoặc kép, Tào Anh Kiệt nghe xong lời này, ngay lập tức cắn răng nghiến lợi quay đầu lại nhìn về phía ba cầm thú tô lạc hoành nói các người còn chưa chịu giải thích cho tôi nếu cô ấy tức giận tôi thật tôi sẽ chém các người có cái gì tốt mà giải thích không cần giải thích gì anh lập tức cút cho tôi tôi không muốn nhìn thấy anh chấm than ngoặc kép trần mạn hồng tức giận muốn bỏ đi ai 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 chị dâu tuyệt đối không phải là như chị nghĩ đâu Lâm Sở Nhai lập tức gấp gáp đi lên phía trước nói, chuyện này thật sự là một hiểu lầm. Đừng xem bà già là em gái 18 tuổi. Chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng đã giận đến sắc mặt trắng bệch, cả người phát run nói, nếu như tôi nghe các người giải thích, đây không phải là sự thật, vậy không phải tôi phải chờ cho tới khi bọn họ kết hôn, các người cũng muốn tới nói cho tôi biết, anh ấy đang đóng phim, đang quay hình à. Cút. Chấm than ngoặc kép, chương 370, làm gì? chuyện thật không phải như vậy. Chấm than ngoặc kép, Tào Anh Kiệt thật muốn điên rồi, liền cực kỳ tức giận nói với Trần Mạn Hồng, chúng tôi thật đang diễn một tuồng kịch. Lão đại của chúng tôi thích người phụ nữ có hai bảo bối trong phòng ăn. Chấm than ngoặc kép, anh có gan làm, không có bản lãnh nhận, tôi xem thường anh, Tào Anh Kiệt, tôi đã nói đàn ông tuổi nhỏ không nhờ vả được. Trần Mạn Hồng tức giận chỉ vào anh nói. Còn nói lời này, Tào Anh Kiệt nhìn về phía cô, tức giận trợn mắt, nói còn nói lời này. Anh nhỏ tuổi thì làm sao? Anh nhỏ tuổi không thương em sao? Không yêu em sao? Cũng muốn đặt em vào trong miệng ngậm rồi. Cho nên anh ngậm xong rồi, phun ra, lại nuốt em gái nhỏ khác. Chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng thuận lợi đón lấy. Em, chấm ngoặc kép, Tào Anh Kiệt tức giận, vừa muốn xông lên trước, nhưng có bóng dáng lóe lên trước mặt, anh nghiêng đầu. Đường Khả Hinh đã đi tới, nhìn về phía Trần Mạn Hồng thở phì phò, sợ hết hồn hết phía giải thích nói, đúng vậy. Thật xin lỗi, quản lý Trần, tôi có thể làm chứng, bọn họ thật sự đang diễn trò. Hơn nữa tuồng kịch này là tôi chỉ cho bọn họ diễn, lời kịch đều là tôi muốn. Cái gì, Trần Mạn Hồng nóng mắt nhìn đường khả hinh. Đường khả hinh lập tức nhìn về phía Trần Mạn Hồng, gấp gáp nói, lão đại của chúng tôi thật thích người mẹ dắt hai đứa bé trong phòng ăn, nhưng khổ nổi theo đuổi không kịp, mới diễn một màn kịch như vậy. Chỉ là tôi không nghĩ tới, bọn họ gọi quản lý tào tới diễn mà. Chấm ngoặc kép, cô, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng tức giận gấp gáp nhìn về phía đường Khả Hinh nói, được rồi, dù là giả, có nên diễn giống như thật vậy hay không? Lâm sở nhai vội vàng đi tới, cười nói, anh Kiệt từng là quán quân đại học kịch nói tại Anh Quốc. Huống chi, hai chúng tôi diễn thế nào cũng giống như cầm thú, chỉ có cậu ấy một đàn ông thuần khiết. Chấm ngoặc kép. Người đàn ông này bây giờ là của tôi đấy, mọi người có thể tùy tiện dùng linh tinh sao? Trần Mạn Hồng tức giận kêu to. Bọn người Tô Lạc Hoành lập tức khó nói. Lãnh Mạc Hàn cũng trầm mặt nói, tôi đã nói rồi, hay là tôi diễn thôi. Chấm ngoặc kép. Mọi người cùng nhau không nói, nhìn về phía anh. Tào Anh Kiệt thấy Trần Mạn Hồng giảm bớt tức giận, ngay lập tức đi lên trước, ôm lấy hông của cô, gấp gáp nói, nhìn xem tất cả mọi người chứng minh lời nói của anh nếu như em phát hiện anh nói dối em giết anh tế tổ tông nhà em đi trần mạn hồng vẫn có chút mất hứng thân ái tin tưởng anh không tào anh kiệt thật vội muốn chết nửa ôm lấy cô cúi đầu rất mập mờ rất cưng chiều nói kể từ sau lần đó anh cũng không dám hôn em một lần nữa không phải là muốn sống nghiêm túc cùng em à thật sự là một tuồng kịch nếu như em không tin chúng ta lập tức kết hôn đi Trần Mạn Hồng ngẩng đầu lên nhìn Tào Anh Kiệt, nói cái gì? Kết hôn? Mấy người Tô Lạc Hoành đều trợn to mắt nhìn về phía Tào Anh Kiệt, nghĩ anh đùa. Đúng vậy, anh không chịu nổi, Tào Anh Kiệt nói thẳng, gần đây anh vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, dù sao chúng ta cũng muốn sống chung với nhau, không bằng kết hôn sớm một chút đi. Được không? Anh cho em một hôn lễ lãng mạn xa hoa, để cho em làm cô dâu xinh đẹp nhất, hấp dẫn nhất thế giới. Em cũng không còn nhỏ tuổi anh cũng không nhỏ, còn không kết hôn, lãng phí làm gì. Trần Mạn Hồng suy nghĩ chuyện này, lại im lặng nhìn Tào Anh Kiệt. Tào Anh Kiệt lại nghiêm túc nhìn Trần Mạn Hồng, đột nhiên nửa quỳ xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô, nói, này, tiểu nhu, đem hoa hồng cho tôi. Nhưng cái này dùng để bày trí phòng ăn. Chấm ngoặc kép, tiểu nhu vẫn ngây ngô nói. Cô cút, mau, văn chi đột nhiên đi lên trước, căng thẳng đoạt lấy hoa hồng trong tay tiểu nhu, dám nhét vào trong tay Tào Anh Kiệt, nhân viên cả phòng ăn căng thẳng nhìn. Ba cầm thú Tô Lạc Hoành muốn nhắc nhở Tào Anh Kiệt, anh chỉ mới trải qua một người phụ nữ, liền kết hôn à. Thân ái, chấm ngoặc kép, Tào Anh Kiệt lập tức ôm qua hoa hồng, ngẩng đầu lên nhìn Trần Mạn Hồng, tình thâm chân thành nóng bỏng nói, thân ái, ở phòng ăn này là nơi chứng kiến tình yêu của chúng ta, đã từng rất nhiều đêm, nhìn em chiêu đãi khách xong, mệt mỏi ngồi ở bên cửa sổ, nhìn về phía biển rộng minh mông bắt ngát, anh biết rõ lúc đó em có chút cô đơn, cũng có chút tịch mịch, thậm chí tưởng niệm tình yêu đã mất, tất cả mọi người nhìn thấy em hoạt bát, em cay độc, em bốc đồng, nhưng không có phát hiện, sau khi em mệt mỏi. Cô đơn thì bộc lộ dáng vẻ nữ tính, thật đáng yêu, thật đáng yêu. Mỗi một mặt của em ở trong mắt của anh đều rất mới mẻ, rất hấp dẫn người, anh vẫn luôn nghĩ, nếu như có thể cùng em dắt tay đi cả đời, nhất định là một chuyện tràn đầy kích thích. Trần Mạn Hồng ngây ngốc nhìn anh, còn không biết xảy ra chuyện gì, hai mắt đột nhiên đỏ bừng. Tất cả nhân viên cũng đều cảm động nhìn về phía anh. Mấy người đàn ông Tô Lạc Hoành cũng không nhịn im lặng, nhìn về phía người anh em vô dụng, hôm nay có chút giống đàn ông. Đường Khả hình cũng ngây ngốc nhìn về phía anh, không nhịn được cũng hai mắt đỏ bừng. Gả cho anh, tao anh kiệt lại gấp gáp nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Anh nói cái gì, Trần Mạn Hồng nghẹn ngào nhìn anh. Tào Anh Kiệt lập tức nhìn cô nói, em không cảm thấy sao. Năm nay em cũng 30 rồi, vài năm nữa anh cũng sắp 30 rồi, cuộc sống này đã sắp qua đi một nửa, còn không nắm bắt thời gian, yêu nhau thật tốt, nuông chiều nhau thật tốt, làm cho đối phương hạnh phúc. Anh vừa nghĩ tới anh chỉ có thể cùng em yêu ba 40 năm, anh cảm thấy thật ít. Chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng không nhịn được nước mắt lăn xuống. Hai mắt đường khả hình cũng trở đỏ bừng, nhìn về phía Tào Anh Kiệt. Mạn Hồng chấm ngoặc kép, Tào Anh Kiệt nói tới chỗ này, đột nhiên hai mắt đỏ bừng, cảm động nhìn cô nói, cảm ơn em xuất hiện trong sinh mệnh của anh, để cho anh phát hiện, trên thế giới này, còn người phụ nữ đáng yêu như em, để cho anh có một đoạn tình yêu cay nồng có thể làm cho anh kích thích cả đời. Anh cảm ơn em, tin tưởng anh, anh sẽ đối xử tốt với em, nếu em sợ tương lai em già hơn anh, anh sẽ phơi nắng nhiều một chút, uống nhiều rượu một chút, hút thuốc nhiều một chút. Gả cho anh, thân ái, gả cho anh. Trần Mạn Hồng thật sự rất bất đắc dĩ nhìn anh, tức giận nói anh làm sao vậy? Mới vừa vẫn còn ở nhà khách đại dương diễn tiết mục đó, đột nhiên tới đây nói thật à. Tào Anh Kiệt nhìn Trần Mạn Hồng thật lòng nói, tình yêu của anh, không phải là tình yêu rung động từ trái tim của em sao? Em cảm thấy bị trói buộc sao? Quản lý, gả cho anh ấy đi, chấm than ngoặc kép, rất nhiều nhân viên cũng cực kỳ hưng phấn nói. Bọn Tô Lạc Hoành nhìn cảnh tượng này, cũng không nhịn được cười. Đường khả hình im lặng nhìn về phía Tào Anh Kiệt, trong ánh mắt nhìn Trần Mạn Hồng rất kiên định, giống như trong thế giới của mình có một thứ gì đó đang dần dần ngưng tụ. Gả cho anh ấy đi, chấm than ngoặc kép, rất nhiều nhân viên tiếp tục nói, ngay cả lão đầu bếp bên ngoài cũng dẫn các đầu bếp kích động đi tới, cùng kêu lên vỗ tay nói, gả cho anh ấy đi. Gả cho anh ấy đi, chấm than ngoặc kép, cả nhà hàng Tây, nhất thời cảm thấy náo nhiệt. Gả cho anh chúng ta tổ chức hôn lễ ở trước cửa chính khách sạn Á Châu, bên bờ biển xinh đẹp, anh sẽ vén khăn lụa trắng cho em, bày trí hoa cầu. Chấm ngoặc kép, Tào Anh Kiệt lại kích động nói. Trần Mạn Hồng im lặng nhìn ánh mắt chân thành của Tào Anh Kiệt, cô đột nhiên mỉm cười, bất đắc dĩ nói, không chịu nổi anh. Cầu hôn cũng không có chiếc nhẫn, chỉ muốn cầm một bó hoa, giải quyết tôi à. Chiếc nhẫn muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu, nhưng trái tim của anh chỉ có một, chấm than ngoặc kép, tào anh kiệt lại nhìn trần mạn hồng gấp gáp nói trần mạn hồng tiểu thư nhanh đáp ứng anh đi chân của anh đã tê dần nhận hoa này tiếp nhận cầu hôn của anh hả gả cho anh ấy đi gả cho anh ấy đi gả cho anh ấy đi chấm than ngoặc kép chúng nhân viên lại rối rít vỗ tay sốt cuộc trên mặt trần mạn hồng lộ ra ngọt ngào mỉm cười vươn tay nhận lấy hoa hồng trong tay của anh a à, tất cả nhân viên cùng kêu lên huyết sáo vui vẻ vỗ tay cười to, lão đầu bếp cũng cười gật đầu một cái. Tào Anh Kiệt cũng kích động, lập tức đứng lên, ôm chặt Trần Mạn Hồng vào trong ngực, bưng mặt của cô, hung hăng hôn lên môi của cô, trong tiếng hoan hô vui vẻ của mọi người, ôm lấy thân thể của cô, nhanh chóng xoay tròn, từng cánh hoa hồng, theo tình yêu của bọn họ xoay tròn, bay khắp cả nhà hàng Tây, giống như ánh sáng màu hồng tung bay trên bầu trời xanh thẳm, từng đám mây trắng bay bay, gió ngọt ngào thổi tới. Đường khả hình nắm một đóa hoa hồng màu đỏ thấm, ở trong tiếng hoan hô của nhân viên phòng ăn, lặng lẽ mỉm cười đi ra, hai mắt lại xẹt qua một chút đỏ thắm. Thang máy nhanh chóng trượt xuống, đường khả hình đứng ở bên trong thang máy trong suốt, xoay tròn đóa hồng, nghĩ tới ánh mắt kiên định của Tào Anh Kiệt, cô đột nhiên mỉm cười, thì ra mỗi cô gái, yêu cầu một tình yêu duy nhất, cũng không sai, cũng không có lòng tham. Cửa thang máy mở ra, đường khả hình tiếp tục đi ra, chuẩn bị đi ra ngoài, cũng đang trong lúc này điện thoại di động reo lên cô cầm điện thoại di động lên mở ra xem là tô thủy kỳ cô khẽ mỉm cười tiếp điện thoại đáp alo chấm ngoặc kép tô thủy kỳ gỡ mắt kính xuống chuyển qua ghế chuyên dụng nhìn rừng phong bên ngoài bệnh viện cười nói ăn cơm trưa rồi chưa đường khả Hinh nghe lời này nhớ lại mới phát hiện ra mình chưa ăn lại cười nói ăn rồi anh thì sao ừm um. Tô Thủy Kỳ cười nói, anh nhận được thiệp mời tiệc từ thiện tối nay, muốn mời em cùng tham gia. Đường Khả Hinh dừng lại một lát, nhớ tới lời nói của Trang Hạo Nhiên, liền ôn nhu cười nói em không muốn tham gia, bởi vì em không thích chỗ đó, nhưng anh có thể mời em đi chỗ khác, uống một chút rượu hoặc ăn một chút mì xào. Chấm ngoặc kép Tô Thủy Kỳ nghe lời này dừng lại một lát, đột nhiên cười nói tốt, em muốn đi chỗ nào, em có thể quyết định. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, hỏi. "Ừm." Um, Tô Thủy Kỳ cười nói. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, mới cười nói, "Tốt. Vậy giờ tan việc, em gọi điện thoại cho anh, sau đó anh lái xe tới đón em, em sẽ suy nghĩ lại muốn đi ăn cái gì." "Tốt." Tô Thủy Kỳ dịu dàng đáp lời, cúp điện thoại, cầm điện thoại di động, nghĩ tới lời nói của Khả Hinh mới vừa rồi, anh đột nhiên mỉm cười, một lần nữa đeo mắt kính lên, quan sát tình trạng trái tim của Như Mạt hôm nay lúc này ở bên trong máy quét phát hiện số liệu trái tim tăng thêm sợ hãi. Anh sững sờ, chậm rãi đứng dậy, đi dọc theo hành lang thật dài, đi tới phòng bệnh của Như Mạt. Nhưng mới vừa đi về phía trước thoáng chốc nhìn thấy Tần Vĩ Nghiệp đang cùng mọi người, trầm trọng đi ra, hai mắt bên trong gọng kiếng lạnh lùng chợt lóe. Tô Thủy Kỳ kỳ sững sờ, nhưng vẫn tiếp tục tiến lên. Tần Vĩ Nghiệp không nhìn thấy Tô Thủy Kỳ, mà đi thoáng qua bên cạnh anh, bước nhanh đi về phía trước. Tô Thủy Kỳ xoay người, đầu tiên nhìn Tần Vĩ Nghiệp một cái, suy nghĩ trong chốc lát, mới tiếp tục xoay người cất bước đi về phía trước, bước tới cửa phòng bệnh đặc cấp của Như Mạt, phát hiện người giúp việc đang thoa thuốc mỡ trên khuôn mặt mềm mại của Như Mạt. "Làm gì đó?" Tô Thủy Kỳ lập tức đi tới hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 370.